Y đạo quan đồ, chương nhất châm. Chương 1161, ván cờ 2. Tống Hoài Minh cười nói, cũng không tính là chuyện xấu, nghe nói cậu và con trai của bộ trưởng Trần xảy ra một số mâu thuẫn. Trương Dương nói, con cua ở kinh thành quá nhiều, một đám đi ngang, cháu chỉ hơi không cẩn thận chút là dẫm phải, là phó thủ tướng Văn nói với chú à. Tống Hoài Minh lưu ý Trương Dương không dùng từ cha nuôi để gọi Văn Quốc Quyền. Xem ra quan hệ giữa hai cha con cũng không phải là thân mật như ngoại giới đồn đãi, y nói khẽ quan hệ của cha nuôi cậu và bộ trưởng Trần rất tốt, làm trưởng bối, bọn họ cũng không muốn giữa vãn bối phát sinh mâu thuẫn. Trương Dương nói, ông ấy bảo chú nói với cháu ư. Tống Hoài Minh lắc đầu, không, ông ta là một phó thủ tướng của Quốc vụ viện, sao có thể lo tới những việc nhỏ như vậy. Cậu dù sao cũng là cán bộ quốc gia, các mặt đều phải cố kỵ một chút, nếu giống như người thường tranh cường đấu ngoan. Rất dễ bị người ta gièm pha. Trương Dương cười nói, Trần An Bang đó cũng không phải là nhân vật bình thường gì, ỷ mình là con cháu của cán bộ cao cấp, tự xưng là thái tử gia của kinh thành, tự cao tự đại. Tống Hoài Minh nói, cậu so với hắn thì tốt hơn ở chỗ nào? Hạ uy phong của hắn thì có thể biểu lộ được sự chính nghĩa của cậu ư? Trương Dương nói, cháu vốn cũng không muốn để ý tới hắn, nhưng hắn chọc lên tới đầu cháu, cháu tuy rằng nhún nhường, nhưng cũng không thể nào để mặc cho người ta bắt nạt mình, phải không? Tống Hoài Minh thật sự là dở khóc dở cười, cậu mà nhún nhường ư. Trương Dương nói, chú Tống à, thật ra mấy năm nay cháu đã nhún nhường hơn nhiều rồi đó. Tống Hoài Minh thở dài nói, cậu đó, tôi chán chả buồn nói với cậu. Tống Hoài Minh cũng hiểu rõ, có nói cũng, thằng ôn này chính là bản tính như vậy, chắc là không thể thay đổi, cũng may thằng ôn này không phải là kẻ làm bừa. Chỉ từ việc hắn lái xe Jeep của Kiều Lão đâm xe Ferrari của Trần An Bang đã chứng minh hắn biết tá lực đả lực lấy thế ép người, Trần gia cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, có điều hắn làm như vậy, Văn Quốc Quyền khẳng định không cao hứng, lần này khi tới Kinh Thành nói chuyện với Văn Quốc Quyền, ông ta đã lộ ra vẻ không vui. Trong mắt Tống Hoài Minh, cái này cũng khó trách, quan hệ giữa Văn Quốc Quyền và Trần Toàn mọi người đều biết, hành vi của Trương Dương rõ ràng khiến loại quan hệ này của hai người chịu một số ảnh hưởng. Huống chi hắn còn quanh co lòng vòng kéo cả Kiều Lão vào, Văn Quốc Quyền không thể nào không nảy sinh một số suy nghĩ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chuông cửa nhà Tống Hoài Minh vang lên, lúc này có thể tới nhà y chơi chắc cũng chỉ có người trong Đại Việt, người bình thường muốn bái phỏng tỉnh trưởng đại nhân khẳng định phải hẹn trước. Tống Hoài Minh không ngờ người tới bái phỏng y là bí thư tỉnh ủy Kiều Trấn Lương, Tống Hoài Minh nghe nói y tới chơi vội vàng ra cửa nghênh đón. Kiều Trấn Lương mặc quần áo thể thao, bên cạnh còn có con gái Kiều Mộng Viện đi theo, hai người vừa mới tản bộ về. Tống Hoài Minh cười cười chào, bí thư Kiều, ngài sao lại tới giờ này? Có chuyện gì thì gọi tôi một tiếng để tôi tới chỗ ngài được rồi. Kiều Trấn Lương bất kể tuổi tác hay là cấp bậc đều cao hơn Tống Hoài Minh, cho nên Tống Hoài Minh biểu hiện khá khách khí. Kiều Trấn Lương cười nói, sao vậy? Không chào đón tôi à? Không dám, không dám. Bí thư Kiều đại giá quang lâm, thật vẻ vang cho kẻ hèn này. Kiều Trấn Lương cười cười, hư ngụy, hai người đều bật cười. Kiều Mộng Viện chào một tiếng chú Tống, lúc này nhìn thấy Trương Dương cũng từ bên trong đi ra, hắn chào một tiếng bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương nói, Trương Dương cũng ở đây à? Tống Hoài Minh mời cha con bọn họ vào trong ngồi, Kiều Trấn Lương nói, tôi và Mộng Viện vừa đi tản bộ về, đi qua cửa nhà anh, bỗng nhiên muốn chơi cờ cho nên vào tìm anh. Tống Hoài Minh nói, bí thư đại nhân à, chơi cờ thì tôi không chơi được đâu. Kiều Trấn Lương nói, tôi nói anh được thì anh không được cũng phải được. Tống Hoài Minh bật cười ha ha. Trương đại quan nhân đứng sau nghe, nghĩ thầm lời này nghe chừng còn có thâm ý khác, hôm nay bí thư Kiều chắc không phải là đặc biệt đăng môn để thị uy chứ. Hắn nhìn về phía Kiều Mộng Viện, Kiều Mộng Viện lại không nhìn hắn, không cho hắn cơ hội trao đổi ánh mắt. Kiều Mộng Viện lên lầu thăm Tiểu Canh Tân. Trương Dương thì đi theo hai vị đại lão của Bình Hải xem cờ, Kiều Trấn Lương rất nghiện chơi cờ, nhưng trình độ thì bình thường, y và Tống Hoài Minh cũng không thuộc loại người có thời gian để tĩnh tâm chơi cờ, cho nên hai người ước định hạ cờ thật nhanh, trong vòng 10 phút đã kết thúc bàn cờ, Kiều Trấn Lương thua. Kiều Trấn Lương cảm thán nói, Hoài Minh à, anh cũng hư ngụy thật, đánh cờ hay như vậy mà nói là không biết chơi. Tống Hoài Minh nói, là bí thư Kiều nhường tôi. Kiều Trấn Lương nói, tôi cũng muốn nhường anh lắm, nhưng anh không cho tôi cơ hội. Tống Hoài Minh nói, chơi cờ với bí thư Kiều, tôi phải xuất ra toàn bộ bản sự, nếu để ngài nhìn ra tôi không tận sức, ngài khẳng định sẽ không cao hứng.
Kiều Trấn Lương đặt quân cờ trong tay xuống, vẫn là pháo. Tống Hoài Minh nói, đi mã. Kiều Trấn Lương nói, anh đi không tồi. Tống Hoài Minh mỉm cười nói, bí thư Kiều bức sát như vậy, tôi không thể không đi. Trương Đại Quan Nhân ngồi ở bên cạnh, im lặng nhìn hai người chơi cờ, luôn cảm thấy ngôn ngữ của bọn họ thì càng thêm tràn ngập mùi thuốc súng, ván này Tống Hoài Minh lại thắng, xem ra y căn bản không định cho vị lãnh đạo Kiều Trấn Lương này mặt mũi, đừng nhìn trong giao phong chính trị, Kiều Trấn Lương bước y lui từng bước, nhưng trong bàn cờ thì y lại giết cho Kiều Trấn Lương thất bại thảm hại, một mảng giáp cũng không còn. Khi Tống Hoài Minh chuẩn bị xếp bàn thứ ba thì Kiều Trấn Lương không chơi nữa, cầm chén trà lên uống một ngụm, nói, không chơi nữa, tôi coi như nhìn rõ rồi, hôm nay tôi đến đây để tìm ngược, tâm tình đang tốt bị anh làm cho xấu đi rồi. Tống Hoài Minh cười nói, là bí thư Kiều nhường tôi. Kiều Trấn Lương nói, tôi không nhường an, là tôi không hạ được anh. Trên điểm này y cũng rất thẳng thắn, có điều Kiều Trấn Lương lập tức chuyển đề tài, chủ yếu là anh so với tôi thì trẻ tuổi hơn. Phản ứng của đầu óc cũng mau hơn tôi, chơi hạ cờ nhanh thì tôi đương nhiên là chịu thiệt, nếu chúng ta suy nghĩ kỹ, từ từ đi thì anh chưa chắc có thể thắng được tôi đâu. Tống Hoài Minh nói, nắm chắc đại cục quan thì tôi đương nhiên không bằng được bí thư Kiều. Kiều Trấn Lương mỉm cười một tiếng, chuyển hướng ánh mắt sang Trương Dương, cậu gần đây hình như chạy khắp nơi hả? Trương Dương cười nói, là bí thư Kiều sai tôi tới Kinh Thành. Kiều Trấn Lương nói, tôi bảo cậu đi Kinh Thành như không bảo cậu lái xe đâm người ta. Trương Đại Quan Nhân rất bực mình, rõ ràng là xe đâm xe, sao giờ lại thành hắn lái xe đâm người, chuyện thật sự là càng truyền đi càng thái quá. Trương Dương nói, tôi là đâm xe không đâm người, trong lòng có chút buồn bực, thật ra chuyện này đã phát sinh được một đoạn thời gian rồi, trong lúc đó mình cũng gặp Kiều Trấn Lương vài lần, sao không thấy y nhắc tới, lại cứ muốn nhắc ra trước mặt Tống Hoài Minh, rốt cuộc là có ý gì. Trương Dương không thể không nghĩ nhiều, đầu óc của đám lãnh đạo cao cấp này đều là loại này đường núi 18 vòng, không biết được sẽ rẽ ở góc nào. Kiều Trấn Lương nói, thằng nhóc cậu đúng là thích gây phiền toái khắp nơi. Trương Dương nói, các ngài là lãnh đạo cũng không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm của tôi được, tôi cũng không phải là hoàn toàn không đúng. Kiều Trấn Lương cười nói, cậu có ưu điểm gì? Nói cho chúng tôi nghe một chút. Trương Dương nói, ngài hỏi đột ngột như vậy. Tôi thật sự là không biết trả lời như thế nào, không biết phải nói ưu điểm nào. Tống Hoài Minh cười nói, không biết trời cao đất rộng. Kiều Trấn Lương nói, cậu lúc trước kéo một đám con cháu của cán bộ cao cấp tới Đông Giang, thanh thế không nhỏ, nhưng trôi qua lâu như vậy rồi vẫn không thấy công tác chiêu thương của cậu có tiến triển gì, phí chiêu đãi cũng tiêu không ít, thành tích đâu. Trương Dương nói, bí thư Kiều, sao việc nhỏ như thế này mà ngài cũng quan tâm à? Kiều Trấn Lương nói, không phải tôi quan tâm, là có người tố cáo cậu với tôi. Không bị người ta ghen ghét là hạng tầm thường. Kiều Trấn Lương nói, cậu cho rằng mình là anh tài ư. Lúc trước tôi tự mình điểm tướng gọi cậu tới khu nội thành mới Đông Giang, người khác nói gì tôi không tin, nhưng cậu phải dùng thành tích để nói chuyện, nhìn cậu sau khi đến Đông Giang đã làm được những việc gì, có làm ra được thành tích hay không. Kiều Trấn Lương mỉm cười phê bình hắn. Tống Hoài Minh có chút không đoán ra ý tứ của Kiều Trấn Lương, trước mặt mình của trách Trương Dương, với lòng dạ của Kiều Trấn Lương vốn không đến mức như vậy. Tống Hoài Minh cười nói, tôi vừa rồi cũng nói tới chuyện này. Kiều Trấn Lương gật đầu nói, người trẻ tuổi không thể chỉ biết là tranh cường háo thắng, thật sự làm ra được thành tích mới là căn bản. Trương Dương cho rằng Kiều Trấn Lương ở trước mặt Tống Hoài Minh phê bình mình là muốn khiến đại nhân mất mặt, vào những lúc như thế này không nói vài câu thì không được. Trương Dương nói, bí thư Kiều, ngài không thể thua cờ thì đốt đuốc lên đầu tôi được, tôi trên công tác không có sai lầm gì cả. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, cậu sao cũng không khiêm tốn chút nào vậy. Kiều Trấn Lương cười nói, cậu ta mà khiêm tốn thì không phải là Trương Dương. Y nói với Tống Hoài Minh, làm thêm ván nữa đi, tôi không tin không đánh bại được anh. Trương Dương thành thành thật thật đi châm trà cho bọn họ. Kiều Trấn Lương khi chơi cờ không quên hỏi hắn, cậu hai ngày trước tới Tây Tạng có gặp Bằng Phi không? Trương Dương giờ mới hiểu được vì sao muốn trách hắn, 10 phần có 8-9 là y thông qua Kiều Bằng Phi biết mình ở Ha Sa đối phó Hùng Bình Khôn, Trương Dương nói có gặp, còn cùng nhau uống rượu nữa. Kiều Trấn Lương nói, nghe nói cậu tới Ha Sa giày vò chi đội võ cảnh hả? Trương Dương nói, chuyện đó không liên quan tới từ đầu tới đuôi chỉ là người bị hại. Tống Hoài Minh không biết chuyện này, có chút kinh ngạc nói, có chuyện gì vậy? Kiều Trấn Lương nói, cũng không phải là đại sự gì,
chỉ là thiên kim bảo bối của Tiết gia xảy ra một số mâu thuẫn với con trai của phó chính ủy Tây Tạng Hùng Ân Bân. Tống Hoài Minh nhíu mày, không ngờ Trương Dương lại chạy đến Tây Tạng dính vào những chuyện này. Kiều Trấn Lương nói, Hùng Ân Bân là cán bộ mà Đổng Lực Trì một tay đề bạt lên, chuyện này có chút phức tạp. Tống Hoài Minh cuối cùng cũng minh bạch mục đích của Kiều Trấn Lương, là đang truyền lại tin tức với y, Đổng Lực Trì là phó chủ tịch quân đương nhiệm, là một trong những nhân vật có thực quyền trong quân đội, mọi người đều biết y thuộc phái Cách Tân, có quan hệ không tồi với phó thủ tướng quốc vụ viện đương nhiệm Văn Quốc Quyền. Nhưng Đổng Lực Trì vẫn không thể so sánh với Tiết gia có căn cơ hùng hậu trong quân đội, cho tới nay quan hệ giữa Tiết gia và Kiều gia đều tương kính như tân, giữ khoảng cách nhất định, chẳng lẽ trước khi đối diện với nhiệm kỳ mới, hai nhà Tiết Kiều lựa chọn liên thủ chính trị. Tống Hoài Minh cảm thấy, không loại trừ loại khả năng này, trước khi biến cách nhiệm kỳ mới, mỗi gia tộc đều muốn duy hộ lợi ích chính trị của bản thân, vì lợi ích chính trị chung lựa chọn liên thủ cũng là chuyện tất nhiên. Chiếu tướng, Kiều Trấn Lương hô lên một tiếng. Chương 1162, ván cờ 3. Tống Hoài Minh lúc này mới chuyển rời đến sự chú ý lên bàn cờ thì bại cục đã định. Kiều Trấn Lương không khỏi đắc ý cười cười, thắng bại là chuyện thường của binh gia, trong cờ không có ai thắng mãi được. Tống Hoài Minh tràn đầy đồng cảm gật đầu, cũng không có ai là vĩnh viễn thất bại. Hai người đầy thâm ý nhìn đối phương, đồng thời bật cười. Trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không nghĩ sâu như vậy, có điều hắn cũng biết Kiều Trấn Lương ở trước mặt Tống Hoài Minh nói ra sai lầm của mình. Khẳng định có dụng ý khác, tối hôm đó hắn và cha con Kiều Trấn Lương cùng nhau rời khỏi Tống gia. Sau khi xuất môn, Trương Dương rất khách khí nói, Bí thư Kiều, tôi tiễn ngài. Kiều Trấn Lương cười nói, nhà của tôi gần như vậy, không cần cậu tiễn, Trương Dương à, tôi nghe nói Trung Trường Thắng hiện tại đang làm ở chỗ cậu. Trương Dương gật đầu, làm trưởng ban bảo vệ ở bộ chỉ huy xây dựng khu nội thành mới. Kiều Trấn Lương gật đầu, có cơ hội bảo hắn tới nhà tôi ngồi chơi. Trương Dương cười cười gật đầu nói, được, tôi nhất định sẽ chuyển lời của ngài. Kiều Trấn Lương nói, làm cho tốt đi, cậu là tự tôi dẫn tới, nếu cậu làm ra thành tích thì trên mặt tôi cũng được nở hoa. Những lời này rõ ràng đang nói cho Trương Dương biết, mình chưa bao giờ coi hắn là người ngoài. Trương Dương cười nói, Bí thư Kiều yên tâm, tôi nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng ngài. Đợi cho cha con Kiều Trấn Lương đi xa rồi, Trương Dương lúc này mới đi đến ô tô của mình. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, chút chuyện mình làm ở Tây Tạng mọi người đều biết, may mắn lúc trước không dẫn Tiết Vĩ Đồng tới Định Nhật, nếu để cô ta biết chuyện An Ngữ Thần mang thai rồi sinh con, chỉ sợ hiện tại cả thế giới đều biết rồi. Trương Dương nghĩ đến đây, không khỏi cho rằng, chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt, An Ngữ Thần sở dĩ lựa chọn dẫn con trai tới Thụy Sĩ, dụng ý chính là không muốn tạo áp lực quá lớn cho mình. Nhưng con trai không thể vĩnh viễn không có cha. Mình cũng không phải là loại nam nhân vô trách nhiệm, nhưng chuyện này nên giải thích với các bạn gái như thế nào, Trương đại quan nhân thật sự có chút đau đầu, quả nhiên bất kỳ chuyện gì cũng đều có báo ứng, chưa tới lúc báo thì chưa tới, kết quả mà mình lưu tình khắp nơi cuối cùng cũng bắt đầu xuất hiện rồi. Tiếng chuông di động phá vỡ dòng suy nghĩ của hắn, Trương Dương mở máy di động mới mua alo. Điện thoại là Kiều Mộng Viện gọi tới, Kiều Mộng Viện nói khẽ anh vẫn chưa đi à? Cô ta lúc này đang đứng trên ban công nhà mình nhìn Trương Dương. Trương Dương ngẩng đầu nhìn thấy cô ta, cười cười vẫy tay, chưa đi. Bởi vì khoảng cách quá xa, Kiều Mộng Viện không nhìn rõ vẻ mặt của Trương Dương, cô ta nói khẽ, anh đừng để trong lòng, cha tôi tối nay không phải nhằm vào anh đâu. Cô ta cũng biết cha vừa rồi ở trước mặt Tống Hoài Minh giáo huấn Trương Dương. Trương Dương cười nói, không đau, tôi trước giờ luôn coi sự phê bình của lãnh đạo như gió thoảng bên tai. Trương Dương nói, cô xuống đi, tôi mời cô đi ăn khuya. Kiều Mộng Viện nói, quá muộn rồi, hay là thôi đi. Trương Dương nói, cha cô tối nay dạy tôi đến mặt xám mày cho, cô không an ủi tôi ư. Kiều Mộng Viện nói, tôi tin vào ý chí cách mạng của anh, tin mặt anh dày không gì phá được. Trương Dương mỉm cười, tôi tới nhà hàng mà lần trước chúng ta ăn chờ cô. Kiều Mộng Viện nói, tôi không đi đâu. Tôi đi. Trương đại quan nhân gác máy. Lên xe chậm rãi lái ra khỏi đại viện tỉnh ủy, tới nhà hàng mà hắn nói gọi vài món thức ăn, kêu một vò rượu, để ông chủ đốt lò sưởi cho ấm. Trời hơi lạnh, uống chút rượu vào là một lựa chọn tốt. Đồ ăn đã lên, rượu cũng được hâm nóng thì nhìn thấy Kiều Mộng Viện bước vào, cô ta đã thay quần áo thể thao màu xám, tóc còn ướt, rõ ràng là vừa tắm xong, không trang điểm. Trương Dương nhếch môi cười nói, biết cô sẽ tới mà.
Kiều Mộng Viện tức giận nhìn hắn, đã nói là muộn rồi mà. Trương Dương nói, đã trưởng thành cả rồi, ngay cả chút tự do ra ngoài cũng không có ư. Cô sợ cha cô à? Kiều Mộng Viện nói, tôi sợ cái gì chứ? Ông ấy hỏi tôi đi đâu? Tôi nói là anh mời tôi ăn cơm thế là ông ấy cho tôi ra ngoài thôi. Trương Đại Quan Nhân ngây ra một thoáng, cô bán đứng tôi à? Kiều Mộng Viện cười khanh khách, chẳng lẽ tôi nói không đúng ư? Anh sợ cha tôi à? Trương Đại Quan Nhân cười nói, tôi đã từng sợ ai chưa? Có điều giọng nói có vẻ không được vững dạ lắm. Hắn dướn sát lại một chút vậy, cô nói xem bí thư Kiều liệu có cho rằng tôi có ý xấu câu dẫn khuê nữ của ông ấy không? Mặt Kiều Mộng Viện hơi đỏ lên, cầm chén rượu trước mặt lên uống một ngụm, bí thư Kiều có cho rằng thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là tỉnh trưởng Tống thấy thế nào. Trương Đại Quan Nhân cười cười có chút ngây ngô, không phải là ngây ngô thật mà là giả vờ. Hắn cố ý nói tránh đi, lần này tới Tây Tạng gặp Kiều Bằng Phi, cảm thấy hắn đã thay đổi rất nhiều. Kiều Mộng Viện nói, con người ta rồi cũng phải lớn, ông nội đã nói rồi, để anh ta tới Tây Tạng chính là để ma luyện tính tình của anh ta, trong mắt ông nội chúng tôi đều là đóa hoa trong nhà kính, không chịu nổi thất bại lớn. Trương Dương cười nói, tôi cảm thấy cô là một cô gái rất tự cường, trên người cô có không ít ưu điểm. Kiều Mộng Viện tràn ngập đề phòng nhìn hắn một cái, hôm nay miệng ngọt như vậy. Chắc không phải là có chuyện muốn nhờ chứ. Tục, quá tục, Mộng Viện, với quan hệ của hai ta, tôi có cần phải ăn nói khép nép để lấy lòng cô không? Về phần muốn vỗ mông ngựa, tôi nói thật là không có một chút dối trá nào đâu. Kiều Mộng Viện nói, cũng may tôi có chút tự hiểu lấy mình, biết mình không ưu tú như anh nói. Cô ta hạ chén rượu xuống nói, tôi nghe nói có người có ý kiến về anh, nói anh bỏ rơi nhiệm vụ không làm việc đàng hoàng. Trương Dương cười cười khinh thường, từ lúc tôi bắt đầu bước vào quan trường, thì phi chung quanh tôi trước giờ không bao giờ ngừng. Cái này chứng minh anh không thích hợp với nghề này. Trương Dương nói, sai, không phải tôi không thích hợp, là của tôi chức quan là của tôi quá nhỏ, tôi nếu đến cấp bậc như cha cô, còn ai dám có ý kiến với tôi. Kiều Mộng Viện nói, tôi sao nghe như anh đang nói xấu cha tôi nhỉ? Trương Đại Quan Nhân cười khổ nói, cô đừng hại tôi, lời này nếu để cha cô biết thì khẳng định sẽ ghét tôi lắm. Anh cho rằng lòng dạ của cha tôi giống anh à? Trương Dương nói, tôi cũng thấy lạ, sao lại có nhiều người như vậy quan tâm tôi làm việc khệnh khạng có người tố tôi, mà tôi làm việc khiêm tốn thì cũng có người báo cáo tôi sao lại đắc tội với nhiều người như vậy chứ? Mộng Viện, cô nói xem. Có phải là bởi vì tôi quá ưu tú, cho nên mới có nhiều người như vậy nhìn tôi không vừa mắt không? Kiều Mộng Viện bất lực lắc đầu, tôi nghe nói lần này là vì công tác chiêu thương của khu nội thành mới không có khởi sắc. Trương Dương nói, chiêu thương không phải là như vậy ư. Mấy năm nay, tôi chuyển động đứt quãng trên công tác chiêu thương, bằng hữu trên cơ bản đều bị tôi lừa rồi, cống hiến cho quốc gia cũng coi như không ít, tôi mới đến Đông Giang được vài ngày, có ai là vạn năng đâu. Tôi cũng không thể vừa tới đã làm cho công tác chiêu thương náo nhiệt được. Kiều Mộng Viện nói, cũng đúng, anh tới Đông Giang chưa lâu, mọi người hơi hà khắc với anh rồi. Trương Dương cười nói, không phải là hà khắc, là rất nhiều người muốn thấy tôi mất mặt. Tôi lúc trước khi ở Nam Tích cướp danh hiệu thành thị hữu hảo của Đông Giang, lại giữa đường cướp đi tập đoàn Inder, chuyện này khiến rất nhiều người Đông Giang cảm thấy khó chịu, cho nên trong đó khẳng định có người chỉ mong tôi trở thành trò cười cho thiên hạ. Kiều Mộng Viện nói như vậy tôi còn là đồng lõa nữa. Tập đoàn Inder cuối cùng ở tại Nam Tích, Kiều Mộng Viện xuất lực không nhỏ. Trương Dương nói, tôi vừa mới ở trước mặt lãnh đạo nói rằng trước năm mới sẽ chắc chắn có được 2 tỷ chiêu thương dẫn tư. Kiều Mộng Viện nói, 2 tỷ không phải là con số nhỏ. Trương Dương, khó khăn chắc là không lớn, chỉ cần một khối du lịch đã có thể đạt tới được con số này rồi, Tiết Vĩ Đồng đã đáp ứng. Trước năm mới sẽ ký kết hợp đồng đầu tư công viên Dieter, tổng ngạch đầu tư là khoảng 1 tỷ rưỡi, hơn nữa tài chính trùng kiến chùa Thu Hà đại khái khoảng 2 tỷ. Kiều Mộng Viện nói, công viên Dieter trong nước đã có mấy cái, kinh doanh đều khá thành công, tôi không quen với Tiết Vĩ Đồng, có điều nghe nói năng lực nghiệp vụ của cô ta rất mạnh. Trương Dương nói, Tiết Vĩ Đồng rất khá, làm việc cũng rất rõ ràng. Lúc này từ bên ngoài có người bước vào, hét lên, ông chủ Hoàng. Cho bát mì đi, tôi đói chết rồi. Người nọ không ngờ là Trần Thiệu Bân. Trương Dương nhìn thấy Trần Thiệu Bân cơ hồ cũng đồng thời nhìn thấy Trương Dương và Kiều Mộng Viện, không khỏi thốt lên kinh ngạc, ối chà, hai người cũng ở đây à. Trương Dương kinh hỉ nói, thằng nhóc cậu trở về sao không nói một tiếng. Hắn đón Trần Thiệu Bân ngồi xuống, lại cầm thực đơn lên gọi vài món.
Trần Thiệu Bân ăn trước mấy miếng, sau đó nói, tôi mới từ Thượng Hải trở về, ngay cả nhà cũng chưa vào, nghĩ rằng về muộn thế này thì ăn gì đã rồi về, không ngờ ở đây gặp được hai người. Hắn cợt nhả nhìn Trương Dương và Kiều Mộng Viện, tôi bảo này, hai người có tình huống gì rồi, đêm hôm khuya khoắt mà cô nam quả nũ. Trương Dương nói, Trần Thiệu Bân, cậu bớt nói hưu nói vượn đi, cẩn thận tôi đập cậu đấy. Kiều Mộng Viện nói, lời đồn chính là do loại người như anh chế tạo ra. Trần Thiệu Bân cười hắc hắc, hắn quả nhiên không dám nói nữa, người ta là con gái của bí thư Kiều, da mặt mỏng lắm. Trương Dương nói, cái miệng cậu vẫn vậy, tôi trên công tác đang gặp chút khó khăn, đặc biệt mời Mộng Viện ra đây làm đại tỷ tri âm của tôi. Trần Thiệu Bân nói, cậu càng lúc càng không cần phây, Mộng Viện người ta trông xinh đẹp như vậy, cậu nhìn cái mặt thương tang của cậu đi, còn gọi người ta là đại tỷ tri âm à, nên đổi thành tiểu muội tri âm mới đúng. Trương Dương rót cho hắn một chén rượu. Trần Thiệu Bân uống một ngụm rồi nói, chủ nhiệm Trương gần đây quan vận không tồi nhỉ. Đâu có, so ra vẫn kém ông chủ Trần Tài Nguyên Quảng Tiến. Trần Thiệu Bân cười nói, làm ăn đúng là vẫn còn kém hơn làm quan. Hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, Mộng Viện, gần đây có gặp đại ca cô không? Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, anh ta ở Hải Nam, anh tìm anh ta có việc gì? Trần Thiệu Bân nói, cũng không có việc gì, tôi gần đây mới quen được một đồng bạn làm ăn. Nghe nói là có quan hệ không tồi với anh ta, tôi muốn hỏi tình huống. Kiều Mộng Viện cho Trần Thiệu Bân một số điện thoại, anh trực tiếp gọi điện thoại cho anh ta là được mà. Chương 1163, dục vọng làm mờ mắt một. Trần Thiệu Bân cười rồi nói, hay là, cô bỏ chút thời gian ra để hỏi giúp tôi, người đó tên là ông Lương Vũ, là phú ông của Singapore, trong tay có hai công ty lớn là Công ty Sáng Kiến Đầu Tư và Hoàn Vũ Đầu Tư. Gần đây đang thu thập lượng tiền lớn, chuẩn bị đầu tư vào bất động sản ở Hồng Kông. Kiều Mộng Viện nói, tôi chưa nghe anh tôi nhắc đến người này lần nào. Trần Thiệu Bân không tin những lời Kiều Mộng Viện nói, cho rằng cô đang cố ý che giấu, gã tiếp tục nói, năm 97 sắp sửa đến rồi, sự kiện lớn về chính trị cũng có nghĩa sẽ mang lại cơ hội tốt cho việc làm ăn, ông Lương Vũ là một cao thủ vận hành tư bản. Kiều Mộng Viện nói, không sai, khi chính trị thay đổi sẽ tiềm ẩn nhiều cơ hội khác nhau. Nhưng thường trong lúc này, sự mạo hiểm cũng rất lớn, tôi luôn cho rằng, làm ăn phải làm cho chắc chắn, những việc quá mạo hiểm tôi sẽ không làm. Trần Thiệu Bân nói, mỗi người đều có tiêu chuẩn về sự mạo hiểm riêng, và sức chịu đựng mạo hiểm của mỗi người cũng không giống nhau. Trương Dương nói, tôi không hiểu gì về việc làm ăn, nhưng Trần Thiệu Bân, anh cũng đừng tham lam quá, khó khăn lắm mới trở thành những người giàu lên trước, có chút tiền làm những việc ăn chắc mặc bền thì hơn, đừng làm việc vận hành tư bản. Không tin tưởng được đâu. Trần Thiệu Bân nói, anh yên tâm đi, người có thể lừa được tôi vẫn chưa xuất hiện đâu. Sau khi tên này giàu lên, lòng tự tin cũng tăng lên nhanh chóng. Kiều Mộng Viện nói, những mảnh đất bán ở Hải Nam trước kia thật sự đã làm cho một số người giàu lên, nhưng mấy năm gần đâu bọt xà phòng đã vỡ, có lẽ anh không biết, ở đó còn bao nhiêu đất để không, có bao nhiêu tòa nhà để chống, có bao nhiêu công trình có đầu mà không có đuôi, giờ đây hiện tượng này không có khả năng thay đổi theo hướng tốt. Trần Thiệu Bân nói, cái cốt lõi của vận hành tư bản không phải là ở thực thể, mà là ở thời cơ, nếu như anh là người nắm được thời cơ, thì anh sẽ thắng lợi, nếu như anh là người ăn theo, cũng chẳng sao, chỉ cần anh không phải là người cuối cùng, thì cũng sẽ có lợi nhuận lớn dành cho anh. Kiều Mộng Viện nói, khi thị trường bất động sản ở Hải Nam xảy ra vấn đề, chẳng ai ngờ rằng mình sẽ là người ăn theo cuối cùng đâu. Trần Thiệu Bân cùng ly với Trương Dương. Uống nửa cốc rồi nói, thị trường bất động sản ở Hải Nam đang đi xuống, nhưng anh của cô sau khi đến Hải Nam cũng đã giành được nguồn lợi lớn từ trong đó. Có lẽ cô không biết, nguồn tiền của anh ta đã tăng lên gấp nhiều lần mấy năm gần đây. Kiều Mộng Viện cười điềm đạm, sự việc của anh tôi không rõ lắm, tôi cũng chẳng bao giờ hỏi về vấn đề làm ăn của anh ấy. Cô ngáp một hơi, xem chừng đã hơi buồn ngủ, rồi cười xin lỗi họ, xin lỗi, tôi phải về đây. Cô không muốn nói quá nhiều về vấn đề của anh mình. Trương Dương nói, để tôi tiễn. Kiều Mộng Viện lắc đầu nói, gần thế này, không cần anh tiễn đâu, các anh lâu lắm rồi không gặp nhau, nhất định có rất nhiều việc muốn nói chuyện riêng, tôi không làm phiền các anh nữa. Cô vẫy vẫy tay về phía Trần Thiệu Bân. Đến khi Kiều Mộng Viện đi khỏi, Trương Dương nói, tiểu tử nhà cậu nói năng chú ý một chút, trước mặt Kiều Mộng Viện đừng nói về chuyện của anh cô ấy. Trần Thiệu Bân cũng nhận ra Kiều Mộng Viện không muốn nói đến vấn đề này. Gã thấp giọng nói, Kiều Bằng cử lợi hại lắm, có lẽ anh không biết, anh ta và ông Lương Vũ đã cùng nhau hợp tác khống chế một miếng đất,
quay đi quay lại đã kiếm được 700 triệu. Nếu như nói là mấy năm trước thị trường bất động sản ở Hải Nam còn nóng thì thôi, nhưng giờ đây với tình hình thế này, mà họ cũng có thể làm được như vậy, thật đáng để người ta khâm phục. Trương Dương nói, anh ghen tị rồi à, nhìn thấy người ta kiếm được nhiều tiền vậy trong lòng không thoải mái đúng không? Trần Thiệu Bân cười nói, nếu như nói là không thoải mái, thì đúng là có hơi một chút, nhưng người ta có bối cảnh gì cơ chứ, chính sách quốc gia có biến động gì, nhất định họ biết trước chúng ta, có câu nói thế nào ấy nhỉ? Nước sông Xuân Giang ấm áp vịt biết trước, đúng, chính là câu này, làm ăn quan trọng nhất chính là nắm bắt thời cơ, hôm nay gió thổi hướng nào, ngày mai gió thổi hướng nào, mọi người đều rõ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, loại người này không thể thất bại trên thương trường. Trương Dương cười nói, anh cũng là con cháu danh gia đấy thôi, tin tức của anh cũng nhanh nhạy hơn người thường nhiều. Trần Thiệu Bân nói, tôi không được, cha tôi giờ đây ở tuyến 2 rồi, dù là trước kia khi ông còn nắm quyền, thì cũng không thể so sánh được với nhà họ Kiều. Những tin tức tuyệt mật của nội bộ Trung ương Đảng, anh ta đều nghe bí thư Kiều truyền đạt cả. Trương Dương nói, Trần Thiệu Bân, anh nói nhiều như vậy làm cho tôi cũng ong cả đầu, rốt cuộc anh muốn làm gì? Trần Thiệu Bân nhìn xung quanh, rồi thấp giọng nói, tôi cũng chẳng giấu gì anh, gần đây ông Lương Vũ và Kiều Bằng Cử đang liên thủ đầu tư vào một mảnh đất ở Hồng Kông, làm ăn lớn lắm, với thực lực của họ cũng không đủ tiền, nhất định phải mượn tiền ở ngoài, làm việc này. Họ lại không muốn mượn tiền của ngân hàng, vì vậy họ cần phải thu nạp một vài thành viên, để cùng chơi. Trương Dương nói, anh muốn cùng chơi với họ à? Trần Thiệu Bân nói, chỉ dựa vào một tí chút tài sản của tôi, họ chẳng thèm để ý đâu, việc này là do một người bạn của tôi đề ra, chúng tôi định tập trung tiền để nhập cổ. Trương Dương nói, có nghĩa là lấy tiền của các anh để cho họ chơi. Trần Thiệu Bân nói, làm ăn quan trọng là lợi nhuận. Kiều Bằng Cử và ông Lương Vũ đều không phải là những người làm thực thể, lúc đầu họ nói rằng mình khai phá bất động sản ở Hải Nam, thật ra là làm việc bán bất động sản, không chỉ họ chơi như vậy, mà rất nhiều người làm thế, giờ đây bên Hải Nam chẳng còn gì để chơi nữa rồi, nên họ chuyển hướng đến Hồng Kông tấc đất tấc vàng, sau khi trở về năm 97, có đại lục làm hậu thuẫn, số lượng người đến Hồng Kông nhất định sẽ tăng lên, người nhiều, mâu thuẫn cung ứng đất đai sẽ ngày càng kịch liệt. Giá đất nhất định sẽ bị đẩy lên cao trong thời gian ngắn. Trương Dương nói, trên thế gian này việc gì cũng có mạo hiểm của nó. Trần Thiệu Bân nói, đương nhiên là sẽ có mạo hiểm, nhưng mạo hiểm rất nhỏ, anh nghĩ thử mà xem, Hồng Kông trở về, quốc gia chúng ta nhất định sẽ toàn lực giữ ổn định ở Hồng Kông, vì vậy tình hình giống như ở Hải Nam về cơ bản sẽ không thể xảy ra. Có thể dự đoán rằng, trước và sau khi trở về, thị trường bất động sản Hồng Kông sẽ có sự tăng tốc nhanh chóng. Chỉ cần nắm lấy thời cơ lần này, là có thể trục lợi được từ trong đó. Đương nhiên không chỉ có bất động sản, thị trường cổ phiếu, ngành ngân hàng, ngành công nghiệp chế tạo đều có cơ hội lớn cả. Muốn nắm lấy cơ hội này để kiếm thật nhiều tiền, thì cần phải có lượng tiền lớn để bảo đảm. Đây không phải vấn đề mấy trăm triệu hay mấy tỷ, việc đầu tư này quá lớn, họ nhất định phải tìm kiếm nguồn lực từ tất cả các mặt. Trương Dương nói, tôi nghe đi nghe lại, hình như đám người như các anh chuẩn bị lợi dụng lúc đất nước gặp nạn mà kiếm tiền vậy. Trần Thiệu Bân nói, khi quốc gia gặp nạn có thể phát tài giống như lúc hòa bình vậy, đây được gọi là hiệu ứng chính trị sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, lịch sử đã rất nhiều lần chứng minh điều này rồi. Trương Dương nói, các anh dự định đẩy giá nhà đất ở Hồng Kông lên, sau đó bán ra với giá cao, giành được lợi lớn. Trần Thiệu Bân nói, đúng là vậy, nói cho chính xác không phải là bán bất động sản, mà mục tiêu là Hồng Kông. Trương Dương thở dài rồi nói, này, sao mấy người làm ăn như các anh chẳng có chút chuẩn mực đạo đức gì vậy? Hồng Kông trở về nhất định sẽ gặp phải khó khăn về mọi mặt. Là một người Trung Quốc, các anh không nghĩ đến việc dốc sức cho quốc gia, mà lại còn mưu lợi từ trong đó nữa, làm loạn trật tự kinh tế Hồng Kông, mẹ kiếp, đúng là vô liêm sỉ. Trần Thiệu Bân nói, làm ăn là một chuyện, yêu nước lại là một chuyện khác. Anh nghĩ mà xem, dù là tôi không chơi, thì người khác cũng sẽ chẳng bỏ qua cơ hội này đâu. Tôi kiếm số tiền này, ít nhất còn có thể dùng nó để báo đáp lại cho xã hội, họ kiếm được, thì họ sẽ làm gì? Họ sẽ lấy số tiền đó để đi làm việc khác, có lẽ đến khi Áo Môn trở về, có lẽ là khi hai bờ thống nhất, ai mà biết được cơ chứ? Trương Dương nói, Trần Thiệu Bân, tôi thật không biết làm ăn, nhưng những việc mà anh đang nói đây rõ ràng là làm ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, chúng ta sống ở trên đời, có việc làm được có việc không, những việc thất đức như thế này, tôi nghĩ tốt nhất là anh đừng tham gia vào. Trần Thiệu Bân cười nói, không ngờ anh lại đi theo chính nghĩa đến như vậy, được,
tôi cũng chỉ là nói để đấy mà thôi, thật ra một chút tiền trong tay tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. Những người muốn lợi dụng sự kiện chính trị này để kiếm tiền thật sự quá nhiều, năm 97 Hồng Kông quay về, là một việc lớn làm chấn động thế giới, không những là chúng ta, mà ánh mắt của toàn thế giới đều đang đổ vào đây. Trương Dương nói, vì vậy anh đừng có làm loạn thêm nữa. Trần Thiệu Bân uống hết cốc rượu rồi nói, anh đã ở trên quan trường quá lâu rồi, nên đầu óc cũng trở nên sơ cứng rồi, nói với anh một lúc lâu thế này, mà anh vẫn không hiểu. Đúng là không cùng chí hướng không thể đi cùng, tôi phải đi đây, lâu lắm không gặp cha mẹ rồi, tôi phải về sớm một chút. Trương Dương gật đầu, Trần Thiệu Bân dành trả tiền, nói với Trương Dương, đến mai bỏ chút thời gian hẹn đám người Lương Thành Long cùng đến ăn cơm. Trương Dương buổi tối hôm đó về bộ chỉ huy, từ sự việc lần trước căn nhà viên ba cho hắn mượn bị người ta kiểm tra ra đĩa đen, Trương Đại Quan cứ cảm thấy như ở đó có đôi mắt đang chằm chằm vào hắn vậy, đã rất ít khi qua đó ở rồi, hắn có một căn phòng nhỏ trong phòng làm việc, giờ đây không có việc gì thì ở đó. Về đến bộ chỉ huy, thấy đèn làm việc ở phòng Thường Lăng Phong vẫn sáng, Trương Dương bước vào đó, gõ cửa phòng, lúc sau đã thấy Thường Lăng Phong bước ra mở cửa, Trương Dương cố ý thò đầu vào nói, có tiện không? Thường Lăng Phong nói, có gì mà không tiện, Trương Dương cười nói, tôi còn tưởng có ai trốn trong đó. Thường Lăng Phong nói, anh nói linh tinh cái gì thế, chỉ có một mình tôi thôi. Trương Dương lúc này mới yên tâm bước vào phòng, thấy chiếc đèn trên bàn của Thường Lăng Phong vẫn sáng, giấy vẽ, bút phất đầy trên bàn, muộn thế này rồi mà Thường Lăng Phong vẫn trang chủ bị cho việc ở khu đô thị mới, thấy Thường Lăng Phong yêu nghề như vậy, Trương Đại Quan cảm thấy thật xấu hổ, hắn vỗ vỗ vào vai Thường Lăng Phong rồi nói. Lăng Phong, không cần phải khổ thế này đâu, phải kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, thành La Mã đâu có xây xong trong một ngày được. Thường Lăng Phong nói, anh yên tâm đi, tôi cũng rất biết cách yêu bản thân mình. Gã mời Trương Dương ngồi xuống ghế, rồi pha một cốc cà phê cho hắn. Trương Dương cầm cốc cà phê uống một ngụm. Thường Lăng Phong nói, tôi nghe nói hôm nay anh bị phê bình. Trương Dương cười nói, nghe ai nói linh tinh vậy? Thường Lăng Phong nói, bộ chỉ huy có một tí tẹo. Có chút việc gì là một lúc đã biết rồi. Trương Dương gật đầu đầy đồng cảm nói, không phải phê bình gì, mà là có người có ý kiến với tôi, nói rằng công việc chiêu thường bị trì trệ nghiêm trọng, chẳng phải là cố tình chọc ngoáy sao. Tôi đã quá quen với việc này. Thường Lăng Phong nói, mấy người này sốt ruột vậy sao? Công việc ở khu đô thị mới vừa bắt đầu, thành phố đã nói rồi, cần phải phát triển ổn định từng bước, đây là xây dựng một khu đô thị mới, chứ đâu có phải là xây lâu đài cát. Làm sao một bước lên trời được? Chương 1164, dục vọng làm mở mắt 2. Trương Dương nói, khi tôi còn ở Nam Tích, đã lấy đi không ít hạng mục chiêu thương quan trọng của Đông Giang, vì vậy đã đắc tội với một vài người, mấy người này cả ngày cứ nghĩ đến việc làm thế nào để nhìn thấy tôi phải bẽ mặt, sắp sửa đến cuối năm rồi, khai khu đã hoàn thành việc chiêu thương 7 tỷ, nếu so sánh với đó, thì thành tích chưa đến 300 triệu của chúng ta thật sự là hơi ít. Thường Lăng Phong cười nói, dù là ở đâu và vào lúc nào, đều có một số người như vậy, mình thì không làm việc, còn nghĩ mọi cách đi moi móc tật xấu của người khác, anh không cần phải để ý đến họ, cứ kệ họ muốn làm gì thì làm, đợi về sau dùng thực tế để tát vào mặt họ. Trương Dương nói, tôi thích tát trực tiếp hơn, thế mới vui. Thường Lăng Phong nói, anh ấy à, không thể nào sửa được khuynh hướng bạo lực, đúng rồi, lần đi Tây Tạng này cảm giác thế nào? Trương Dương cười, thế chứ còn thế nào? Trương Dương không muốn nhắc quá nhiều đến việc ở Tây Tạng, bèn đổi chủ đề, Trương Duệ Dung không đến đây ở cùng anh à. Thường Lăng Phong dở khóc dở cười, anh nghĩ gì vậy hả? Giữa đêm giữa hôm thế này, người ta đến chỗ tôi làm gì? Chúng tôi cô nam quả nữ không sợ người khác nói ra nói vào sao? Đúng là tư tưởng phong kiến, lạc hậu quá đi. Trương Đại Quan đã nói Thường Lăng Phong như vậy. Nhưng trên thực tế, tên này mới đúng là loại lạc hậu bước ra từ xã hội phong kiến. Thường Lăng Phong nói, muộn thế này rồi anh đến tìm tôi để nói với tôi những lời này sao? Trương Dương nói, cũng không chỉ vì chuyện này. Hắn lại nói chuyện vừa rồi gặp mặt Trần Thiệu Bân, Thường Lăng Phong nghe xong, liền trao mày nói, đám người này đúng là bị lợi làm mờ mắt. Trương Dương nói, đúng thế, tôi cũng nghĩ vậy, người ta thường nói, đến trộm cướp cũng phải có chừng mực, làm việc gì cũng phải có nguyên tắc. Không thể vì kiếm tiền mà vứt bỏ cả nguyên tắc đi được, lợi dụng sự kiện chính trị, làm loạn trật tự tài chính có mục đích, từ đó giành được lợi nhuận, đây chính là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia. Thường Lăng Phong nói, đúng là đảng viên có khác, giác ngộ đảng cao hơn người bình thường nhiều, lập trường chính trị cũng rõ ràng lắm.
Trương Dương nói, anh đừng cười tôi nữa, mặc dù tôi không ít tật xấu, nhưng những sự việc đúng sai tôi vẫn phân biệt được rõ ràng. Thường Lăng Phong gật đầu nói, người tên ông Lương Vũ mà anh nói đến, tôi chưa nghe nói tới bao giờ, nhưng người này đã có thể liên thủ với Kiều Bằng Cử, thì chắc chắn phải có thực lực tương đối, đám người này nhất định không phải làm công việc thật sự, nói cho chính xác, họ chỉ là một đám người chơi với tiền tệ quốc tế, lợi dụng những làn sóng chính trị, lợi dụng những ảnh hưởng có thể gây nên, tiến hành trục lợi về kinh tế, mua rẻ bán đắt, đầu cơ trục lợi, những người này sẽ không đầu tư cố định vào một hạng mục lâu dài. Đặc điểm của họ là tính đầu cơ rất cao, theo đuổi có được hồi đáp trong thời gian ngắn, không hề suy nghĩ đến những tổn thương có thể gây nên cho nền kinh tế, không suy nghĩ đến việc làm nhiễu loạn thị trường, trong mắt họ chỉ có hai chữ lợi ích mà thôi. Trương Dương nói, thật là vô liêm sỉ. Thường Lăng Phong nói, anh nên khuyên Trần Thiệu Bân tránh xa đám người này ra, ngoài người nắm quyền thật sự, chẳng ai có thể khống chế mạo hiểm được đâu. Trương Dương gật đầu. Thường Lăng Phong nói, điều có thể dự đoán là, năm 97 là năm thị trường tiền tệ có nhiều biến động. Nghi thức ký hợp đồng xây dựng lại công trình Thu Hà Tự Long trọng cử hành ở lễ đường chính hiệp thành phố Đông Giang, tham gia vào nghi thức lần này có Tuệ Không Pháp Sư và những người đầu tư chủ yếu đến từ Đài Loan, Kỳ Phong vì quyên góp vào đây 2 triệu nhân dân tệ, nên cũng được mời đến. Những người của chính phủ thành phố Đông Giang tham gia vào lễ ký hợp đồng lần này gồm, thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Chi Đạt, chủ tịch chính hiệp Đông Giang Lưu Sướng, chủ tịch Hiệp hội Phật giáo Đông Giang Phùng Vân Lộ, phó chủ tịch Thiện Quả Pháp Sư, bí thư Đảng Công ủy khu đô thị mới Đông Giang chủ nhiệm Bộ Chỉ huy Công trình Tần Thanh, phó chủ nhiệm Hội ủy quản lý khu đô thị mới Đông Giang Trương Dương, còn có không ít cán bộ lãnh đạo của các ban ngành liên quan. Những nhà báo, phóng viên đến từ Đài truyền hình tỉnh Bình Hải, Đài truyền hình thành phố Đông Giang và các đài báo Bình Hải đều đã đến để phỏng vấn, đây là điều Trương Dương đã dự đoán từ trước. Tần Thanh thấy phóng viên đầy lễ đường, lễ ký kết lần này trở thành một lễ phỏng vấn, bèn trách nhỏ Trương Dương, chẳng phải chỉ là một lễ ký kết thôi hay sao? Cần gì phải làm lớn chuyện như thế này chứ? Trương Dương nói, tổng đầu tư lên đến 500 triệu, cộng thêm cả những hợp đồng chúng ta ký từ trước đã sắp 800 triệu, chính là để cho đám người này xem, anh có phải là không làm được gì hay không? Có phải là anh không tài cán gì hay không? Tần Thanh không nói gì nữa, trước kia Trương Dương cũng đã hiếu thắng như vậy. Hiện trường của lễ ký kết, Kỳ Phong gặp Trương Dương, gã cười nói, chủ nhiệm Trương, gần đây anh bận lắm phải không, lâu rồi không gặp anh. Trương Dương nói, mấy ngày trước tôi đi công tác, vừa về xong. Kỳ Phong nói, vậy à, buổi tôi mời anh đến để chào mừng anh về nhé. Trương Dương lắc đầu nói, buổi tối tôi có việc mất rồi, chúng ta liên lạc sau nhé. Khi hai người đang nói chuyện, thị trưởng Phương Chi Đạt bước đến cùng thư ký trưởng chính phủ thành phố Liêu Phó Sinh. Kỳ Phong cười gọi một tiếng chú. Trương Dương cũng cung kính nói, chào thị trưởng Phương. Phương Chi Đạt gật đầu với Trương Dương, rồi chêm thêm một câu, tiểu Trương, phải tiếp tục nỗ lực nhé. Lời này có nghĩa là hiện tại Trương Dương vẫn chưa dốc hết sức lực cho công việc, cách mạng vẫn chưa thành công, đồng chí vẫn cần phải nỗ lực tiếp. Trương Đại Quan mặc dù cảm thấy hơi khó chịu với những lời này của Phương Chi Đạt, nhưng ngoài mặt đương nhiên không thể hiện ra, dù là đối mặt với oan gia như Lưu Phó Sinh. Trương Đại Quan cũng tỏ ra khá hữu hảo, mỉm cười gật đầu với Lưu Phó Sinh rồi nói, thư ký trưởng Lưu cũng đến rồi. Lưu Phó Sinh trước kia đã phải chịu thiệt, bị Trương Dương tát một nhát trước mặt nhiều người, với địa vị và thân phận của Lưu Phó Sinh, đương nhiên đó là một nỗi nhục lớn, nhưng Lưu Phó Sinh thấy nhục là một chuyện, ngoài mặt đương nhiên không tỏ ra chút trách cứ gì, y cười nói bóng gió, sau khi chủ nhiệm Trương đến, công tác chiêu thương của khu đô thị mới Đông Giang quả nhiên đã có tiến bộ. Mặc dù câu này của y chẳng có lỗi gì, nhưng Trương Dương đã hiểu được ý của nó, cái gì là có tiến bộ cơ chứ? Công tác chiêu thương của khu đô thị mới Đông Giang, trước khi hắn đến gần như bằng không, có thể được coi là bắt đầu lại từ đầu, trên cơ sở như vậy, làm bừa một chút cũng được gọi là có tiến bộ, ai bảo hắn có khởi điểm thấp cơ chứ, Lưu Phó Sinh đang nói khích bác hắn đấy thôi. Giờ đây Trương Dương đương nhiên không làm việc tát người khác ngang nhiên nữa rồi, hắn cười nói, may là có sự ủng hộ của các vị lãnh đạo. Thứ tự của buổi lễ ký kết mọi người đều rất quen thuộc, chẳng qua là nhân vật đại diện của hai bên đứng lên phát biểu, đầu tiên là cảm ơn đảng, cảm ơn quốc gia, cảm ơn nhân dân, sau đó lại khắc định công tác phía sau, dự chú ý nghĩa tương lai sẽ mang đến cho Đông Z, tóm lại tất cả đều giống nhau cả thôi, đổi nước nhưng không đổi cái, vì vậy khi Phương Chi Đạt và Chủ tịch Chính hiệp Lưu Sướng phát biểu, những đám phóng viên ở dưới chỉ chụp ảnh, rất ít khi ghi chép lại lời của họ, và cũng chẳng cần phải ghi.
Mấy lời này đều là những lời rất quen thuộc. Tần Thanh và Chủ tịch Tập đoàn Tứ Tượng ở Đài Loan Tiêu Nguyên Kiệt thay mặt hai bên ký kết hợp đồng xây dựng lại Thu Hà Tự. Tập đoàn Tứ Tượng cũng là bên đầu tư nhiều nhất trong lần xây dựng lại này. Họ đã đầu tư đến 700 triệu đài tệ dùng vào việc xây dựng lại Thu Hà Tự. Tập đoàn Tứ Tượng là đầu rồng trong ngành xây dựng nổi tiếng ở Đài Loan. Họ cũng sắp phụ trách vấn đề quản lý thi công của lần xây dựng lại này, và tiến hành kiểm định chất lượng của công trình. Sau khi hai bên ký tên xong, cùng nhau bắt tay đổi hợp ước, hiện trường rộ lên tiếng bấm máy ảnh tanh tách. Cuối cùng của buổi lễ ký kết, Ban Chủ tịch đã sắp xếp một buổi chiêu đãi phóng viên. Người tham gia buổi chiêu đãi này gồm có thị trưởng thành phố Đông Giang Phương Chi Đạt, bí thư đảng công ủy khu đô thị mới Tần Thanh và Trương Dương. Vốn dĩ phóng viên đài báo còn hy vọng phỏng vấn được Tuệ Không pháp sư, đáng tiếc đã bị Tuệ Không từ chối, gã là người xuất gia, không thích xã hội quá quan tâm. Tâm trạng hôm nay của Phương Chi Đạt khá tốt, biểu hiện khá phối hợp với những vấn đề của báo giới. Có phóng viên hỏi, thị trưởng Phương, chúng ta đều biết việc kiến thiết của khu đô thị mới thành phố chúng ta đã bắt đầu. Nhưng giờ đây chúng tôi đến đó không thấy sự thay đổi quá lớn. Xin hỏi ông, còn cần bao nhiêu lâu nữa, những người dân như chúng tôi mới có thể nhìn thấy khu đô thị mới này, và khu đô thị mới này có thể mang đến lợi ích gì cho toàn thể nhân dân thành phố Đông Giang? Phương Chi Đạt cười nói, anh là phóng viên của Đông Giang Thần Báo, không ngờ anh còn sốt ruột hơn tôi, công việc xây dựng khu đô thị mới bắt đầu hơn một tháng, mà anh đã không đợi được rồi. Mọi người cười rộ lên. Phương Chi Đạt nói, tôi hiểu được tâm trạng của mọi người, nhưng thành La Mã đâu phải được xây dựng trong một ngày, mọi người đều hy vọng vào sự hoàn thành của khu đô thị mới Đông Giang, mong muốn nó được xây xong trong một ngày, điều này là hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng việc xây dựng khu đô thị mới là một quá trình lâu dài, ổn định, chúng ta cần phải đi theo kế hoạch, làm từng bước một, dự trù, công trình thời kỳ đầu của chúng ta sẽ hoàn thành trong vòng 3 năm, đến lúc đó, trung tâm chính trị của Đông Giang sẽ được xây dựng hoàn thành. Địa điểm làm việc của chính phủ thành phố Đông Giang sẽ được rời về đó. Chương 1165, dục vọng làm mờ mắt 3. Cùng với việc hoàn thành của khu đô thị mới, sẽ làm cho Đông Giang xuất hiện một trung tâm chính trị, thương nghiệp, du lịch, giáo dục mới. Điều này sẽ nâng cao năng suất làm việc của chính phủ thành phố, sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển, sẽ mang đến cho người dân cơ hội việc làm tốt hơn. Lời của Phương Chi Đạt làm mọi người rộ lên một tràng vỗ tay. Lại có một phóng viên hỏi, thị trưởng Phương, xin hỏi, ông có hài lòng với công tác xây dựng khu đô thị mới không? Theo một số tình hình chúng tôi tìm hiểu được, công tác chiêu thương của năm nay, việc chiêu thương của khu đô thị mới đứng cuối cùng trong các khu hành chính, điều này có phải có nghĩa là khu đô thị mới không đủ sức hấp dẫn với các nhà đầu tư, ông có ý kiến gì với viễn cảnh kinh tế tương lai của khu đô thị mới? Tần Thanh nghe thấy câu hỏi này, lòng chợt trở nên nặng trĩu, câu hỏi của phóng viên này rất sắc bén. Hơn nữa, hỏi rất đúng, có thể nói rằng, trước khi đặt câu hỏi này, cô ấy đã tìm hiểu khá rõ về công tác của khu đô thị mới. Cô quay sang nhìn Trương Dương đang uống trà ở đó, dường như tất cả những điều xung quanh chẳng liên quan gì đến hắn vậy. Phương Chi Đạt mỉm cười nói, tôi rất hài lòng với tổng thể công tác xây dựng khu đô thị mới, và tôi cũng kỳ vọng nhiều vào viễn cảnh kinh tế của khu đô thị mới này. Còn về vấn đề chiêu thương thu hút vốn mà cô vừa nói. Tôi thấy nên để cho bí thư Tần của khu đô thị mới nói sẽ thích hợp hơn. Y đã trốn tránh câu hỏi này một cách rất linh hoạt. Trương Dương nghe thấy Y đá quả bóng về phía cô, còn cảm thấy yên tâm hơn, điều cô lo lắng nhất chính là Phương Chi Đạt lợi dụng chủ đề này để làm xấu mặt Trương Dương. Trương Dương cười ở một bên nói, bí thư Tần, câu hỏi này để tôi trả lời. Tần Thanh gật đầu, Trương Dương chỉnh lại một chút micro, đầu tiên hắn cười hì hì nhìn sang phía phóng viên nữ đó. Ánh mắt của tên này nhìn xuyên thấu, làm cho vị phóng viên nữ đột nhiên tim đập thình thịch. Trương Đại Quan cười rạng rỡ, lộ ra hàm răng trắng, xin hỏi cô tên họ gì? Vị nữ phóng viên đỏ mặt đáp, Vũ Ý, tôi là phóng viên của Đông Nam Nhật Báo. Trương Dương ngay lập tức nghĩ đến tổng biên tập đã chết của Đông Nam Nhật Báo Lý Đồng Dục, chẳng lẽ hắn không hợp với Đông Nam Nhật Báo sao? Những người từ Đông Nam Nhật Báo ra sao lại cứ nhầm vào hắn vậy nhỉ? Trương Dương cười nói, cô rất xinh đẹp. Không giống như một phóng viên đi thu thập tin tức một chút nào, nên lên TV làm công tác truyền thanh thì tốt hơn. Tất cả mọi người lại cười rộ lên, ngay cả Phương Chi Đạt cũng cười, tiểu tử này thật là xấu xa, nói gì vậy cơ chứ, chẳng lẽ những phóng viên đi thu thập tin tức thì nhất định phải xấu hả? Hơn nữa đây là buổi lễ chiêu đãi phóng viên, người ta hỏi cậu trả lời, tiểu tử nhà cậu lại khen người ta xinh xắn trước mặt mọi người, có phải là hơi dê già không?
Vũ Ý nói một lời cảm ơn rất lịch sự. Cô là sinh viên xuất sắc của trường Đại học Truyền thông, hiện tại làm phóng viên thực tập ở Đông Giang Nhật Báo. Trương Dương nói, đầu tiên, tôi phải đính chính câu hỏi vừa rồi của cô, công tác chiêu thương năm nay, khu đô thị mới đứng cuối cùng trong các khu hành chính, câu này không đúng hoàn toàn. Đầu tiên là chưa đến cuối năm, cô kết luận như thế này là quá sớm, thứ hai, kết quả thống kê cuối cùng phải lấy kết quả của bộ phận liên quan trong thành phố làm chuẩn, câu của cô không phải là thật, hơn nữa, còn có thể làm lệch lạc giới truyền thống. Thứ ba, hôm nay cô đến tham gia hoạt động gì vậy? Đây là lễ ký kết công trình xây dựng lại Thu Hà Tự, chỉ số tiền đầu tư vào hạng mục này đã là 500 triệu, tôi không biết lời mà cô nói, khu đô thị mới thiếu sức hấp dẫn đầu tư là từ đâu đến. Vũ Ý nói, chủ nhiệm Trương, tôi nói những lời này đều là đã qua điều tra, mặc dù chúng tôi là phóng viên báo đài, nhưng những lập trường tin tức của chúng tôi xây dựng trên cơ sở sự thật, có lẽ chúng tôi diễn đạt không chuẩn, nhưng đến hiện tại, công tác chiêu thương của khu đô thị mới thật sự xếp cuối cùng, đó chẳng phải là sự thật hay sao? Trương Dương cười nói, phóng viên Vũ rất sốt sắng, vậy được, tôi trả lời cô thêm một câu hỏi nữa, có phải là sự thật hay không, khu đô thị mới là hạng mục vừa mới khởi động. Nếu như so sánh với các khu hành chính khác, thì vốn dĩ đã là một việc không công bằng với chúng tôi có thể nói với cô đầy trách nhiệm thế này, và cũng nói với tất cả các phóng viên có mặt tại đây, công tác chiêu thương của khu đô thị mới chúng tôi đang tiến hành rất thuận lợi, năm nay đã xác định tiền đầu tư sẽ vào khoảng 2 tỷ. Xin hỏi, thành tích này liệu có phải đứng cuối cùng trong các khu hành chính hay không? Những người đồng ý đầu tư vào chỗ chúng tôi đã đến 10 tỷ, trong vòng một năm tới chúng tôi sẽ làm từng điều một. Tất cả mọi người đều ồ lên, Tần Thanh cũng mở tròn to mắt, trong lòng thầm trách, anh không bốc phét thì anh chết được hay sao? Phương Chi Đạt nhìn tên mồm rộng bên cạnh mình, vừa mở miệng đã lên đến 10 tỷ. Cậu nghĩ đây là việc phóng vệ tinh à? Lại có một phóng viên đứng lên nói, chủ nhiệm Trương, nếu đã có nhiều chủ đầu tư xem trọng khu đô thị mới như vậy, nhưng tại sao số lượng chủ đầu tư chính thức ký kết đến giờ vẫn chỉ có một vài người, còn về việc xây dựng lại Thu Hà Tự? Chúng tôi có thể hiểu thành thế này hay không, không thể dùng sự kiện thương nghiệp để xem xét việc này. Trương Dương cười nói, mấy người làm phóng viên các anh đúng là hiếu kỳ, nhưng chính phủ chúng tôi có nguyên tắc bảo mật, đội ngũ bộ chỉ huy xây dựng khu đô thị mới chúng tôi từ trước đến giờ đều là hành động nhiều hơn lời nói. Chúng tôi muốn làm thật ăn thật, chỉ cần là những việc công khai với quần chúng, nhất định sẽ làm được. Tôi lấy một ví dụ, giờ đây khu đô thị mới là một đứa bé vừa lọt lòng. Mặc dù đứa bé này không mạnh khỏe bằng những khu hành chính khác, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng, khu đô thị mới sẽ là đứa bé lớn lên nhanh nhất. Không cần bao lâu nữa, chúng tôi sẽ xây dựng nó thành khu đứng đầu Đông Giang, và vượt qua toàn diện so với những khu hành chính khác. Tần Thanh rất đau đầu, đây chẳng phải đã đắc tội với tất cả những khu khác rồi hay sao? Mặc dù khu đô thị mới có vị thế cao hơn những khu khác, nhưng giờ đây khu đô thị mới đến một bức tượng cho ra trò cũng không có. Tên này lại dám nói rằng trong thời gian ngắn thực hiện việc vượt qua toàn diện với những khu hành chính khác, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Tất cả phóng viên tại đây hôm nay đã coi như được nếm mùi ngạo nghễ của vị chủ nhiệm Trương này. Tất cả các phóng viên ai nấy đều nhấc tay lên, đương nhiên là về phía Trương Dương, tên này bẩm sinh đã là một nhân vật tin tức, ngồi ở đâu là cướp hết tất cả ánh hào quang của chủ tọa ở đó. Phương Chi Đạt và Tần Thanh quay ra nhìn nhau, lộ ra một nụ cười ngán ngẩm. Trương Dương chỉ vào Vũ Ý, để phóng viên Vũ nói. Vũ Ý cầm micro lên rồi nói, chủ nhiệm Trương, chúng tôi vừa nghe thấy những lời to tát cả anh, có điều vừa nãy thị trưởng Phương đã nói, khu đô thị mới phải dùng 3 năm mới có thể hoàn thành công trình kỳ đầu, muốn vượt các khu khác trong thời gian ngắn là không thể xảy ra, chúng tôi đều rất muốn biết, trong lĩnh vực chiêu thương mà anh quản lý, anh dự định dành bao nhiêu thời gian để hoàn thành việc vượt qua các khu hành chính khác. Câu hỏi này rất thực tế và cũng rất sắc bén. Trương Dương cười hì hì nhìn Vũ Ý, tất cả mọi người đều nhìn vào hắn, đợi câu trả lời của hắn. Trương Dương quay sang phía Phương Chi Đạt, thị trưởng Phương, thành tích chiêu thương xuất sắc nhất của năm nay là thuộc về khu khai phá đúng không? Phương Chi Đạt gật đầu nói, hiện tại đã hoàn thành ký kết 7 tỷ. Khi y nói câu này, trong lòng đang đợi xem trò cười của Trương Dương, thầm nghĩ rằng chẳng phải cậu rất ngông cuồng hay sao? Nói linh tinh lăng nhăng, không biết điểm dừng, lần này thì hay rồi. Các phóng viên từng bước ép chặt, đây chẳng phải tự chuốc họa vào thân hay sao? Trương Dương nói, nếu công bằng mà nói, thì chúng tôi từ tháng 10 mới được coi là chính thức xây dựng tốp lãnh đạo khu đô thị mới, đến cuối năm cũng chỉ được 3 tháng, hoàn thành việc chiêu thương 2 tỷ đã được coi là vượt qua các khu vực khác rồi. Tần Thanh thở phào một hơi,
Phương Chi đạt thầm chửi tên này thật xảo quyệt, nhưng Vũ Ý thì không chịu thua, tiếp tục chất vấn, chủ nhiệm Trương vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Trương Dương cười nói, bởi vì câu hỏi của cô đâu có đúng, về vấn đề chiêu thương, chúng tôi luôn luôn là người đi đầu, làm gì có việc vượt qua cơ chứ, nếu như cô cứ nhất nhất đòi một câu trả lời, thì tôi có thể nói với cô đầy trách nhiệm rằng, đến cuối năm nay, thành tích chiêu thương của khu đô thị mới chúng tôi sẽ là tốt nhất. Vũ Ý nói đầy khinh bỉ, dựa vào tiêu chuẩn đánh giá này của anh sao? Trương Dương nói, số tiền chiêu thương được của chúng tôi vào năm nay sẽ không thấp hơn 7 tỷ. Lời này vừa phát ra, tất cả mọi người đều kinh hãi. Máy ảnh không ngừng chớp đèn, tất cả mọi người đều hướng về Trương Dương, chỉ có Tần Thanh và Phương Chi Đạt trở thành bù nhìn. Tên này quả nhiên không gây chấn động thì không thôi, những ngày tháng còn lại của năm nay chỉ còn chưa đầy một tháng, trước mắt những hợp đồng ký kết được chỉ có 800 triệu. Chương 1166, quyết tâm hạ bài 1. Muốn vượt qua con số 7 tỷ không hề dễ dàng, nếu như không phải là ở chỗ công cộng, nếu như không phải trước mặt nhiều người thế này, Tần Thanh nhất định sẽ xông ra, véo tai hắn cắn mạnh lên người hắn. Có điều những lời Trương Dương nói ra quá phù hợp với đám phóng viên này thích hắn nói bốc phét như vậy, lần này thì lại có tin để làm rồi. Vũ Ý nói, chủ nhiệm Trương, anh tha cho tôi nói thẳng, từ giờ đến cuối năm chỉ chưa đầy một tháng nữa, anh không thể nào thực hiện được mục tiêu này đâu. Trương Dương cười nói, vậy được, chúng ta cược nhé, nếu như tôi thực hiện được mục tiêu này. Hắn cố ý dừng một lúc rồi nói, cô mất gì nào? Nhiều người như vậy, câu này của hắn rõ ràng đang chọc ghẹo Vũ Ý, mọi người cùng cười rộ lên, Vũ Ý đỏ bừng mặt, cô nói một câu tôi mời anh ăn cơm. Trương Dương thầm nghĩ, cô đúng là chẳng có chút sáng tạo gì hết, rồi hắn cười nói, được, ăn cơm thì ăn cơm, hôm nay, trước mặt các vị lãnh đạo thượng cấp. Trước mặt các vị phóng viên báo giới, tôi hứa rằng, trước cuối năm nay, cũng có nghĩa là trước ngày 31 tháng 12 năm nay, tôi sẽ thực hiện lời tôi nói vừa rồi, đồng thời tôi cũng hy vọng các vị ngồi ở đây có thái độ khoan dung với đứa trẻ vừa lọt lòng là khu đô thị mới, cần phải nhìn vào ưu điểm của chúng tôi nhiều hơn, mượn lời của thị trưởng Phương. Thành La Mã đâu phải xây xong trong một ngày, khu đô thị mới cũng không thể hoàn thành xong trong một ngày được, hy vọng trong một tương lai không xa. Chúng tôi có thể mở một cuộc họp báo thế này trong trung tâm hội nghị mới của chính phủ. Lời của Trương Dương làm rộ lên một tràng pháo tay, mặc dù Trương Dương nói khoác lác, nhưng những lời của hắn đều có cơ sở cả, các phóng viên đều rất thích, càng huống hồ sắp đến cuối năm rồi, dù là Trương Dương có thể hoàn thành mục tiêu của hắn hay không, thì với những phóng viên, đều là một việc tốt, lại có tin để làm. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Trương Dương và Tần Thanh cùng ngồi xe về bộ chỉ huy, trong suốt quãng đường. Tần Thanh không nói gì hết, có điều có thể nhận thấy sự ngán ngẩm trên gương mặt cô, đến lúc này rồi, nói gì cũng chẳng còn tác dụng nữa, Trương Dương đã nói những lời đó trước mặt tất cả phóng viên, trước mặt của thị trưởng Phương Chi Đạt, 7 tỷ, không biết hắn có chắc chắn về con số này không? Trương Dương vừa lái xe, vừa thầm nhìn sắc mặt của Tần Thanh, rồi cười nói, sao thế? Anh nợ em tiền à? Sao mặt em lại chảy dài ra thế kia? Tần Thanh nói, đúng thế, anh nợ em 7 tỷ. Trương Dương cười ha ha nói, đừng sợ, việc này làm được. Tần Thanh nói, làm được à, đến giờ vẫn chẳng ra đâu vào với đâu cả, mà anh còn nói là làm được à. Chẳng lẽ anh không rõ rằng tất cả mọi người đều chờ xem trò cười ư? Trương Dương gật đầu nói, anh biết, chính vì anh biết, nên anh mới nói như vậy, anh không sợ mất mặt, cùng lắm là không hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, anh cũng chẳng mất miếng thịt nào. Nói dễ nghe quá nhỉ? Thành phố hỏi đến thì sao? Trương Dương nói, họ không hỏi anh còn phải hỏi họ nữa kìa. Làm cái trò gì vậy không biết, top lãnh đạo của chúng ta mới thành lập được bao lâu cơ chứ? Mà đã so sánh chúng ta với những khu khác rồi, đúng là nực cười. Tần Thanh nói, Trương Dương, chúng ta đừng có cái miệng hại cái thân được không? Anh cứ phải đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió là không tốt đâu, em rất lo cho anh. Trương Đại Quan cười hì hì nói, với tố chất tâm lý như của anh. Có đầu sóng ngọn gió nào làm anh ngã gục được chứ? Sự thực đã chứng minh Trương Đại Quan là một người cực kỳ may mắn, hắn vừa về đến bộ chỉ huy, Tần Thanh gọi hắn đến phòng làm việc của mình để giáo huấn, hắn liền nhận được điện thoại của Chu Hưng Quốc từ Kinh Thành gọi đến, Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đã nhắm vào mảnh đất khu đô thị mới Đông Giang này, cũng chính là mảnh đất đối diện với trung tâm hành chính Đông Giang trong tương lai, điều Trương Dương quan tâm chỉ là quy mô đầu tư của họ, các anh định đầu tư bao nhiêu? Chu Hưng Quốc cười nói, mảnh đất đó lớn như vậy, mà còn có cả thương nghiệp, dân dụng, vui chơi tổng hợp,
sau khi chúng tôi về đến Kinh Thành, đã trưng cầu không ít ý kiến, chỉ cần bên thành phố Đông Giang cho chúng tôi những điều kiện thích hợp, sự việc này sẽ chắc chắn tiến hành, tổng đầu tư sẽ không thấp dưới 5 tỷ, tuần sau Kiến Cơ sẽ qua đó nói chuyện rõ ràng với các anh, tôi chỉ là bên đầu tư, sự việc cụ thể sẽ do anh ta phụ trách. Trương Đại Quan vui vẻ nói, được, anh yên tâm đi, chúng tôi nhất định sẽ dành cho anh điều kiện ưu đãi nhất. Đặt điện thoại xuống, tên này giơ tay ôm Tần Thanh lên, rồi quay một vòng trên mặt đất, Tần Thanh giật thót người, hai tay ôm chặt lấy cổ hắn, đây là phòng làm việc, cửa còn chưa đóng, có thể có người vào bất cứ lúc nào, Tần Thanh mắng nhỏ, anh mau bỏ em xuống. Trương Dương hôn lên môi cô, rồi lúc này mới để cô xuống ghế, Tần Thanh xốc lại một chút quần áo, rồi nhìn hắn kỳ lạ. Trương Dương đắc ý nói, thế nào? Ha ha, thế nào? Chu Hưng Quốc và Từ Kiến Cơ đã quyết định đầu tư rồi, họ đã nhắm vào mảnh đất của khu đô thị mới này, muốn xây dựng nó thành một khu tiêu chuẩn cao, tổng đầu tư sẽ không thấp dưới 5 tỷ. Ha ha, chỉ cần thành phố cho họ những điều kiện thích hợp, năm nay sẽ ký hợp đồng. Tần Thanh nghe được tin này cũng vui mừng, thật sao? Trương Dương gật đầu nói, làm sao mà giả được? Tần Thanh nhìn Trương Dương, anh đúng là người may mắn. Vừa nói khoác lác xong, mà đã có quý nhân đến phù trợ rồi. Trương Dương cười nói, Tiết Vĩ Đồng nhất định sẽ ký hợp đồng trước cuối năm, nếu như tập đoàn Kiến Cơ có thể ký kết hợp đồng một cách thuận lợi, thì chúng ta sẽ vượt qua khu khai phá, trở thành ông chủ của công tác chiêu thương năm nay, đám người muốn chờ đợi trò cười từ anh sẽ phải ngố người. Tần Thanh nói, đừng đắc ý quá, việc này phải mau báo cáo với lãnh đạo, giúp họ giành được điều kiện tốt nhất, tập đoàn Kiến Cơ là đầu tàu của ngành xây dựng của chúng ta. Người ta gặp phải chuyện vui mừng sẽ phấn khởi hẳn lên, đám mây đen trong đầu Tần Thanh cũng đã bay đi đâu mất. Lúc này cửa phòng bị gõ nhẹ nhẹ, Tần Thanh nói, mời vào. Người bên ngoài đi vào là Thường Hải Tâm, thái độ trên mặt cô hơi cổ quái, Trương Dương, con trai của anh đến rồi. Trương Đại Quan nghe thấy câu này, bèn giật thót mình, con trai đến rồi. Sao lại vậy được, An Ngữ Thần vừa đưa nó đi Thụy Sĩ, sao lại về nhanh như vậy, Trương Đại Quan đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên hắn nghe thấy một tiếng vui mừng bên ngoài, cha. Trương Đại Quan đột nhiên cảm thấy ấm lòng, đúng là con trai của hắn, có điều đứa con trai này là Tần Hoan, hắn bước từng bước lớn ra ngoài, thì nhìn thấy Tần Hoan ở bên ngoài, lâu lắm không gặp, tiểu tử này đã lớn hơn rất nhiều, xem ra ánh mặt trời của biển Caribbean đã làm cho tiểu tử này lớn lên, Trương Dương nhấc bổng Tần Hoan lên, quay một vòng trong không trung, xúc động đến nỗi âm thanh hơi nghẹn, tiểu tử thối. Con vẫn còn nhớ đến người cha này cơ à? Tần Hoan ôm lấy mặt Trương Dương, rồi hôn lên má hắn, làm cho mặt Trương Dương đầy nước miếng, Trương Dương cười ha ha, rồi đặt Tần Hoan xuống, lúc này mới nhìn thấy Hà Trường An cười nhìn hai cha con hắn. Trương Dương dắt tay Tần Hoan đến trước mặt Hà Trường An, chú Hà. Chú về từ bao giờ vậy? Hà Trường An cười nói, nghe nói cháu làm hỏng mất chiếc Lamborghini của chú rồi, nên chủ vội chạy về đây xem thế nào. Hai người đều cười, với quan hệ của Hà Trường An và Trương Dương, y đương nhiên sẽ không để tâm đến chiếc Lamborghini. Tần Thanh cũng đến chào Hà Trường An, và mời y vào phòng làm việc của mình. Sau khi Hà Trường An ngồi xuống, ánh mắt đã để ý đến bức vẽ quy hoạch khu đô thị mới của Đông Giang. Y cười nói, khu đất đô thị mới Đông Giang này được lắm, khu này phong cảnh rất đẹp. Cảnh sắc làm mê lòng người, con mắt của lãnh đạo Đông Giang đúng là rất chuẩn xác. Trương Dương nói, nếu chú đã đánh giá cao như vậy, thì có hứng thú đầu tư không? Giờ đây điều hắn quan tâm nhất là chuyện này. Hà Trường An cười nói, Trương Dương ơi là Trương Dương, chú vừa ngồi còn chưa ấm mông, mà cháu đã nhớ đến tiền của chú rồi à, thật đúng là chẳng ra sao. Trương Dương nói, ai mà chẳng biết ông chủ Hà là chú rất nhiều tiền chứ, nhưng tiền dễ mất giá lắm đó chú, cháu khuyên chú đừng ôm cây đợi thỏ, có tiền thì nên lấy ra để đầu tư, chỉ có không ngừng sáng tạo tài sản. Thì mới có thể đảm bảo tài sản của chú không thất thoát. Kiếm được tiền mà cũng báo đáp lại được xã hội quốc gia, đúng là một công đôi việc, sao lại không vui vẻ mà làm chứ? Hà Trường An cười ha ha, y gật đầu nói, lần này chú đến Bình Hải là vì hai chuyện, chuyện thứ nhất là dẫn Tiểu Hoan đến thăm cháu, chuyện thứ hai là chuẩn bị tìm một ít hạng mục để đầu tư. Tần Thanh giờ đã hoàn toàn tin vào sự may mắn của Trương Dương, người may mắn đến độ này, làm gì cũng có quý nhân phù trợ. Hắn vừa mới nói khoác lác xong, đã có nhiều nhà đầu tư nườm nượp tìm đến rồi, nếu dựa vào tình hình trước mắt, thì đừng nói 7 tỷ, không chừng còn nhiều hơn, đương nhiên những nhà đầu tư này quyết không phải đầu tư vì quan hệ, những người này đều có ánh mắt sắc bén và đầu óc thông minh,
họ nhất định là đánh giá cao tương lai phát triển của khu đô thị mới này, vì vậy quyết định đầu tư vào đây. Tần Thanh vốn định bày tiệc mời Hà Trường An, nhưng Hà Trường An lại nói tối nay có việc, Tần Thanh nhận ra y có việc muốn nói riêng với Trương Dương, vì vậy cũng không miễn cưỡng. Tần Hoan vẫn chưa quen với việc lệch múi giờ, nên khi mọi người nói chuyện, cậu bé đã dựa vào người Trương Dương ngủ ngon lành, Trương Dương nhẹ nhàng ôm cậu bé lên, rồi đi vào trong chiếc xe ben của Hà Trường An. Hà Trường An nhìn đứa cháu ngủ ngon lành, trên mặt lộ ra một nụ cười, y thấp giọng nói, đứa trẻ này chính là tất cả của chú. Lái xe chậm chậm khởi động ô tô, Trương Dương không hỏi Hà Trường An muốn đi đâu, có điều trong lòng hắn có một câu hỏi lớn, tại sao Hà Trường An lại đột ngột đưa Trương Dương về đây? Chẳng lẽ y không sợ Tần gia gây phiền phức hay sao? Chiếc xe ô tô đến khu biệt thự cao cấp ở khu vườn hoa hồng Đông Giang, Hà Trường An có một ngôi biệt thự ở đây, Trương Dương giúp Tần Hoan cởi dép, rồi ôm cậu bé vào phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hà Trường An đợi hắn trong phòng đọc sách, lúc này thái độ của y hơi khiêm khắc. Trương Dương thầm cảm thấy có việc gì đó đã xảy ra, ngồi xuống trước mặt Hà Trường An, rồi nhẹ nhàng nói, chú vừa xuống máy bay sao? Hà Trường An nói, việc của Tiểu Hoan có lẽ đã bị Tần gia phát hiện rồi. Trương Dương chau mày, hèn chi Hà Trường An dẫn Tần Hoan về nước, xem ra quan hệ của y và Tần Hoan đã bị người ta phát hiện rồi. Nhưng ngay lập tức hắn đã phủ định suy nghĩ này của mình, từ đầu đến cuối, Hà Trường An đều giấu mặt ở đằng sau, quan hệ của y và hai mẹ con Tần Manh Manh không có ai biết cả, Tần gia có lẽ cũng không biết gì về điều này. Hà Trường An nói, Tần gia dường như đã điều tra được manh mối gì đó, lần này chú dẫn Tiểu Hoan về đây, là để đánh bài ngửa luôn với họ. Trương Dương thấp giọng nói, Manh Manh không sao chứ. Hà Trường An lắc đầu nói, đây chính là nguyên nhân chính tại sao chú không dẫn Tiểu Hoan về Bahamas, nếu như để Tần gia điều tra được manh mối của Manh Manh, thì họ nhất định không tha cho nó. Trương Dương vốn tưởng rằng việc này đã kết thúc, không ngờ lâu như vậy rồi, mà vẫn bị lộ ra, người biết chuyện này không nhiều, ngoài hắn và Hà Trường An, chỉ có những người ở trong Quốc An, nghĩ đến Quốc An, Trương Dương cảm thấy nặng nề, lúc đầu vì có sự giúp đỡ của Hình Triều Huy. Hắn mới có thể cướp được Tần Manh Manh đi, chẳng lẽ Hình Triều Huy đã nói chuyện này ra rồi sao? Chương 1167, quyết tâm hạ bài 2. Hà Trường An nói, chú đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi, chú sẽ lật bài ngửa với Tần Hồng Giang, chú không cho phép bất cứ ai làm hại đến Tiểu Hoan. Trương Dương nói, để Tiểu Hoan lại trong nước liệu có phiền toái gì không? Hà Trường An lắc đầu nói, không sao, chú đã sắp xếp xong rồi. Chú sẽ đến kinh thành gặp mặt Tần Hồng Giang. Trương Dương nói, không được đâu, Tần gia không phải là loại người tốt đẹp gì, cháu đã lĩnh giáo rồi. Hà Trường An nói, ông ta không dám đâu. Từ ánh mắt đầy tự tin của Hà Trường An, Trương Dương đột nhiên ý thức được, Hà Trường An lần này rất chắc chắn, vì vậy mới dẫn Tần Hoan về nước lật bài với Tần gia, chẳng lẽ là Văn Quốc Quyền ư? Ý nghĩ này vừa nảy sinh đã bị Trương Dương phủ định, vì quan hệ của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh. Văn gia nhất định không chủ động chấp nhận chuyện này, Hà Trường An muốn để Tần gia từ bỏ tranh đoạt Tần Hoan, nhất định phải dựa vào một vị có địa vị cao, cũng chỉ có cách lấy phía trên áp đặt xuống mới có thể khống chế được Thái Hồng Giang. Trương Dương nói, chú định nói thế nào với ông ta? Hà Trường An nói, có gì thì nói nấy, chú đã biết Manh Manh là con gái của chú, giờ đây con gái chú không còn nữa, chú không thể mất đi cháu ngoại, Tần gia nếu thật sự quá đáng, làm chú tức giận. Thì để xem tổn thất của ai lớn hơn. Trương Dương cũng hiểu về cách sống của Hà Trường An, năng lực của Hà Trường An rất mạnh, y không những có tiền, hơn nữa lại có nhiều quan hệ cấp trên, Văn Quốc Quyền chỉ là một trong số đó. Trương Dương vẫn hơi lo ngại, hắn nhắc nhở Hà Trường An, dù sao Tiểu Hoan cũng chỉ là trẻ con, chú không sợ nó lại nói chuyện của Manh Manh ra hay sao? Hà Trường An nói, Tiểu Hoan rất thông minh, chú cũng không dẫn nó đến kinh thành, chú đến tìm Tần Hồng Giang để lật ngửa bài. Thì sẽ để lại cho cháu chăm. Trương Dương gật đầu. Hà Trường An thấp giọng nói, có lẽ cháu không hiểu tại sao chú đưa nó về, Tiểu Hoan vẫn còn nhỏ, chú không thể để nó trốn tránh ở Tây Tạng cả một đời, Manh Manh có thể, nhưng Tiểu Hoan thì không thể, lần này chú về đây là để đòi cho nó một thân phận đường đường chính chính, chú phải để tất cả mọi người đều biết, nó là cháu của Hà Trường An này. Trương Dương vẫn lo lắng về hoàn cảnh trước mắt của Tần Manh Manh. Hắn thấp giọng nói, sự việc của Manh Manh liệu có bị phát hiện không? Đối phương đã có thể phát hiện ra Tần Hoan, thì cũng rất có khả năng sẽ tìm được Tần Manh Manh. Hà Trường An nói, chú đã nghĩ được một cách vẹn toàn, chú đảm bảo rằng con gái của mình không sao.
Y không nói rõ kế hoạch cụ thể của mình, cười nói, chú đến kinh thành nhiều nhất là một tuần thôi, trong thời gian một tuần này, cháu có thể dẫn Tiểu Hoan đi chơi một chút. Để bảo đảm sự an toàn cho nó, chú đã mướn hai người bảo vệ rồi. Trương Dương nói, không cần đâu, có hắn ở bên cạnh Tần Hoan, không ai có thể làm bị thương đứa trẻ này. Hà Trường An cũng có lòng tin với Trương Dương, y thở dài nói, chú đã sống gần hết đời người, không lúc nào không nghĩ đến việc báo thù Tần gia. Chú luôn tưởng rằng Tần Hồng Giang thấy chết mà không cứu, nhưng không ngờ Manh Manh lại là con gái ruột của chú, Tần Hồng Giang nuôi nấng nó, mà gia đình đó lại làm tổn thương Manh Manh lớn như vậy. Trương Dương nói, Manh Manh biết chú về nước là để xử lý việc lần này không? Hà Trường An lắc đầu, khó khăn lắm nó mới thoát ra được khỏi đau khổ, đương nhiên chú không thể nói với nó những điều này, chú không muốn làm nó nặng lòng thêm, chú chỉ nói đưa Tiểu Hoan về nước chơi thôi. Y lại thở dài nói, giờ đây chú chỉ muốn con gái và cháu ngoại chú được bình an, những việc khác chú đều không muốn nghĩ nữa. Trương Dương có thể hiểu được tại sao Hà Trường An lại nói những lời này, thật ra những ân thù của Y và Tần gia không thể nào nói rõ được, giống như vừa rồi Y nói vậy, Tần Hồng Giang nuôi nấng Tần Manh Manh đến khi khôn lớn, còn về việc Tần Chấn Đông làm việc không bằng cầm thú với Tần Manh Manh, nhưng gã đã chết, trả cái giá bằng cả tính mạng mình thật quá đắt. Sự đau thương của cái chết của Tần Chấn Đông mang đến cho nhà Tần gia là mãi mãi, người nhà Tần gia không thể tha thứ cho hung thủ giết người là Tần Manh Manh. Hà gia và Tần gia rốt cuộc ai nợ ai, có lẽ ngay cả bản thân người trong cuộc cũng không thể nói rõ được. Nhưng dù là họ muốn hay không muốn, Tần Hoan đều có quan hệ mật thiết với họ, Tần Hoan là cháu ngoại của Hà Trường An, nhưng cậu bé lại là con trai ruột của Tần Chấn Đông, là cháu đích tôn của Tần gia, dù là Tần gia hận Tần Manh Manh. Nhưng cũng không đổ nỗi hận này nên người đứa trẻ con không biết gì, dù sao trong người Tần Hoan vẫn chảy dòng máu của Tần gia, nguyên nhân quan trọng làm cho Hà Trường An dám đàm phán với Tần gia cũng là ở đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Trường An đã rời khỏi Đông Giang, vì Tần Hoan đến, nên Trương Dương đã gọi điện cho mẹ hắn, nghe nói Tần Hoan đã đến, Từ Lập Hoa cũng vô cùng vui vẻ, bà ngồi tàu hỏa đến Đông Giang, để gặp đứa cháu ngoan ngoãn này, khi Trương Dương đưa Tần Hoan đi đón mẹ. Bóng người của Từ Lập Hoa vừa vặn xuất hiện ở ga, Tần Hoan đã gọi một câu bà ơi rồi chạy ù ra. Từ Lập Hoa ôm Tần Hoan, nước mắt chảy xuống, Tiểu Hoan, để bà xem nào, bà nhớ cháu quá. Trương Dương cười bước đến, mẹ, có gì đâu mà mẹ phải khóc. Vừa nói hắn vừa đưa cho mẹ một tờ giấy, hắn đã nghĩ đến cảnh này từ trước rồi, vì vậy đã chuẩn bị khăn giấy. Từ Lập Hoa lau khô nước mắt, rồi ôm lấy gương mặt của Tần Hoan nhìn kỹ càng. Rồi cười nói, cháu cao lên rồi, lớn lên rồi, và cũng đen nữa. Trương Dương cười nói, bên đó nắng gắt quá, nếu để 2 năm nữa mới về thì thành cục than rồi. Tần Hoan cười khanh khách. Từ Lập Hoa dắt tay Tần Hoan, đi cùng Trương Dương vào trong xe, Trương Dương nói, mẹ à, Tiểu Hoan ở lại Đông Giang một tuần, mẹ ở lại chơi với nó nhé. Từ Lập Hoa gật đầu lia lịa. Trương Dương lại nói, chú Triệu của con sao không đến. Nhắc đến Triệu Thiết Sinh. Từ Lập Hoa lại thở dài nói, chẳng phải vì chuyện của em gái con sao, lần trước ông ấy tức quá, nói gì cũng không chịu đến Đông Giang nữa. Trương Dương nói, Tiểu Tĩnh và Triệu Dũng tối nay sẽ đến ăn cơm với mẹ. Từ Lập Hoa nói, giờ hai đứa nó thế nào rồi? Tốt lắm mẹ ạ. Nhắc đến con gái, Từ Lập Hoa lại thấy nặng lòng, con bà à, nhà người ta giàu có, chúng ta không với tới được đâu. Trương Dương cười nói, có gì mà cao với thấp chứ? Mẹ à. Con cảm thấy chúng ta chẳng cần phải quá để tâm về chuyện này, mẹ nghĩ mà xem, người yêu nhau là Tiểu Tĩnh và Đinh Triệu Dũng, về sau người kết hôn sống với nhau cũng là hai người chúng nó, Đinh gia có làm được gì đâu, và chúng ta cũng vậy. Từ Lập Hoa nói, mẹ cũng biết vậy, chúng nó yêu nhau đến giờ, chúng ta đã không thể phản đối được nữa rồi. Bà ngừng một lúc rồi nói, thật ra mẹ cũng không muốn phản đối, con cái có cuộc sống của riêng nó, mẹ già rồi, mẹ có quản được ai nữa đâu. Và mẹ cũng không muốn tức tối vô tội vạ. Trương Dương nói, mẹ, sao hình như con thấy như mẹ có ý kiến gì đó với con ạ? Từ Lập Hoa nói, con cũng biết điều đó à, con và Yên Nhiên định lúc nào thì mới kết hôn. Trương Dương cười nói, việc này có phải một mình con quyết được đâu, cuối năm cô ấy về, hay là mẹ gặp mặt hỏi thẳng cô ấy luôn. Tần Hoan ở một bên nói, đúng thế, cha và mẹ nuôi lúc nào mới lấy nhau. Con còn đợi ăn kẹo. Trương Dương cười nói, hoàng đế không vội mà thái giám đã vội rồi, chuyện của cha đến lượt một thằng nhóc như con quản sao. Từ Lập Hoa giơ tay đánh lên ngực hắn, Tiểu Hoan nói đúng đấy, mẹ đợi sốt ruột lên rồi.
Về đến khu vườn hoa hồng, Trương Dương gọi điện thoại, bảo Trung Trường Thắng đến, mấy ngày Hà Trường An rời khỏi Đông Giang, hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Tần Hoa, nghĩ đến vấn đề an toàn tính mạng của Tần Hoan, vì vậy hắn mới sắp xếp như thế. Trung Trường Thắng trước kia là bảo tiêu của Kiều Lão, để gã bảo vệ Tần Hoan là quá thích hợp, dù là thân thủ hay cảnh giác, Trung Trường Thắng đều rất tốt, điều quan trọng hơn nữa là gã có kinh nghiệm phong phú. Buổi tối, Tần Thanh và Thường Hải Tâm cùng đến khu vườn hoa hồng để thăm Từ Lập Hoa, hai người đều có quan hệ thân thiết với Trương Dương, mặc dù không công khai thân phận, nhưng vẫn phải giữ lễ nghĩa mẹ chồng nàng dâu với Từ Lập Hoa. Từ Lập Hoa gặp họ đều khá khách sáo, đặc biệt là với bí thư huyện ủy Xuân Dương Tần Thanh. Từ Lập Hoa thậm chí còn hơi ngạc nhiên, bí thư Tần, sao cô lại đến đây? Tần Thanh cười nói, cô Từ, cô cứ gọi thẳng tên cháu đi ạ, hoặc gọi cháu là Tiểu Thanh cũng được, chúng cháu nghe nói cô đến Đông Giang, vì thế nên đến thăm cô. Tần Thanh và Thường Hải Tâm còn đi mua quà cho Từ Lập Hoa. Trương Dương thấy họ hiếu thuận với mẹ mình như vậy, trong lòng đương nhiên rất vui vẻ, hắn nói với mẹ, mẹ đừng khách sáo, con và chị Thanh, Hải Tâm không những là đồng nghiệp cùng đơn vị. Mà còn là bạn rất tốt của nhau, ở đơn vị công tác, chúng con là quan hệ lãnh đạo và hạ cấp, nhưng ở ngoài chúng con đều là bạn rất tốt, bí thư Tần của chúng ta rất tốt, không hề ra dáng quan to đâu, rất hay chăm sóc cho con. Tần Thanh thầm nói, đương nhiên là phải chăm sóc cho anh rồi, còn chăm sóc lên cả giường rồi ấy chứ. Tần Hoan thấy nhiều khách đến như vậy cũng rất vui, cầm đồ chơi họ mua cho cậu bé chạy qua chạy lại, Trung Trường Thắng đứng ở một bên, ánh mắt không lúc nào rời khỏi Tần Hoan. Từ Lập Hoa nhìn thời gian, chuẩn bị xuống bếp nấu cơm, mặc dù biệt thự của Hà Trường An có người giúp việc, nhưng Từ Lập Hoa vẫn muốn đích thân nấu một vài món cho con cái ăn. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều là những cô gái thông minh, dành nhau xuống bếp giúp Từ Lập Hoa. Tần Hoan đã cùng Trung Trường Thắng chơi trò cảnh sát bắt tội phạm. Đến tận 6 giờ rưỡi, Đinh Triệu Dũng và Triệu Tĩnh mới đến biệt thự vườn hoa hồng. Trương Dương thấy họ đi từ ngoài vào. Liền trách, này sao hai người chẳng có chút quan niệm thời gian nào thế? Đã bảo là 5 rưỡi, giờ đã quá 1 tiếng rồi. Đinh Triệu Dũng nói, xin lỗi, vì công ty có một người khách quan trọng, nên đến muộn. Triệu Tĩnh vừa vào cửa đã gọi, mẹ, mẹ ơi. Từ Lập Hoa bước khỏi nhà bếp, bà cười nói, Tiểu Tĩnh, sao con đến muộn thế? Triệu Tĩnh vất túi xuống rồi chạy tới ôm cổ mẹ, mẹ, con nhớ mẹ quá. Từ Lập Hoa cười nói, lớn tướng thế này rồi, mà còn giống như trẻ con vậy, con không sợ người ta cười cho sao? Đinh Triệu Dũng cười bước đến, gì? Triệu Tĩnh trừng mắt với gã. Đinh Triệu Dũng ngay lập tức nuốt lại lời, rồi nói, mẹ. Từ Lập Hoa nói, gọi là gì đi? Một câu nói làm cho Đinh Triệu Dũng đỏ mặt, thật ra gã và Triệu Tĩnh đã đi lấy giấy đăng ký kết hôn rồi, pháp luật đã công nhận họ là vợ chồng hợp pháp rồi, gọi là mẹ cũng là điều đương nhiên. Nhưng Từ Lập Hoa cũng có cách nghĩ của mình, giờ đây sự việc của con gái bà và Đinh Triệu Dũng vẫn chưa được Đinh gia đồng ý, người làm cha làm mẹ ai mà không thương con cái của mình. Từ Lập Hoa đương nhiên cũng không có thành kiến gì với Đinh Triệu Dũng, chỉ là bà cảm thấy con gái mình chịu thiệt thòi. Trương Dương vỗ vỗ vào vai của Đinh Triệu Dũng, giúp gã đỡ xấu hổ, Triệu Dũng, tối nay chúng ta phải uống cho tử tế. Đinh Triệu Dũng gật đầu. Triệu Tĩnh ôm lấy mẹ bảo bà thử mặc bộ quần áo mới mua. Còn nói rằng đây là của Đinh Triệu Dũng mua cho. Từ Lập Hoa nói, ăn cơm trước đã, Tiểu Tĩnh, giúp Tần Thanh và Thường Hải Tâm bê cơm lên đây. Chương 1168, không thể chết một. Đinh Triệu Dũng lúc này mới biết Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều đến rồi, gã lấy vai đẩy đẩy Trương Dương, rồi thấp giọng nói, thật lợi hại, một mũi tên bắn hai con chim. Trương Dương trừng mắt nói, mẹ kiếp, anh nói ít thôi, cẩn thận tôi xử lý đấy. Lúc này Tần Hoan từ đằng sau đi đến, nhấc súng nước bắn về Đinh Triệu Dũng và Trương Dương, Trương Dương cố ý làm ra vẻ không tránh được, sau đó xông về phía cậu bé, Tần Hoan kêu lên, rồi chạy về phía cầu thang. Cả nhà cùng ngồi vào trong phòng ăn, Trương Dương cũng mời Trung Trường Thắng đến ngồi, Trung Trường Thắng không những không hề uống rượu, mà gã cũng là một người rất phụ trách, Trương Dương đã giao sự việc an toàn của Tần Hoan cho gã, trong thời gian này. Gã phải bảo đảm không xảy ra việc gì, muốn làm được điều này thì phải giữ cho đầu óc luôn tỉnh táo. Từ Lập Hoa cũng uống một cốc rượu trắng phá lệ, thấy con gái và Đinh Triệu Dũng hạnh phúc như vậy, trong lòng bà cũng cảm thấy được an ủi. Tần Thanh và Thường Hải Tâm đều rất ngoan ngoãn, nói chuyện với bà về Xuân Dương và Bình Hải, làm cho Từ Lập Hoa rất vui. Trương Dương và Đinh Triệu Dũng uống một cân rượu, Đinh Triệu Dũng mượn chút rượu,
đứng dậy nói với Từ Lập Hoa, mẹ, con kính mẹ. Trước nhiều người thế này, lần này Từ Lập Hoa không từ chối gã gọi vậy, mà nhẹ nhàng nói, Triệu Dũng, ngồi xuống đi. Đinh Triệu Dũng nói, mẹ, con và Tiểu Tĩnh định 1/5 năm sau kết hôn, hy vọng mẹ đồng ý. Từ Lập Hoa không hề cảm thấy ngạc nhiên vì tin này, việc này đã làm Từ Lập Hoa cảm thấy bình thường rồi, bà không để lộ ra quá vui vẻ, nhẹ nhàng nói, kết hôn là chuyện của hai đứa, chỉ cần hai đứa cảm thấy hợp là được rồi, tôi không có ý kiến gì cả. Không có ý kiến gì tức là có ý kiến, ai cũng nhận ra Từ Lập Hoa rất lạnh lùng. Đinh Triệu Dũng thấy Từ Lập Hoa không nhận cốc rượu của mình, ngồi cũng không được, mà đứng cũng không xong, mặt đã hơi đỏ, Triệu Tĩnh thầm kéo vạt áo của mẹ ở dưới. Từ Lập Hoa lúc này mới nhấc cốc rượu của mình lên mím môi, rồi nhẹ nhàng nói, Triệu Dũng, tôi có thể nhận ra, cậu thật lòng với Tiểu Tĩnh, thật ra người làm cha làm mẹ, ai cũng muốn con mình có một tương lai hạnh phúc, chỉ cần hai đứa sống cho tốt, là tôi đã hài lòng rồi. Đinh Triệu Dũng gật đầu. Sau bữa cơm tối, Triệu Tĩnh, Tần Thanh và Thường Hải Tâm nói chuyện với Từ Lập Hoa, Trương Dương và Đinh Triệu Dũng ra ngoài ngồi. Đinh Triệu Dũng cảm thấy buồn vì thái độ của Từ Lập Hoa. Gã thấp giọng nói, mẹ hình như không thích tôi lắm. Trương Dương cười nói, Triệu Dũng, thật ra mẹ tôi thích anh lắm, điều bà quan tâm chủ yếu là phía cha mẹ anh, sợ rằng về sau Tiểu Tĩnh đi theo anh thì sẽ phải chịu thiệt. Đinh Triệu Dũng nói, Trương Dương, tôi sẽ không để Tiểu Tĩnh chịu thiệt đâu. Trương Dương gật đầu nói, tôi tin anh. Tần Hoan và mọi người chơi rất vui vẻ, đến rất muộn mới ngủ, Từ Lập Hoa kể chuyện cho cậu bé nghe trên giường, đến tận khi cậu bé ngủ say, mới rời khỏi phòng. Bà đến phòng khách thấy Trương Dương và Triệu Tĩnh, Đinh Triệu Dũng vẫn ngồi đói nói chuyện, Từ Lập Hoa cười nói, thế nào? Tối nay định ở lại đây hết à? Triệu Tĩnh cười nói, mẹ, con định ở lại nói chuyện với mẹ. Từ Lập Hoa lại nhìn sang Trương Dương cười nói, con cũng ở lại nói chuyện với mẹ. Từ Lập Hoa nhìn Trung Trường Thắng đang bên ngoài canh gác, thấp giọng nói, con trai ba à, người bạn này của con làm gì vậy? Buổi tối anh ta cũng không đi ư? Trương Dương cười nói, anh ấy là bạn tốt của con, tòa biệt thự này là mượn của anh ta đó mẹ. Trương Dương không nói với mẹ việc Trung Trường Thắng phụ trách vấn đề an toàn của Tần Hoan, nếu như để cho bà biết, bà nhất định sẽ rất lo lắng. Từ Lập Hoa gật đầu, Trương Dương đã nói là bạn của hắn, thì đương nhiên có thể tin tưởng được. Trung Trường Thắng sau khi đi tuần ở ngoài một vòng, không phát hiện ra vấn đề gì, lúc này gã mới đi vào, gật đầu với Trương Dương, đi thẳng lên lầu. Phòng của Tần Hoan là một phòng riêng, nên Trung Trường Thắng đã trải một chiếc giường bên ngoài. Trong nhà chỉ còn ba mẹ con, Triệu Tĩnh mím môi, nói với mẹ, mẹ à, có phải mẹ không thích Triệu Dũng không? Từ Lập Hoa nói, Triệu Dũng là một người tốt, mẹ có thể nhận ra điều đó, Tiểu Tĩnh, con đừng trách mẹ không có thành kiến gì với Triệu Dũng, chỉ là mẹ cảm thấy gia đình nhà cậu ta không tán thành tình cảm của hai đứa, mẹ lo về sau con sẽ phải đối mặt với áp lực lớn. Triệu Tĩnh nói, không đâu mẹ, Triệu Dũng đang làm công tác tư tưởng với cha mẹ anh ấy, giờ đây họ đã không phản đối chúng con sống cùng nhau rồi. Cô liếc mắt sang Trương Dương, muốn bảo anh mình giúp cô nói mấy câu. Trương Dương cười nói, mẹ, việc tình cảm cá nhân, chúng ta không xen vào được đâu, con thấy Tiểu Tĩnh cũng lớn rồi, việc gì cũng phải dựa vào bản thân nó. Từ Lập Hoa nói, năm sau kết hôn có phải hơi gấp rồi không? Thật ra bà muốn con mình lấy chồng nhanh nhanh. Nhưng tình hình của Triệu Tĩnh rất đặc biệt, Từ Lập Hoa cũng không muốn con mình vội vàng kết hôn trong khi gia đình nhà trai đều không đồng ý. Trương Dương nói, cũng chẳng gấp nữa đâu mẹ ạ, từ 1/5 năm nay kéo đến 1/5 năm sau rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng đã nhận rồi, cũng không thể cứ kéo dài thế này được. Hay là thế này đi, để Triệu Dũng về nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ anh ấy, nếu họ đồng ý đương nhiên là quá tốt, nếu người ta không đồng ý, thì anh thấy hai người cũng đừng làm nghi thức gì quá long trọng nữa. Kết hôn du lịch là được rồi. Từ Lập Hoa nói, vậy không được đâu, kết hôn là chuyện lớn cả đời người, cần phải có bố mẹ người ta đồng ý, nếu không thì sẽ trở thành không tôn trọng người ta, người ngoài cũng cảm thấy rằng con gái nhà mình gả chẳng ra sao. Trương Dương thật sự không biết nói gì quá nhiều về chuyện này, xem ra lần hôn lễ này của Triệu Tĩnh hơi khó khăn, hắn nghĩ có lẽ hắn nên đi tìm Đinh Nguy Phong để nói chuyện trực tiếp, khi hắn đang nghĩ về vấn đề này, Đồng Tú Tú gọi điện thoại đến. Âm thanh của cô hơi căng thẳng, Trương Dương, anh có thể đến bệnh viện một chút không? Trương Dương tưởng cô đã xảy ra chuyện gì, bèn hỏi thăm, sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi vậy? Đồng Tú Tú nói, Đắc Chí đang ngồi một mình ở trên ban công, mấy tiếng đồng hồ rồi, nhất định không chịu xuống, ai khuyên cũng không nghe, anh ta muốn ở đó,
tôi sợ anh ta xảy ra chuyện, có lẽ nếu anh đến nói thì anh ta sẽ nghe. Tôi qua đó ngay đây. Trương Dương sau khi từ Tây Tạng về, đã từng đến thăm Đồng Tú Tú và Ngũ Đắc Chí một lần, vết thương của Đồng Tú Tú về cơ bản đã hồi phục, vết thương của Ngũ Đắc Chí cũng đang dần hồi phục. Có điều trong lần nổ đó, gã đã mất cánh tay phải, mặt cũng bị tổn thương nghiêm trọng, nên tinh thần rất sa sút. Trương Dương đến phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân tỉnh, rồi hỏi rõ tình hình, chập tối ngày hôm đó, Ngũ Đắc Chí yêu cầu đặc công đi theo gã dẫn gã lên tầng thượng xem thế nào, nhưng sau khi lên đó, thì y ở đó không chịu xuống nữa. Trương Đại Quan cảm thấy rất ngán ngẩm, đầu óc của vị đặc công quốc an này thật đúng là bị lừa đá mất rồi, với tình hình tâm lý hiện tại của Ngũ Đắc Chí, còn dẫn gã lên ban công tầng thượng, vấn đề quản lý bệnh nhân của bệnh viện này cũng có vấn đề. Cửa thông với ban công tầng thượng không thể nào được mở tùy tiện, nhỡ đâu có người bệnh nào quẫn trí, chẳng phải là phiền toái rồi sao? Trương Dương đến tầng thượng, Ngũ Đắc Chí không bị nguy hiểm gì, gã đang đứng ở ban công, bên trái và bên phải có hai người quốc an, chỉ cần có động tĩnh muốn nhảy lầu, hai vị đặc công quốc an này sẽ kéo gã xuống. Nhưng giờ đây Ngũ Đắc Chí không hề có ý định muốn tự tử, gã chỉ đứng ở đó ngắm cảnh. Trên mặt gã quấn đầy băng, trông giống như một cái xác ướp vậy, hơi kinh dị. Trương Dương bước đến, ngụ ý bảo hai nhân viên của quốc an rời đi, giao Ngũ Đắc Chí cho hắn, hai người quốc an đó chỉ mong có người đến thay vào vị trí của họ. Có điều họ cũng không dám đi xa, Trương Dương xua xua tay, ngụ ý bảo họ đi xa một chút, lần này họ mới dám đi đến chỗ xa. Trương Dương đến bên cạnh Ngũ Đắc Chí, nhìn theo ánh mắt của gã, thì thấy những ánh đèn đẹp đẽ của Đông Giang. Ngũ Đắc Chí không quay đầu lại, thấp giọng nói, anh đến rồi à? Âm thanh của gã rất nghẹn ngào. Trương Dương nói, Đồng Tú Tú rất quan tâm đến anh. Câu này đồng nghĩa với việc nói với Ngũ Đắc Chí, chính Đồng Tú Tú đã tìm hắn đến. Ngũ Đắc Chí thấp giọng nói, bộ dạng này của tôi quả thật làm người khác cảm thấy rất đáng thương. Trương Dương mím mím môi, uống rượu không nào? Có rượu sao? Trương Đại Quan thật sự mang đến một chai rượu trắng, có điều không có chén, hắn vặn nắp, rồi đưa cho Ngũ Đắc Chí. Ngũ Đắc Chí nhận nắp rượu uống một hơi. Một cảm giác cay xè trào xuống, Ngũ Đắc Chí nhắm mắt lại, một lúc sau mới thích ứng được cảm giác cay nóng này, nhẹ nhàng nói một tiếng, rượu gì vậy? Sao mà mạnh thế? Trương Dương nói, đau nướng đấy, tôi mua ở cổng bệnh viện, tôi cảm thấy có lẽ anh sẽ muốn uống, nên đã mua một chai. Ngũ Đắc Chí nói, tại sao không mua một bình ngon hơn? Trương Dương nói, con người sống cả một đời, đắng cay ngọt bùi, hương vị nào cũng phải nếm thử, đây mới được coi là đã đi được hết cuộc đời. Khi muốn uống rượu, chưa chắc chỉ có Mao Đài Ngũ Lương Dịch mới có thể thỏa mãn được nhu cầu của anh. Ngũ Đắc Chí nói, tôi không có nhu cầu gì. Gã ngước đầu, nhìn những vì sao trong đêm tối, rồi nói, nếu như nói là có, thì giờ đây tôi thật sự rất muốn chết. Trương Dương lấy bình rượu từ trong tay gã, rồi cũng uống một hớp lớn, hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên với những lời này của Ngũ Đắc Chí. Nếu như tôi ở vào hoàn cảnh của anh, thì có lẽ tôi cũng nghĩ như vậy. Ngũ Đắc Chí nói, tôi không sợ chết, điều tôi thật sự cảm thấy sợ chính là cái dáng vẻ yếu ớt như bây giờ của mình, tôi muốn chết, tôi muốn nhảy từ đây xuống để kết thúc tất cả những thứ này, để không bao giờ cảm thấy đau đớn phiền não nữa, nhưng tôi cũng biết rằng đây là một hành động rất vô trách nhiệm, tôi chết đi, thì đồng nghĩa với việc đẩy lại hết tất cả áp lực và đau khổ cho người khác, và sẽ làm cho người khác đau khổ cả một đời, nghĩ đến đây, tôi lại không thể chết, một người không giống người cũng chẳng giống ma. Vốn dĩ không nên thuộc về thế giới loài người, mà lại cứ phải sống vì người khác, tôi có phải rất bi kịch hay không? Có phải tôi là một quái vật hay không? Trương Dương nhìn Ngũ Đắc Chí đầy đồng cảm, gã thấp giọng nói, anh đang trách tôi đã cứu ông sao? Tôi cảm ơn anh đã cứu tôi, nhưng nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi hy vọng anh đừng lựa chọn làm như vậy, để tôi chết đi, tôi sẽ không đau khổ nữa. Nhưng đến lúc đó, Đồng Tú Tú sẽ đau khổ, những người bạn bên cạnh anh sẽ đau khổ. Ngũ Đắc Chí quay đầu lại nhìn, ánh mắt đau khổ nhìn Trương Dương, tôi chết rồi, mặc dù mọi người sẽ đau khổ, nhưng sự đau khổ đó chỉ là nhất thời, nhưng giờ đây tôi đau khổ, cô ấy cũng sẽ đau khổ, tôi đã không còn là tôi của ngày trước nữa, còn cô ấy vì xiềng xích đạo đức mà phải đối mặt với tôi như thế này, một tôi thật lạ lắm. Ngũ Đắc Chí không khóc, nước mắt của gã đã khô lâu rồi, ánh mắt thê lương giống như một hố đen thăm thẳm trong vũ trụ. Trương Dương đưa chai rượu cho gã. Ngũ Đắc Chí lại uống một ngụm rồi nói, một con người, ngay cả việc chết mình cũng không được làm theo ý mình, thì có phải là một sự đau đớn tột cùng hay không? Trương Dương nói, sống quỷ còn hơn chết đứng, tôi đã cứu anh, dù là anh không muốn sống vì Đồng Tú Tú, thì
thì anh cũng phải sống vì tôi, anh không thể để sự nỗ lực của tôi trở nên hoài phí. Chương 1169, không thể chết hai. Ngũ Đắc Chí nói, mặt tôi đã bị tàn phá, nếu như bỏ lớp băng này, có lẽ ngay cả tôi cũng sẽ không nhận ra tôi nữa, cánh tay phải của tôi không còn nữa, về sau tôi sẽ không thể nào gỡ bom được nữa, khả năng nghe của tôi đã bị ảnh hưởng, bác sĩ nói về sau có khả năng sẽ giảm sút thêm, tôi đã trở thành một phế nhân rồi. Trương Dương nói, giờ đây kỹ thuật chỉnh hình rất cao, có lẽ có thể khôi phục gương mặt anh ở mức độ cao nhất, mặc dù cánh tay phải của anh không còn nữa, nhưng anh có thể rèn luyện tay trái của mình, còn về khả năng nghe của anh, tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh hồi phục lại. Thứ chịu tổn hại nặng nề nhất là lòng tự tin của anh, Ngũ Đắc Chí, anh là một trong những người sức sống ngoan cường, ý chí mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết, ngay đến cái chết anh cũng vượt qua được, còn gì mà anh không thể đối mặt chứ? Ngũ Đắc Chí nói, tôi hiểu tất cả điều này, tôi đứng ở đây, ai cũng lo tôi sẽ nhảy xuống dưới. Anh sẽ không làm như vậy đâu, anh sẽ không coi rẻ sinh mạng của mình. Ngũ Đắc Chí nói, tôi sẽ làm vậy, nhưng tôi không thể chết, tôi còn cố gắng giữ lấy cái mạng chó tàn phế này của mình, chỉ là vì tôi sợ cái chết của tôi sẽ làm tổn thương người khác. Trương Dương không nói gì, từ những lời này của Ngũ Đắc Chí, hắn nhận ra tình yêu sâu sắc của Ngũ Đắc Chí với Đồng Tú Tú. Ngũ Đắc Chí không hề tiếc gì tính mạng của mình, gã chỉ lo lắng cái chết của mình sẽ làm cho Đồng Tú Tú bị tổn thương, thậm chí sẽ làm cho Đồng Tú Tú đau khổ một đời. Trương Dương nói, anh không phải sống vì người khác, mỗi người đều phải sống vì chính bản thân mình, tôi không muốn nhìn thấy anh cứ buồn bã thế này, và tôi nghĩ Đồng Tú Tú cũng không muốn vậy đâu. Ngũ Đắc Chí đưa chai rượu cho Trương Dương, giúp tôi làm một việc. Trương Dương gật đầu. Ngũ Đắc Chí nói, tôi không muốn gặp cô ấy nữa. Tôi cần một thời gian để thích ứng với tôi của hiện tại. Trương Dương nói, anh định làm gì? Ngũ Đắc Chí lắc đầu nói, sống một ngày cũng là một ngày, tổ chức nói sau khi tôi lành vết thương, sẽ sắp xếp cho tôi một chức việc không phải lo lắng gì về cơm ăn áo mặc. Tôi nghĩ chẳng ai sẽ để ý tôi có đi hay không, mỗi tháng đều có tiền lương cố định gửi đến tài khoản của tôi. Theo lời của họ, tôi đã thành thần, tôi thành thần của họ, đây là điều mà tôi xứng đáng được hưởng. Gã hít vào một hơi thật sâu. Rồi nói bằng giọng đầy trào phúng, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình là thần, tôi cảm thấy mình giống một tên ăn mày thôi, họ đang bố thí cho tôi, mục đích bố thí cho tôi có lẽ là vì thương hại, cũng có lẽ là vì họ cảm thấy làm vậy có thể xây dựng hình tượng đạo đức của họ. Ngũ Đắc Chí cười một tiếng nghe rất lạ lùng, sự tồn tại của tôi có thể chứng minh được lòng yêu thương con người của rất nhiều người, có thể hoàn thiện hình tượng đạo đức của rất nhiều người, từ điểm này mà nói, tôi sống vẫn còn giá trị. Trương Dương nói, tôi có thể cứu tính mạng của anh, nhưng tôi không cứu được trái tim anh, Ngũ Đắc Chí, chỉ là anh không dám thừa nhận, thực ra giờ đây anh đang trách móc, anh cho rằng tất cả mọi người đang nợ anh, tất cả mọi người đều có mục đích với anh cả, tất cả mọi người đều không phải giúp anh thật lòng. Tôi không phải vậy. Trương Dương nói, anh lấy gì làm bằng chứng? Anh đã từng nghĩ rằng, chẳng ai cần anh sống vì họ, chẳng ai cần dùng anh để hoàn thiện hình tượng đạo đức của họ, sự xót thương chỉ là tạm thời, trên thế giới này. Bất cứ chuyện gì trên thế gian này cũng chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, nếu anh không muốn trở thành gánh nặng cho người khác, anh không muốn bị người khác thương hại, được thôi, anh phải chứng minh cho người khác xem, anh dựa vào chính bản thân anh cũng có thể sống tốt, anh vẫn có ích, anh vẫn có những ưu điểm mà người khác không có. Điều thật sự đáng sợ là mất đi lòng tin, Ngũ Đắc Chí, nếu như anh đến lòng tin dựa vào mình sống tiếp cũng không có, vậy thì sự tồn tại của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Ngũ Đắc Chí nhìn Trương Dương, ánh mắt của gã đã khôi phục được một chút bình tĩnh, từ trước đến nay, Ngũ Đắc Tí luôn là một người đàn ông có tố chất tâm lý rất vững vàng, chính sự vững vàng kiên định này mới có thể làm gã trở thành người gỡ bom giỏi nhất ở Quốc An. Ngũ Đắc Chí biết rằng Trương Dương nói những lời này không phải là để đả kích mình, mà là hắn đang làm trách nhiệm của một người bạn, hắn muốn giúp gã lấy lại tinh thần. Ngũ Đắc Chí nói, nếu được, tôi muốn lựa chọn một cách sống hoàn toàn mới. Trương Dương nói, nếu như anh đã chán với cuộc sống trước kia, tôi có thể giới thiệu cho anh một công việc thích hợp. Ngũ Đắc Chí nói, tôi nhớ câu này của anh đấy, có điều trước khi tôi suy nghĩ về vấn đề công tác, tôi phải dưỡng thương đã. Trương Dương mỉm cười gật đầu, hắn vỗ nhẹ nhẹ vào vai Ngũ Đắc Chí. Ngũ Đắc Chí thấp giọng nói, đừng quên chuyện anh đã hứa với tôi. Nếu như cô muốn anh ấy hồi phục nhanh chóng, thì phải rời khỏi anh ấy một thời gian đã. Trương Dương nói với Đồng Tú Tú. Đồng Tú Tú gật đầu, Trương Dương, tôi hiểu, tuần sau tôi sẽ về báo danh. Vành mắt của cô đã đỏ. Trương Dương nói, Tú Tú,
cô là một cô gái mạnh mẽ, tôi thấy tình cảm của cô dành cho anh ấy chưa từng thay đổi, nhưng Ngũ Đắc Chí cũng không muốn làm liên lụy đến cô, giờ đây anh ấy xem tình yêu của cô như một sự thương hại, giải thích không có tác dụng gì đâu, chỉ có thể để anh ấy tự làm hồi phục vết thương lòng của mình, dần hồi phục lòng tự tin của mình. Đồng Tú Tú khóc và nói, Trương Dương, anh giúp tôi nói với anh ấy, dù anh ấy trở thành thế nào, dù phải đợi bao lâu, tôi cũng sẽ đợi anh ấy. Trương Dương đã bị tình cảm thật sự của Đồng Tú Tú và Ngũ Đắc Chí làm cho cảm động, hắn quyết định phải giúp hai người họ vượt qua giai đoạn khó khăn này. Trương Dương nói, Đắc Chí không muốn về Quốc An làm việc nữa, thật ra với tình trạng sức khỏe của anh ấy bây giờ, cũng không thích hợp với công việc đó nữa. Đồng Tú Tú nói, tôi sẽ phản ánh lại với cấp trên, tôi nghĩ tổ chức sẽ tôn trọng quyết định của anh ấy. Trương Dương nói, tôi hiểu rõ về lý lịch của Đắc Chí, mặc dù tay phải của anh ấy không còn nữa, không thể làm chuyên gia gỡ bom được, nhưng những kiến thức về điện và máy tính của anh ấy cũng đáng để người ta khâm phục, đợi đến khi vết thương của anh ấy hồi phục, tôi định giới thiệu anh ấy đến làm việc ở xưởng sửa điện của bạn tôi, đổi một môi trường, đổi một phương thức sống khác, sẽ rất có ích với sự hồi phục về tâm lý của anh ấy. Đồng Tú Tú nói, Trương Dương, tôi thật sự không biết phải cảm ơn anh thế nào. Nếu như là trước đó, Trương Đại Quan nhất định sẽ nói những lời trêu ghẹo như vậy thì hãy đi theo thôi đi. Nhưng trong thâm tâm, hắn rất tôn trọng Ngũ Đắc Chí, cũng chính vì vậy, khi hắn đối diện với Đồng Tú Tú, tỏ ra rất lịch sự, ngay cả đùa cợt hắn cũng không nói nhiều, tên này dùng một thái độ rất lễ độ nói, Tú Tú, là bạn tôi thì đừng nói những lời như vậy, tính mệnh của Ngũ Đắc Chí là do tôi đã nhặt về, thì sẽ không để anh ấy coi rẻ tính mạng của mình, hãy cho anh ấy một thời gian, tố chất tâm lý của anh ấy nhất định sẽ lớn hơn chúng ta. Loại người này nếu như không thể đứng dậy, thì thật là vô lý quá. Vì câu nói của Trương Dương, Đồng Tú Tú cuối cùng đã nhìn thấy một tia hy vọng, cô cười nhẹ nhàng nói, có điều cô phải hứa với tôi một chuyện. Trương Dương cười khổ hạnh nói, dựa vào đây chứ, rốt cuộc là tôi nợ hai người cái gì hả? Đồng Tú Tú nói, anh phải giúp tôi xem chừng Đắc Chí, anh ấy không để tôi ở bên cạnh anh ấy cũng được, nhưng anh phải giúp tôi để ý đến anh ấy, không được để một cô gái nào chen vào, nếu như anh ấy bị người khác lôi kéo, thì tôi tìm anh để đòi người đấy. Trương Đại Quan nghĩ rằng, với bộ dạng này của Ngũ Đắc Chí, chẳng có cô gái nào để ý đến gã, nhưng những lời này chỉ có thể nghĩ trong lòng, không thể nào nói ra ngoài miệng được. Đồng Tú Tú nói, anh nhất định nghĩ rằng tôi đang làm ra vẻ điệu đà, bộ dạng đó của Đắc Chí, thì làm gì có cô gái nào thích anh ấy, đúng không? Trương Dương không nói gì. Đồng Tú Tú nói, tôi thích, dù anh ấy thế nào tôi cũng vẫn thích, tôi thề, câu này của tôi không có chút giả tạo nào, tôi không phải thương hại anh ấy. Mà chỉ có tình yêu, thật đấy, dù anh ấy có trở thành người thế nào, tôi cũng có thể chấp nhận được. Trương Dương Đại Quan lại cảm động, Tú Tú, với câu này của cô, tôi nhất định sẽ giúp cô coi chừng anh ấy. Đồng Tú Tú thấp giọng nói, thật ra sau khi xảy ra vụ nổ, tôi cũng muốn rời khỏi Quốc An, không muốn Đắc Chí làm công việc nguy hiểm này nữa, nhưng tôi lại không cam tâm, sự việc lần này vốn dĩ là một cái vòng vây, thậm chí ngay cả cái chết của anh họ tôi cũng là để dẫn dụ tôi vào trong. Trương Đại Quan cũng có chút hiểu biết về tình hình nội bộ phức tạp trước mắt của Quốc An, Hình Triều Huy từ sau khi bị Quốc An điều tra, đến giờ vẫn chưa liên hệ với hắn, thậm chí hắn còn nghi ngờ, việc của Tần Hoan có thể là do chính nội bộ Quốc An làm lộ ra, Trương Dương nhắc nhở với Đồng Tú Tú tất cả mọi việc đều phải cẩn thận, đừng dễ dàng tin tưởng những người xung quanh. Đồng Tú Tú cười điềm đạm nói, anh yên tâm đi, sau khi trải qua sự việc lần này, tôi đã nhìn rõ rất nhiều việc, tôi sẽ bảo vệ bản thân mình cho tốt. Tôi sẽ không dễ dàng mạo hiểm nữa, tôi không thể làm Đắc Chí thương tâm, mặc dù anh ấy ngoài miệng không nói, nhưng tôi biết, trong lòng anh ấy không lúc nào ngừng quan tâm đến tôi. Lúc này Phó chủ nhiệm Thất cục Quốc An Quách Thành nghe thấy tin cũng vội đến, khi gã đến bệnh viện, Ngũ Đắc Chí đã ngủ rồi, bình rượu Trương Dương mang đến đã vào hết trong ruột của gã. Nghe nói Ngũ Đắc Chí bị chuốc nhiều rượu như vậy, Quách Thành thật sự dở khóc dở cười, rồi trách móc chủ nhiệm Trương, vết thương của Đắc Chí vẫn chưa khỏi hẳn. Mà anh đã mang rượu đến chuốc rồi, anh không sợ vết thương của anh ta nặng thêm sao? Trương Dương nói, nhất túy giải thiên thu, anh ta uống xong là trở nên nghe lời rồi. Thấy Ngũ Đắc Chí không sao, Quách Thành cũng không ở lại, mà cùng Trương Dương rời khỏi phòng bệnh, đến bãi đỗ xe, gã nói với Trương Dương, từ trước đến nay, tôi đều chưa kịp nói lời cảm ơn với anh, nếu không phải là anh, thì nhất định Đắc Chí sẽ hết đời rồi. Trương Dương nói, tôi và Đắc Chí là bạn của nhau. Làm chút việc cho anh ấy cũng là điều nên làm thôi. Quách Thành nói, tính khí của anh ấy trở nên rất kỳ lạ,
những bạn đồng nghiệp như chúng tôi cũng trở nên khó giao tiếp với anh ấy, giờ đây, cũng chỉ có những lời của anh là anh ấy nghe thôi. Trương Dương nói, cũng chỉ là đàn gảy tai trâu thôi, lời của tôi cũng chẳng có mấy tác dụng với anh ấy. Quách Thành nói, giúp tôi khuyên anh ấy một chút, bảo anh ấy tiếp tục ở lại làm việc, không biết anh ấy nghĩ gì mà lại muốn rời đi. Trương Dương nói, điều này tôi không giúp được anh, Đắc Chí là người mạnh mẽ, anh ấy không muốn gây phiền phức cho người khác. Vừa nãy khi tôi nói chuyện với anh ấy ở trên ban công sân thượng, anh ấy cũng đã nhắc đến chuyện này, anh ấy cho rằng mình không còn tác dụng gì với các anh nữa, anh ấy không muốn các anh phải chăm lo cho anh ấy coi sự chăm lo đó là một sự thương hại. Quách Thành thở dài một hơi, với thủ hạ đắc lực như Ngũ Đắc Chí, anh ta rất tâm đắc. Trương Dương nói, thật ra để anh ấy rời đi cũng là một việc tốt với anh ấy, với tình hình hiện tại của anh ấy, có lẽ không thể thích ứng được với công việc của các anh nữa rồi. Anh ấy vẫn còn trẻ, vẫn còn rất nhiều cơ hội, có lẽ anh ấy sẽ tìm được một vị trí thuộc về chính bản thân mình trên xã hội. Quách Thành cảm khái, Đắc Chí có một người bạn như anh thật là may mắn. Trương Dương nói, có một lãnh đạo quan tâm đến cấp dưới như anh cũng là điều may mắn. Quách Thành cười, đột nhiên nhắc đến một việc, đơn vị của các anh có phải có một cô gái tên là Trương Duệ Dung không? Chương 1170, chia sẻ 1. Trương Dương cười nói, đúng vậy. Thật sự có một người tên như thế. Quách Thành nhắc đến chuyện này không hề lạ lùng gì, Trương Duệ Dung là người làm việc của Quốc An, cô của cô ấy Trương Bích Quân là chủ nhiệm thập cục Quốc An. Quách Thành nói, tôi quen với cô của cô ấy. Trương Dương nhẹ nhàng ừm một tiếng, không có thể hiện gì hơn. Quách Thành lại nói, tối nay chúng tôi còn ăn cơm cùng nhau. Trương Dương hơi ngớ ra một chút, nói vậy có nghĩa là Trương Bích Quân đã đến Đông Giang rồi. Quách Thành không biết giữa Trương Dương và Quốc An có quan hệ, người rõ ràng nhất về tình hình thực tế của Trương Dương là Hình Triều Huy, sau đó là Trương Bích Quân. Trương Bích Quân đến Đông Giang là để thăm cháu gái của bà Trương Duệ Dung, tiện thể gặp mặt Thường Lăng Phong, có điều trước đó, bà đã hẹn gặp Trương Dương. Trương Dương vốn tưởng rằng mục đích của việc Trương Bích Quân muốn gặp mình là để nói về chuyện của Trương Duệ Dung, nhưng không ngờ chủ đề nói chuyện của Trương Bích Quân không hề nói về chuyện này. Trương Bích Quân ngồi ở trong phòng trà danh tâm. Thông qua cửa sổ bên cạnh, yên lặng nhìn mặt sông ở đằng xa xa, từ thái độ của bà rất có thể nắm bắt được nội tâm bà. Trương Bích Quân là một trong số ít những người làm cho Trương Dương cảm thấy khó nắm bắt, mặc dù Trương Dương đã quen bà rất lâu rồi, nhưng rất ít hiểu về Trương Bích Quân. Trương Bích Quân không giống với Hình Triều Huy suốt ngày vui vẻ, lúc nào bà cũng giữ thái độ bình tĩnh, không cười nói vồn vã, luôn giữ một khoảng cách nhất định với người xung quanh, rất khó có thể tiếp xúc gần gũi với người thế này. Có lẽ vì lý do tính chất công việc mà bà làm, nên ấn tượng của bà gây cho Trương Dương là rất thần bí. Hôm nay là một ngày âm u nhiều mây, nhưng Trương Đại Quan lại cười rất sáng lạn, ở trên quan trường đã lâu, nụ cười này đã trở thành biểu trưng tiêu biểu của gương mặt hắn, còn về nụ cười đó có bao nhiêu phần trăm là thật, ngay cả hắn cũng không biết nữa. Trương Bích Dung mỉm cười nói, ngồi xuống đi. Trương Dương ngồi xuống đối diện với Trương Bích Quân, Trương Bích Quân cầm bình trà lên. Đổ trà Thiết Quan Âm đã pha từ trước vào cốc trà. Hai tay Trương Dương nhận lấy tách trà của Trương Bích Quân, cảm ơn. Trương Bích Quân nói, cậu đến muộn rồi, đã muộn mất 3 phút so với giờ hẹn. Trương Dương nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ 3 phút, hắn cười nói, tôi làm việc trong cơ quan lâu, không biết tính tình đã trở nên lười biếng từ bao giờ rồi. Trương Bích Quân nói, tôi luôn cảm thấy quan trường không thích hợp với cậu, người trẻ tuổi nên tìm một cái nghề giàu tính thách thức hơn. Trương Dương cười nói, công việc của bà đúng là có tính thách thức, nhưng lại quá mạo hiểm, trong số những người tôi quen, gần như chẳng có ai có kết cục tốt cả. Trương Bích Quân nói đến mạo hiểm, thì mạo hiểm trên quan trường mới là lớn nhất. Trương Dương uống một ngụm trà rồi nói, Trương Cục lần này tìm tôi có việc gì? Trương Bích Dung nói, theo điều tra của chúng tôi, trong thời gian nhậm chức, Hình Triều Huy có tham gia vào một vài hành động bí mật nhằm giải cứu Tần Manh Manh, mà khi hành động lần này xảy ra, cậu vẫn thuộc vào tứ cục quốc an, việc này có liên quan gì đến cậu không? Trương Dương nhìn vào mắt của Trương Bích Dung, thái độ của hắn rất điềm tĩnh, không có quan hệ gì với tôi cả. Tên này có khả năng nhìn vào mắt người khác và nói dối. Trương Bích Quân nói chậm chậm, quốc an là một bộ phận rất chú trọng vào chế độ, với bất cứ chuyện nhỏ gì đều có ghi chép lại cẩn thận, cậu đã từng cung cấp cho quốc an vài mẫu máu, để bộ phận nghiên cứu của quốc an điều tra. Trương Dương bắt đầu hiểu ra. Thân phận của Tần Hoan bị tiết lộ lần này rất có khả năng liên quan đến nội bộ quốc an. Trương Bích Quân nói, Tần Hoan là con trai nuôi của cậu luôn giúp mẹ con Tần Manh Manh,
vì họ mà cậu cũng không tiếc chống lại Tần gia, về sau sẽ gặp phải sự báo thù của Tần gia. Trương Dương nói, Trương Cục, bà nói nhiều như vậy muốn chứng minh điều gì vậy? Trương Bích Quân nói, hành động giải cứu Tần Manh Manh, bên Quốc An chúng tôi chỉ là phối hợp giúp đỡ thôi, người hành động thật sự còn một người khác, người đó rốt cuộc có phải là cậu không? Trương Dương cười ha ha nói, Trương Cục, người như bà thật là kỳ lạ, Quốc An xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải kéo tôi vào, nếu có thời gian sao không đi nghĩ về nội bộ của mọi người ấy, giờ đây hai người đặc công của Thất Cục còn ở trong bệnh viện, tại sao các người không đi điều tra? Hình Chiều Huy rốt cuộc là trung thần hay là gian thần? Các người điều tra lâu như vậy rồi, đã có kết quả chưa? Tại sao cứ đổ công đổ sức lên những việc nhỏ con này, mà còn nghĩ cách để liên hệ mọi việc lên đầu tôi nữa? Với cấp bậc và kinh nghiệm của bà, vốn không nên hiếu kỳ như vậy. Trương Bích Quân nói, tôi không hề hiếu kỳ với cậu, nhưng tôi rất hiếu kỳ với sự việc của Tần Manh Manh. Trương Dương nói đầy khích bác, việc này cũng liên quan đến sự an toàn của quốc gia à? Trương Bích Quân không ngờ thật sự gật đầu. Trương Dương nói, Trương Cục, tôi biết nguyên tắc của mọi người nói rằng lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, với tiền đề như vậy, mọi người có thể hy sinh bất cứ điều gai, nhưng tôi thì không giống thế, những việc tôi phải chú tâm quá nhiều, tôi phải để ý đến người thân, đến bạn bè, đến cuộc sống của bản thân tôi, với người không giống nhau, cách yêu nước và con đường thể hiện sự yêu nước của mình không giống nhau, mọi người hy sinh việc nhỏ để làm việc lớn, còn tôi thì muốn cân bằng cả hai bên. Trương Bích Quân điềm đạm cười nói, rất nhiều lúc, con người phải đối diện với rất nhiều sự lựa chọn, chẳng ai có thể tháo chạy được. Trương Dương nói, mỗi người đều có quyền chọn lựa cuộc sống mà mình mong muốn, tôi cho rằng đại đa số người đều hướng về tự do, thiên tính của con người luôn là không thích người khác trói buộc. Hắn hơi nhướng người ra đằng trước, bà có tin gì của Tần Manh Manh sao? Trương Bích Quân nói đầy ngụ ý, câu này phải để tôi hỏi mới đúng. Trương Dương nói, tôi không có tin gì của cô ấy cả. Trương Bích Quân nói, tôi nghe nói giờ Tần Hoan đang ở cùng với cậu. Trương Đại Quan đột nhiên trở nên cảnh giác, Trương Bích Quân cảm thấy điểm này, mỉm cười nói, cậu yên tâm, tôi chẳng có mục đích gì với thằng bé đó cả, tôi cũng chẳng hứng thú gì với tung tích của Tần Manh Manh. Trương Dương nói, xem ra bà rất hiểu về chuyện này. Trương Bích Quân nói, sự việc trên thế gian này luôn kỳ lạ như vậy đấy, rõ ràng là chẳng có liên quan gì đến cậu, nhưng lại biết rất nhiều, càng là người ở trong cuộc thì càng nhìn không thấu đáo. Bà đang nói tôi đấy à? Trương Bích Quân nói, cậu có biết tại sao Hà Trường An lại dẫn Tần Hoan quay về không? Trương Dương nhìn Trương Bích Quân, phát hiện ra bà ấy thật sự không gì là không thể làm được, hiểu rõ động tĩnh của Hà Trường An như lòng bàn tay, điều này không thể không làm Trương Dương cảnh giác, thậm chí hắn còn nghi ngờ rằng Trương Bích Quân đã tìm được tung tích của Tần Manh Manh, Trương Dương lắc lắc đầu. Trương Bích Quân nói, Hà Trường An muốn đánh bài ngửa với Tần gia rồi, Tần gia có sức ảnh hưởng khá lớn trong giới quân đội, Hà Trường An muốn để Tần gia khuất phục không hề dễ, vì vậy ông ta phải huy động tất cả những người có quyền lực để đứng ra bảo vệ công lý. Trương Dương cũng nghĩ đến điểm này, có điều không hề rõ về cách làm cụ thể của Hà Trường An. Trương Bích Quân nói, quan hệ giữa Hà Trường An và Phó Thủ tướng Văn rất tốt, vốn dĩ Văn gia có thể ra mặt giúp ông ta, nhưng vì quan hệ của Văn Hạo Nam và Tần Manh Manh, làm cho quan hệ hiện tại của hai nhà hơi gượng, vì vậy Hà Trường An chỉ có thể lựa chọn người khác. Trương Bích Quân uống một ngụm trà, rồi nhẹ nhàng nói, ông ta đã đến tìm Kiều Lão. Việc này Trương Dương chưa hề nghe Kiều Lão nhắc đến, hắn thấp giọng nói, Kiều Lão. Trương Bích Quân gật đầu nói, khi cậu và Tần gia xảy ra xung đột, cũng chính là Kiều Lão đã giúp cậu giải quyết, với tính khí của Kiều Lão vốn không muốn hỏi quá nhiều về vấn đề này, nhưng Hà Trường An không biết đã làm cách gì thuyết phục được Kiều Lão. Kiều Lão đã đồng ý ra mặt giúp ông ta. Nghe Trương Bích Quân nói vậy, Trương Dương liền trở nên yên tâm, với quyền uy của Kiều Lão, chỉ cần y nói chuyện, Tần Hồng Giang nhất định không dám tiếp tục truy cứu nữa. Trương Bích Quân nói, tôi nghĩ Hà Trường An có lẽ sẽ không nói với cậu những điều này. Trương Dương nói, mỗi người đều có những bí mật của mình, chẳng phải sao. Trương Bích Quân thở dài một tiếng rồi nói, cậu không bao giờ hiểu được sự tàn khốc của việc tranh đấu cấp cao đâu. Trương Dương nhìn bà hơi kỳ lạ, không biết Trương Bích Quân tại sao đột nhiên lại có những lời cảm khái thế này, hắn cười nói, tôi chỉ là một cán bộ cấp sở nhỏ bé, tranh đấu cấp cao còn cách xa tôi cả nghìn dặm. Trương Bích Quân nói, mặc dù như vậy, nhưng mỗi lần có chuyện gì xảy ra, đều không thiếu được mặt cậu. Trương Dương liền cười. Trương Bích Quân nói, sự việc của Thất Cục có chấn động rất lớn trong nội bộ tổ chức của chúng ta,
cấp trên đã coi như đây là một vụ án trọng điểm. Trương Dương gật đầu, Ngũ Đắc Trị và Đồng Tú Tú bị người ta hạ bẫy, hai người suýt nữa thì mất mạng, sự việc này quả thật rất nghiêm trọng, hắn thấp giọng nói có manh mối gì không? Trương Bích Quân lắc đầu nói, đến hiện tại chỉ biết rằng người đặt bom đó là một đặc công trước kia trong tổ chức của chúng tôi, tổ chức cho rằng anh ta đã chết, nhưng không thể ngờ anh ta vẫn sống ở trên thế gian này, và còn trở thành kẻ địch của tổ chức. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1171, chia sẻ 2. Trương Dương nói, sự việc này có lẽ không phải là ngẫu nhiên đúng không? Là một cái bẫy, có thể đoán định như vậy, từ lúc Hoàng Quân phạm tội bị bắt và bị giết, mục đích thật sự chính là để dụ Đồng Tú Tú vào trong. Trương Dương nói một cách không hiểu, cô ấy chỉ là một đặc công bình thường, tại sao phải đối phó với cô ấy chứ? Trương Bích Quân nói, đối phương không chỉ nhắm vào cô ấy, thời gian này chúng tôi đang điều tra, nghi ngờ nội bộ tổ chức có vấn đề, ngoài sự việc lần này, có lẽ rất nhiều chỗ trên khắp thế giới của chúng tôi cũng xảy ra vấn đề. Trương Dương nói, đã tìm được nhân vật tình nghi chưa? Trương Bích Quân lắc đầu. Mọi người đang điều tra Hình Triều Huy, có phải nghi ngờ anh ấy không? Trương Bích Quân cười nói, mỗi người đều phải bị điều tra, tôi cũng vậy thôi, trước khi tìm được sát thủ thật sự, có quyền nghi ngờ tất cả mọi người. Chủ đề nói của bà cuối cùng cũng không vòng quanh vấn đề này nữa, bà thấp giọng nói, với sự việc của Duệ Dung, tôi dự định buông tay rồi. Với Trương Dương, đây là một tin tốt lành, hắn cười nói, buông tay thế nào? Trương Bích Quân nói, nó đã lựa chọn Thường Lăng Phong, thì tôi muốn tôn trọng ý kiến của nó. Bà dừng một lúc rồi lại nói, Thường Lăng Phong là một người đàn ông khá được, Duệ Dung có thể tìm được anh ta là một thứ hạnh phúc. Trương Dương cười, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ cho Thường Lăng Phong và Trương Duệ Dung, những trở ngại cuối cùng giữa họ đã được gột sạch, người yêu nhau đến được với nhau là kết quả mà Trương Dương rất muốn thấy. Trần Thiệu Bân lần này về Đông Giang, mục đích chủ yếu của gã là lợi dụng người mình quen biết để tìm tiền, sau khi đến Đông Giang, cơ bản đều bận việc gặp gỡ cho công việc. Và không quan tâm đến những người bạn cũ này, đến tận trước khi gã quay về Thượng Hải một ngày, mới gọi Trương Dương, Đinh Triệu Dũng, Lương Thành Long cùng đến Vọng Giang lầu của Viên Ba để tập trung, Lương Thành Long dẫn cả Lâm Thanh Hồng đi, Trần Thiệu Bân còn mời cả Thường Hải Tâm đi. Thường Hải Tâm vốn không muốn đi, lúc đầu Trần Thiệu Bân đã từng theo đuổi cô sợ Trần Thiệu Bân lại tiếp tục theo đuổi cô như trước kia, nhưng Trần Thiệu Bân gọi liền mấy cuộc điện thoại, hơn nữa, Trương Dương cũng cùng đi, đương nhiên không phải sợ gã. Vì vậy Thường Hải Tâm đã cùng Trương Dương qua đó. Trần Thiệu Bân thấy Thường Hải Tâm đến được, đương nhiên là rất vui mừng, cười mời cô vào trong phòng và nói, Hải Tâm, cô có thể đến được thật là tốt quá, mấy người bạn chúng ta lâu lắm rồi không gặp nhau. Trương Dương và Thường Hải Tâm là hai người đến muộn nhất, những người khác đều đã đợi trong phòng cả rồi, nghe Trần Thiệu Bân nói như vậy, Đinh Triệu Dũng liền trách mắng, anh còn nói được vậy cơ à, anh đến Đông Giang lâu như vậy rồi. Mà cũng có gặp được đâu, chẳng thèm liên lạc với mấy anh em chúng tôi nữa. Trần Thiệu Bân cười nói, chẳng phải là do tôi bận việc làm ăn sao. Tối nay tôi mời nhé, đừng ai dành trả tiền với tôi dùng thành ý để hóa giải sự oán hận trong lòng anh em. Lương Thành Long cười nói, thôi đi, anh càng ngày càng giống một thằng lừa trong giang hồ rồi đấy, ai mà có thành ý gì. Trần Thiệu Bân trừng mắt với Lương Thành Long, anh thích nức một chút đi có được không? Tôi từ Thượng Hải xa vôi về đây đâu có phải là để anh nói đều tôi chứ? Lương Thành Long nói, chẳng phải là do tôi nhớ anh còn gì, lâu lắm rồi không gặp, chẳng ai nghe tôi nói nên tôi buồn lắm. Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Trần Thiệu Bân đấm một nhát lên vai gã rồi nói, mẹ kiếp, đúng là ức hiếp người quá mà. Viên Ba cười nói, ngồi xuống nói chuyện đi, ngồi xuống đi. Sau khi uống mấy cốc rượu, chủ đề nói chuyện của đám người này bắt đầu nói đến việc làm ăn, đây cũng là điều khó trách, ngoài Trương Dương và Thường Hải Tâm, tất cả đều là người làm ăn cả. Lương Thành Long nói, Thiệu Bân, tôi nghe nói gần đây anh làm ăn khá lắm, gần đây còn hợp tác với cả phú ông Hồng Kông là ông Lương Vu nữa. Nhắc đến chuyện này, mặt Trần Thiệu Bân tỏ ra đắc ý, gã cười nói, anh cũng nghe thấy rồi cơ à. Tin tức thật là nhanh nhạy. Lương Thành Long uống một cốc rượu với gã rồi nói, Đông Giang cũng chỉ có từng ấy không gian thôi, có chút tin tức gì ai mà không biết chứ. Trần Thiệu Bân cười nói, tin đồn cũng chỉ là tin đồn thôi. Lương Thành Long bỏ cốc rượu xuống rồi nói, thật là chẳng ra sao, bạn bè nhiều năm như vậy rồi, mà tiểu tử nhà cậu còn làm trò này với tôi à, Chu Thế Kiệt có phải đã cùng anh đầu tư 2 triệu rồi không?
Mai Nghi Quân có phải đã đầu tư vào 1 triệu không? Còn cả, Trần Thiệu Bân vội vàng làm động tác stop, rồi nói, dừng lại đi, này có phải kiếp trước anh là đặc vụ không? Việc gì của tôi anh cũng biết à? Muốn người khác không biết thì tốt nhất là mình đừng làm, tiểu tử nhà anh giờ đây phát tài rồi, có cơ hội phát tài, mà cũng không suy nghĩ đến đám bạn chúng tôi nữa, giờ đây lỗ mũi chổng lên trời xem thường người khác rồi. Đinh Triệu Dũng nói theo, tôi đã nhận ra tiểu tử này là loại người đó từ lâu rồi, chuốc rượu đi. Viên Ba ngay lập tức hưởng ứng. Trần Thiệu Bân giơ tay xin tha nói, các vị, đừng như vậy, chính vì các vị là bạn tôi nên tôi mới không tính các vị vào. Mấy người đều nhìn sang Trần Thiệu Bân. Trần Thiệu Bân nói, đầu tư có mạo hiểm, tôi thừa nhận hiện tại tôi và ông Lương Vũ có tiếp xúc với nhau, giờ đây ông ấy đã mua một mảnh đất ở Hồng Kông, muốn dùng nó để vận hành tư bản. Lương Thành Long nói, ngành bất động sản ở Hồng Kông là lời to lắm, tiểu tử nhà anh có hiểu về bất động sản không? Trần Thiệu Bân nói, tôi không hiểu, tôi còn chưa xây được cái nhà nào, làm sao mà hiểu về bất động sản được, tôi cũng chẳng giấu gì mọi người, ông Lương Vũ cũng chẳng phải là người làm thuần chất về bất động sản, mảnh đất này chỉ là một thủ đoạn để ông ta tập hợp tiền thôi, mục đích thật sự của ông ta là vận hành tư bản. Đại đa số những người ở đó đều là người làm ăn buôn bán. Rất hứng thú với việc kiếm tiền, nghe Trần Thiệu Bân nói đến chỗ quan trọng, ai nấy đều tập trung tinh thần nghe gã nói. Trương Dương lắc đầu ngán ngẩm, cũng cụng ly với Thường Hải Tâm nói nhỏ, sao em thấy anh ta ngày càng giống lừa đảo vậy? Trương Đại Quan cười hì hì, hắn cũng cho rằng như vậy. Nhưng đại đa số mọi người đều chăm chú lắng nghe. Trần Thiệu Bân nói đến đoạn đắc ý, có thể tôi nói quá dối rắm, nói trắng ra, thì ông Lương Vũ chính là một người chơi tiền. Cái gì gọi là chơi tiền, có nghĩa là cái gì có lãi thì lao vào cái đó. Dù là một hòn đá, chỉ cần nó có lợi nhuận, nhất định ông ta cũng thổi phồng lợi nhuận của nó. Nhưng muốn làm vậy thì phải có nguồn lực kinh tế thật mạnh. Lần này nhân dịp năm 97 Hồng Kông quy hồi, ông Lương Vũ muốn đánh một ván cờ rất lớn. Viên Ba nói, ông ta làm như vậy hình như đang làm tổn hại đến lợi ích của Hồng Kông. Nói cho đúng là thuộc về một hành vi đi ngược lại với thương nghiệp, thủ đoạn rất không bình thường. Không khác gì với việc đẩy giá vật phẩm lên vậy. Trần Thiệu Bân nói, đây chỉ là một hành vi thương mại bình thường thôi, trên thế giới chẳng thiếu những tiền lệ thế này, rất nhiều lĩnh vực như vàng, bạc, vật tư, tiền tệ, gần như mỗi quốc gia đều đã từng xuất hiện, hơn nữa không ít người đã phát tài thông qua cách này. Đinh Triệu Dũng nói, mạo hiểm quá lớn, tôi không dám chơi trò này. Rồi gã tự cười mình và nói, thật ra dù là tôi muốn chơi cũng không có thứ thực lực đó. Lương Thành Long thì lại nói, con cá sấu tiền tệ Soros chẳng phải là cao thủ về mặt này hay sao? Có ai thảo phạt ông ta từ góc độ đạo đức đâu cơ chứ? Làm việc gì đều phải làm cho tốt, chỉ cần anh trở thành vua, thì người khác sẽ ngước đầu nhìn anh. Hồng Kông quay về là một cơ hội khó gặp, cơ hội này đặt ra trước mắt, nó công bằng đối với tất cả mọi người, anh đi làm, thì anh nắm được cơ hội, anh không làm, thì người khác cũng làm thôi, chẳng có gì gọi là đi ngược lại với thương mại cả. Cái gì là nâng cao vật giá chứ? Tôi không cho rằng như vậy. Theo rất nhiều hiện tượng, chính phủ của chúng ta đã chuẩn bị việc đón tiếp với hình thế tiền tệ nghiêm trọng rồi, cũng có nghĩa là chính phủ đã chuẩn bị nguồn lực đầy đủ để đảm bảo sự ổn định của chính trị. Tiền tệ sau khi Hồng Kông trở lại. Nói một cách khác, thị trường tiền tệ xuất hiện đợt sóng trong thời gian ngắn là điều khó tránh. Lâm Thanh Hồng nhắc nhở Lương Thành Long, trong tay anh còn nhiều công trình thế này, hiện tại chúng ta rất khó khăn về tài chính. Làm gì có sức lực dư thừa mà đầu tư vào việc này chứ? Lương Thành Long nói, anh chỉ là nói chuyện thôi, đâu có nói là sẽ gia nhập chứ? Trần Thiệu Bân nói, việc này thật sự rất mạo hiểm, vì vậy tôi không gọi mấy anh em làm cùng. Trương Dương nói, coi như tiểu tử nhà anh thông minh đấy, sự việc này chỉ là làm tổn hại đến lợi ích quốc gia, Hồng Kông quay về là việc lớn thế này, cả nước mừng vui, toàn dân đồng lòng nhất trí, cố gắng để Hồng Kông quay về trong bình ổn, còn anh thì hay rồi. Chuẩn bị cơ hội để phát tài lớn. Trần Thiệu Bân cười nói, Trương Dương à, tiểu tử nhà anh đừng có nói oan cho tôi chỉ là một cổ đông nhỏ, người khác làm to, tôi chỉ đi theo ăn chút lộc thôi. Trương Dương nói, đừng trách tôi nhắc nhở anh trước, cẩn thận lộc thì chưa ăn được, mà gặp phải ngọn sóng lớn xô anh lên bờ đấy. Trần Thiệu Bân nói một câu, mẹ kiếp, anh chủ úm tôi đấy à? Đại cát đại lợi, chúng ta là bạn có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Mẹ kiếp sao anh lại mong tôi đen đuổi à? Mọi người cùng cười, Trần Thiệu Bân nhấc cốc trà lên nói, nào, tôi và anh cùng cạn 3 ly. Trần Thiệu Bân mặc dù nói thì mạnh miệng,
nhưng dù thế nào gã cũng không dám thì uống rượu với Trương Dương, đừng nói là gã, dù là tất cả mọi người ở đây gộp vào cũng không phải là đối thủ của Trương Dương. Lương Thành Long nói, Thiệu Bân, tôi nghe nói ông Lương Vũ và Kiều Bằng Cử rất thân nhau, việc này có liên quan gì đến Kiều Bằng Cử không? Trần Thiệu Bân nói, tôi thật sự không biết, Kiều Bằng Cử và ông Lương Vũ liên thủ ở Nam Hải không sai, việc này mọi người đều biết cả. Nhắc đến việc này, Lương Thành Long cảm thấy hơi hối hận, gã thở dài nói, lúc đầu khi Kiều Bằng Cử đến Nam Hải, anh ta còn gọi theo tôi, nhưng tôi không thể bỏ sự nghiệp bên Bình Hải, sự thực đã chứng minh, con mắt nhìn đời của tôi quá hạn hẹp, trong thời gian ngắn như vậy mà Kiều Bằng Cử đã phát tài lớn ở bên đó rồi. Lâm Thanh Hồng nói, anh an phận thủ thường một chút đi, hậu đài của người ta làm sao anh có thể so bì được, anh ta có gây ra chuyện gì lớn, thì nhất định có người ở đằng sau giúp anh ta, còn anh thì sao? Em không muốn anh mạo hiểm, nếu như anh có xảy ra việc gì, thì hai mẹ con em phải làm thế nào? Nói đến đây Lâm Thanh Hồng nhớ đến con, cô đứng dậy nói, tôi phải về đây, để con bé ở nhà một mình tôi không yên tâm. Thường Hải Tâm cũng đứng dậy nói, chị Thanh Hồng, tôi về cùng chị, để họ uống cho thoải mái. Sau khi họ đi khỏi, Lương Thành Long liền cảm khái nói, đàn ông không bao giờ nên kết hôn, có con rồi càng phiền toái hơn nữa, ý chí bị mài mòn hết rồi, giờ đây tôi đang bị hại đấy, làm việc gì cũng phải làm quy mô nhỏ. Viên Ba nói, anh đúng là có phúc không biết hưởng, nếu như không có một gia đình hạnh phúc, thì anh có kiếm nhiều tiền đến đâu cũng chẳng có ý nghĩa gì, hạnh phúc là phải chia sẻ cùng người khác. Trần Thiệu Bân thở dài đầy đồng cảm, tôi là người bất hạnh nhất ở đây rồi, đến giờ vẫn chẳng có ai cùng tôi chia sẻ hạnh phúc. Chương 1172, bóng đen vẫn tồn tại một. Ninh Triệu Dũng liền cười nói, chẳng phải có cha mẹ anh sao? Trần Thiệu Bân cười đau khổ đáp, trong mắt cha mẹ tôi chỉ là một phần tử xấu đầu cơ chuộc lợi mà thôi, chẳng thể hơn được đâu, lần này tôi về 4 ngày, thì cha tôi mắng tôi đủ 4 ngày đó, anh nói xem. Dù là ông có về hưu rồi, thì cũng không nên vì vậy mà trút hết giận lên đầu tôi chứ. Trương Dương nói, chẳng phải thế sao, anh đúng là một phần tử xấu đầu cơ chuộc lợi còn gì. Trần Thiệu Bân nói, may mà tôi còn những người bạn như các anh, hạnh phúc thì thôi, không chia sẻ cùng các anh nữa, vì khi các anh gặp được hạnh phúc cũng có bao giờ chia sẻ với tôi đâu. Có điều, các anh đừng buồn, đợi đến khi tôi gặp đen đủi, người đầu tiên tôi nhớ đến nhất định sẽ là các anh. Lương Thành Long nói, mẹ kiếp anh đừng tìm đến tôi, anh cút đi cho thật xa vào, tôi sợ bị đen đuổi lắm. Ninh Triệu Dũng nói, đến lúc đó tôi không biết đang ở đâu mất rồi. Viên Ba nói, tôi dù thế nào cũng không giúp anh đâu. Trương Đại Quan vẫn là người trượng nghĩa nhất, hắn vỗ vỗ vào vai Trần Thiệu Bân rồi nói, nếu anh gặp đen đuổi, hãy đến đơn vị chúng tôi cho anh làm bảo vệ. Mẹ kiếp các anh, tất cả mọi người đều không uống quá chén, khi họ đi về. Viên Ba bảo Trương Dương ở lại một mình, nói một cách rất thần bí muốn dẫn hắn đi gặp một người, Trương Dương không hề ngờ rằng, người Viên Ba dẫn hắn đi gặp là Phương Văn Nam. Phương Văn Nam ở trong khu nhà chung cư bên cạnh Vọng Giang lâu, vì vẫn chưa hết hạn tù, nên vẫn chưa được tự do thật sự, lần này có thể đến Đông Giang cũng là vì xin phép đi khám bệnh, đợi đến Tết năm sau gã mới hết hạn, và có được tự do thật sự. Gặp Phương Văn Nam một lần nữa, Trương Dương cảm thấy rõ ràng gã đã già đi rất nhiều. Nỗi đau mất con vào tuổi trung niên và cuộc sống nhà tù đã làm cho Phương Văn Nam già đi nhanh chóng, trên mặt gã không còn tìm thấy nét tươi tắn như những ngày trước nữa, tóc bạc hoa râm, mắt sưng lên, sống lưng vốn thẳng giờ cũng còng còng xuống. Có điều thứ duy nhất không thay đổi là ánh mắt kiên nghị của gã, có thể nói rằng, ánh mắt ấy qua những năm tháng tôi rèn, ngày càng trở nên kiên định. Gặp Phương Văn Nam, Trương Dương nhanh chóng bước đến, rồi giơ tay về phía Phương Văn Nam nắm lấy tay Trương Dương, lắc mạnh. Rồi thấp giọng nói, tôi còn tưởng chủ nhiệm Trương không nhận ra tôi nữa kìa. Trương Dương cười nói, tôi không bao giờ quên bất cứ một người bạn nào của mình. Chữ, bạn, làm cho nội tâm lạnh lẽo của Phương Văn Nam chợt ấm lên, gã gọi Trương Dương và Viên Ba ngồi xuống. Viên Ba nói, Văn Nam lần này đến Đông Giang là để khám bệnh. Phương Văn Nam nói, tôi bị bệnh thận mãn tính, theo lời bác sĩ nói, có lẽ phải thay thận. Trương Dương nhận ra Phương Văn Nam không hề nói dối từ sắc mặt của gã, hắn ngụ ý bảo Phương Văn Nam đặt tay lên bàn trà, rồi bắt mạch cho Phương Văn Nam, ngón tay hắn đặt nhẹ lên tay Phương Văn Nam và nói, vẫn chưa đến mức độ đó chứ. Phương Văn Nam rút tay về rồi nói, tôi cảm thấy vẫn khỏe, từ lúc rời khỏi nhà tù, trạng thái tinh thần của tôi tốt hơn rất nhiều, có lẽ là do bác sĩ nói quá,
giờ đây bệnh viện đều thích nói quá về tình hình bệnh của bệnh nhân. Trương Dương cười rồi nói, ngoài việc chữa bệnh còn việc gì khác không? Phương Văn Nam nói, tập đoàn Thịnh Thế giờ đây đã loạn cào cào rồi, trình độ quản lý của Văn Đông quá kém, sau khi tôi ra tù, tôi sẽ chỉnh đốn lại công ty, may mà vẫn còn một ít tiền. Viên Ba nói, Văn Nam chuẩn bị Đông Sơn nổi dậy đây. Phương Văn Nam cười khổ hạnh nói, đừng nói gì mà Đông Sơn nổi dậy, tôi đã từng này tuổi rồi, hơn nữa nói những lời đó chỉ để cho người khác cười mình mà thôi, tôi muốn nhân lúc mình còn sống, làm chút việc gì đó, kiếm tiền chỉ là một trong số những mục tiêu của tôi muốn làm chút việc tốt, để bù đắp lại những lỗi lầm trong quá khứ của mình. Trương Dương nói, anh đã nghĩ là sẽ làm gì chưa? Phương Văn Nam nói, vẫn làm về bên kiến trúc thôi, tập đoàn Thân Hải đã đầu tư xây xưởng. Phó chủ tịch của họ là Triệu Phó Tường trước kia từng đảm nhận trợ lý của tôi, chủ động để tôi làm hạng mục này. Trương Dương nghĩ đến Triệu Phó Tường, trước kia hắn đã từng gặp Triệu Phó Tường một lần ở hội nghị thương vị phòng chiêu thương, Triệu Phó Tường là bạn học của Thiệu An Khang, lúc đó Triệu Phó Tường đã nhắc đến Phương Văn Nam, không ngờ người này rất trọng tình nghĩa, cần phải biết, Phương Văn Nam giờ đây là lúc khó khăn nhất, cũng là lúc cần người khác giúp đỡ nhất, Triệu Phó Tường cho gã công trình này, là sự cứu giúp kịp thời. Trương Dương vì vậy rất cảm kích với Triệu Phó Tường. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Phương, về sau gặp phải bất cứ chuyện gì, cứ tìm đến tôi, chỉ cần là việc tôi có thể giúp, tôi nhất định sẽ giúp hết sức. Phương Văn Nam cảm khái nói, trải qua nhiều việc thế này, làm tôi đã nhìn thấu rất nhiều người nhiều việc, cũng may, tôi đã quen được với những người bạn như mọi người. Rời khỏi chỗ ở của Phương Văn Nam, Viên Ba đưa Trương Dương về vườn hoa hồng, trên đường hai người đã im lặng một thời gian rất lâu. Khi gần đến vườn hoa hồng, Viên Ba mới nói, Văn Nam giờ khó khăn lắm, đã trải qua nhiều việc như vậy, gần như anh ta đã không còn gì nữa, nếu như chúng ta không giúp, thì anh ta chẳng còn đường sống nữa rồi. Trương Dương nói, anh ta không gục ngã đâu, mặc dù thời gian tôi tiếp xúc với anh ấy không dài bằng anh, nhưng tôi biết anh ta là một người rất kiên cường cứng rắn, anh có để ý đến ánh mắt của anh ta không, anh ta không cam tâm cuộc đời của mình thất bại như vậy, anh ta nhất định sẽ cố gắng hết sức để đứng dậy. Viên Ba nói, tấm lòng thì con, nhưng cơ thể của anh ta đã không thể giữ nổi tấm lòng đó nữa. Trương Dương mỉm cười nói, cơ thể không thành vấn đề, anh ta đã trải qua nhiều vất vả, chịu nhiều đắc tội như vậy, ông trời sẽ không mãi mãi để anh ta đen đủi bất hạnh đâu. Viên Ba nói, còn nhớ Tô Tiểu Hồng không? Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên vẫn còn nhớ. Viên Ba nói, mặc dù Văn Nam đã tiếp nhận công trình của tập đoàn Thân Hải, nhưng anh ta vẫn tồn tại lỗ hổng lớn về tài chính. Tôi vốn chuẩn bị giúp anh ấy, nhưng Tô Tiểu Hồng đã tìm đến tôi, cô ấy đưa cho tôi 5 triệu. Trương Dương không cảm thấy bất ngờ vì điều đó, Tô Tiểu Hồng là một con người rất trượng nghĩa, giữa cô ấy và Phương Văn Nam dù sao cũng đã từng có tình cảm. Viên Ba nói, giờ đây tôi đã tin tưởng giữa người với người vẫn còn tình cảm chân thành. Trương Dương cười, hắn biết rằng giờ đây Tô Tiểu Hồng giúp Phương Văn Nam chỉ là vì cô nhớ đến tình xưa nghĩa cũ. Chứ không phải có nghĩa là cô vẫn chưa dứt tình với Phương Văn Nam, theo sự quan sát của Trương Dương, Tô Tiểu Hồng và Đỗ Thiên Giã có lẽ có tình cảm với nhau, có điều hai người giờ đây khống chế rất tốt. Trương Dương nhắc nhở Viên Ba, việc này đừng để Phương Văn Nam biết, anh ta có lòng tự tôn rất mạnh mẽ, nếu như anh ta biết được Tô Tiểu Hồng đưa tiền, nhất định sẽ không chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy. Viên Ba gật đầu nói, tôi hiểu. Trương Dương về đến biệt thự, mẹ và Tần Hoan đã ngủ rồi. Trung Trường Thắng ngồi ở bên ngoài phòng Tần Hoan đọc sách, nghe thấy động tĩnh, gã đứng dậy một cách cảnh giác, thấy Trương Dương bước lên lầu, liền cười nói, chủ nhiệm Trương, anh về muộn vậy à? Trương Dương cũng cười với gã, bước vào phòng nhìn Tần Hoan, giúp cậu bé đắp chăn lên, sau đó quay trở ra. Trung Trường Thắng nói, tối nay Hà Tiên Sinh đã gọi điện thoại đến, hỏi về tình hình của Tần Hoan, ông ấy sẽ về đến Đông Giang vào chiều mai. Trương Dương gật đầu. Xem ra Hà Trường An lần này đến kinh thành khá thuận lợi, có lẽ đã có được kết quả mong muốn. Từ góc độ của một người đứng ngoài, Tần Hồng Giang có lẽ sẽ không làm khó cháu của mình, thân phận của Tần Hoan rất mẫn cảm, trong mắt mọi người, Tần Hoan là cháu ngoại của y, nhưng trên thực tế, lại là cháu họ gần của y, Tần Chấn Đông đã chết, Tần gia để giữ thể diện, nhất định phải nghĩ mọi cách để bưng bít những tin xấu này, Hà Trường An chỉ cần nắm vào điểm này, là có thể ép Tần gia nhượng bộ. Trương Dương chỉ là không ngờ rằng Kiều Lão sẽ ra mặt vì Tần Hoan, hắn đột nhiên nghĩ đến, đây có phải có nghĩa là Hà Trường An từ đây đã chủ động dựa vào Kiều Lão, việc này liệu có ảnh hưởng đến quan hệ tốt của Kiều Lão và Văn gia hay không? Trương Dương nói với Trung Trường Thắng, mấy ngày nay vất vả cho anh rồi.
Trung Trường Thắng cười nói, thật ra làm bảo tiêu là công việc chính của tôi, hơn nữa Tần Hoan thông minh lanh lợi, tôi rất thích. Trương Dương nói, mấy ngày trước gặp Bí Thư Kiều, ông ấy còn nhắc đến anh đấy, bảo tôi nói với anh, có thời gian thì đến nhà ông ấy chơi. Trung Trường Thắng mím môi, rồi rất cảm kích nói, trước kia tôi đã làm rất nhiều việc sai lầm, không còn mặt mũi nào đến gặp họ nữa. Trương Dương cười nói, mọi việc đều đã qua rồi, chúng ta bỏ qua đi thôi, anh có gì mà phải suy nghĩ về vấn đề này. Trung Trường Thắng nói, xem duyên phận thôi, về sau có cơ hội, tôi hy vọng có thể gặp được Kiều Lão, để nói lời xin lỗi với ông ấy. Trương Dương cười gật đầu, hắn đột nhiên nhớ đến một việc, Trung Trường Thắng vốn đều ở một mình, chưa từng nghe gã nói về gia đình mình, thế là hắn hỏi anh Trung, anh đã kết hôn chưa? Trung Trường Thắng nói, ly hôn rồi, đã là việc của hơn 10 năm trước, từ đó về sau, tôi liền sống một mình, tính chất công việc của tôi cũng không thích hợp kết hôn, vì vậy nên đã thành người độc thân. Trương Dương cười ha ha nói, nếu có ai thích hợp tôi sẽ giới thiệu với anh. Trung Trường Thắng lắc đầu nói, đừng, cứ để tự duyên phận đi. Chủ tịch tập đoàn Kiến Cơ Từ Kiến Cơ lần này đến Đông Giang, để ký hợp đồng đầu tư, sau khi y biểu thị muốn xây dựng khu thương mại tổng hợp quy mô lớn ở khu đô thị mới, Bí thư Đảng Công ủy khu đô thị mới Tần Thanh đã kịp thời tiến hành thông báo với thành phố, Bí thư Thị ủy Lương Thiên Chính ngay lúc đó đã nói rằng, cố gắng hết sức để cho tập đoàn Kiến Cơ những điều kiện ưu đãi nhất, giá cả nhượng đất làm cho Từ Kiến Cơ rất động lòng. Vì vậy sau khi gã nhận được báo giá chính thức của chính phủ Đông Giang, ngay lập tức đã quyết định ký hợp đồng. Để chào đón Từ Kiến Cơ, lần này bên Đông Giang cũng tổ chức rất long trọng, không những có Tần Thanh và Trương Dương đến đón, còn có của Phó Thị trưởng Thường vụ Tùy Quốc Minh cũng cùng đến. Mặc dù Từ Kiến Cơ có bối cảnh rất sâu, nhưng bản thân gã là một người làn ăn bình thường, có thể được sự tiếp đón thế này từ phía Đông Giang, đã được coi như rất nể mặt gã rồi. Từ Kiến Cơ ngoài dẫn theo ba người quản lý cấp cao của công ty, còn dẫn cả nữ minh tinh Lâm Dĩnh. Bước lên chiếc xe chính phủ Đông Giang sắp xếp, Từ Kiến Cơ đầu tiên biểu thị lời cảm ơn đến Phó Thị trưởng Thường vụ Tùy Quốc Minh. Mặc dù đây không phải là nhiệm vụ chính trị gì, nhưng gã có xuất thân gia đình quan gia, nên rất linh hoạt về vấn đề chính trị. Tùy Quốc Minh đã nhắc đến ông nội của Từ Kiến Dơ, Từ Kiến Cơ đáp lại bằng một nụ cười khiêm tốn. Nhưng gã không nói tiếp chủ đề của Tùy Quốc Minh, đây là một sự từ chối lịch sự. Từ Kiến Cơ giống như đại đa số con cháu quan gia, vinh dự vì tha dế của mình, nhưng gã lại có lý tính của số ít những con cháu quan gia, gã biết rằng người khác tôn trọng gã là vì vầng sáng của tổ tiên, gã phải nắm lấy cơ hội tổ tiên cho mình, phải lợi dụng điều kiện làm người khác ngưỡng mộ này, khi người nhà vẫn còn sức ảnh hưởng, cố gắng phát triển sự nghiệp của mình. Chương 1173, bóng đen vẫn tồn tại 2. Từ Kiến Cơ rất nhiệt tình hài hòa, trên người gã không tìm thấy sự ngạo nghễ của con nhà quan gia, Chu Hưng Quốc cũng vậy, họ đều là những người thông minh thật sự, có thể nhìn nhận rõ bản thân, con cháu quan gia hầu như chỉ là công tử bột mà thôi. Những cán bộ chủ động tiếp cận như Tùy Quốc Minh Từ Kiến Cơ đã gặp rất nhiều, Tùy Quốc Minh thể hiện dường như rất thân thiết quen thuộc với ông gã vậy, nhưng có lẽ ông gã chẳng hề nhớ đến người cán bộ của Đông Giang này, thế là Tùy Quốc Minh chuyển chủ đề nói chuyện. Nói về vấn đề đầu tư vào khu đô thị mới, Tổng Giám Đốc Từ, Tập đoàn Kiến Cơ đầu tư mạnh vào khu đô thị mới Đông Giang của chúng tôi, chắc chắn sẽ mang đến cho khu đô thị mới của chúng tôi sức sống mới, rất có ích với việc nâng cao hình tượng khu đô thị mới của chúng tôi. Tôi tin rằng, dưới sự ảnh hưởng của các anh, sẽ có ngày càng nhiều những nhà đầu tư có thực lực đến đầu tư vào Đông Giang chúng tôi. Từ Kiến Cơ mỉm cười nói, tập đoàn chúng tôi lựa chọn đến phát triển ở khu đô thị mới Đông Giang. Nguyên nhân cơ bản là vì đánh giá cao sự phát triển của Đông Giang trong tương lai, môi trường ở đây đều rất tốt, tôi tin rằng dưới sự nỗ lực chung của chúng ta, khu đô thị mới Đông Giang nhất định sẽ trở thành khu đô thị đứng đầu cả nước. Từ Kiến Cơ vào ở trong phòng chiêu đãi chính phủ thành phố Đông Giang, sau khi nói hết những lời khách sáo với đám lãnh đạo tiếp đón, Từ Kiến Cơ đã về được đến phòng của mình, Trương Dương cùng gã vào trong phòng. Từ Kiến Cơ gỡ bỏ cà vạt, thở ra một hơi rồi nói. Vị thị trưởng Tùy của các anh thật là lằng nhằng quá, hỏi đi hỏi lại, từ sân bay hỏi đến mãi tận đây. Trương Dương cười nói, mỗi vị lãnh đạo đều muốn thể hiện tầm quan trọng của mình mà, ông ta làm như vậy, chẳng phải cũng thể hiện ra sự quan trọng của anh hay sao? Từ Kiến Cơ nằm thẳng trên giường rồi nói, lão Tam à, nghe nói anh chơi rất vui cùng Tiết Gia ở Ha Sa. Mặc dù họ đã kết bái, nhưng Từ Kiến Cơ vẫn quen miệng gọi Tiết Vĩ Đồng là Tiết Gia, gọi quen rồi, nên không sửa lại được ngay. Trương Dương nói, xảy ra chút mâu thuẫn với một người bản địa, không có gì.
Từ Kiến Cơ cười nói, tôi muốn đi Tây Tạng xem thế nào, Tiết gia vốn dĩ lần này muốn đến Đông Giang cùng với tôi, nhưng vì ông của cô ấy mừng thọ 80 tuổi, nên phải ở nhà chuẩn bị. Trương Dương nghe nói Tiết Vĩ Đồng không đến được, đây chẳng phải có nghĩa là hạng mục công viên chủ đề Dieter không thể ký kết hay sao? Vậy thì những lời khoác lác Chiêu Thương đứng đầu Đông Giang năm nay chẳng phải không thực hiện được hay sao? Từ Kiến Cơ thấy Trương Dương không để ý, bèn cười nói, nghĩ gì vậy? Sao lại không để ý? Trương Dương cười nói, không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ đến một chuyện thôi, đúng rồi, tập đoàn Kiến Cơ các anh dự định đầu tư bao nhiêu vào khu đô thị mới Đông Giang? Từ Kiến Cơ nói, kỳ một đầu tư 500 triệu, đại ca và tôi hợp cổ, Kiến Cơ chúng tôi đứng ra, anh ta chỉ phụ trách đầu tư. Trương Đại Quan nói, thật lợi hại, 500 triệu, nếu như đổi thành cổ phiếu thì cũng sẽ vây được mấy vòng trên đất của khu đô thị mới rồi. Từ Kiến Cơ nói, điều này tôi vẫn chưa suy nghĩ đến, tôi vốn dĩ không phải đánh giá cao khu đô thị mới Đông Giang, mà vừa vặn tiền của tôi từ Hải Nam đã về, bất động sản bên đó bị sụp đổ, may mà tôi chuyển tiền kịp thời, có người khuyên tôi nên đầu tư vào Thâm Quyến, nhân cơ hội Hồng Kông quay về làm một quả lớn, nhưng Đại Ca Chu và tôi phân tích xong và nhận định rằng, mảnh đất như Hồng Kông không thích hợp để đầu tư, vì vậy chúng tôi chú tâm vào thị trường trong nước, cũng đã khảo sát rất nhiều nơi. Cuối cùng chọn Đông Giang, có lẽ là do những lời tuyên truyền quảng cáo của tiểu tử nhà anh ở Kinh Thành đã có tác dụng. Trương Đại Quan đưa thêm một câu, tin tôi đi, không sai đâu. Từ Kiến Cơ cười hà hà. Trương Dương nói, Lâm Dĩnh đâu? Từ Kiến Cơ nói, cô ấy đi tìm bạn rồi, buổi tối sẽ đến đây. Trương Dương gật đầu, đúng là Diễm Phúc Tề Thiên, đi công tác mà còn có nữ minh tinh đi cùng. Từ Kiến Cơ thở dài nói, trời lạnh rồi, bên cạnh mà không có ai làm ấm giường sao được, chính phủ thành phố Đông Giang các anh lại không sắp xếp cho tôi chỉ có thể tự chuẩn bị rồi. Trương Đại Quan cười ha ha. Trương Dương nói, tối nay, bộ chỉ huy chúng tôi sẽ bày tiệc đón anh, thị trưởng Phương cũng sẽ đến đấy. Từ Kiến Cơ nói, long trọng quá rồi, tôi chỉ là một người đầu tư thôi. Có phải là nguyên thủ quốc gia đâu, lãnh đạo Đông Giang luân phiên đến tiếp đón tôi thật là được sủng ái quá, tam đệ à, mấy việc này chúng ta miễn đi được rồi. Trương Dương gật đầu nói, tôi biết anh sợ phiền phức, thật ra tôi cũng sợ phiền toái, vốn chỉ là ký kết hợp đồng thôi, mấy vị lãnh đạo này cứ muốn nhân cơ hội này để làm chút gì liên quan đến chính trị, chẳng còn cách nào cả, tất cả đã sắp xếp xong rồi, anh chịu một chút đi. Anh chỉ là đến cười cùng, tôi còn khổ hơn. Bị người ta cướp hết cả hào quang. Từ Kiến Cơ cười nói, được, tôi nhịn một chút vậy. Trong bữa tiệc tiếp đón của bộ chỉ huy tối hôm đó, Trương Dương không tham dự, nguyên nhân rất đơn giản, Hà Trường An từ Kinh Thành trở về, nếu như so sánh với chuyện này, thì chẳng bằng cùng Hà Trường An nói chuyện về tương lai của Tần Hoan. Càng huống hồ dù Trương Dương có đi dự tiệc, thì nhân vật chính cũng chẳng phải là hắn. Từ thái độ của Hà Trường An đã có thể nhận ra kết quả của lần đi Kinh Thành này khá mỹ mãn. Sau khi Hà Trường An quay lại Đông Giang, Từ Lập Hoa đã đến ở chỗ con gái Triệu Tĩnh, Trung Trường Thắng vẫn chưa đi, một ngày Tần Hoan vẫn còn ở Đông Giang, thì Trương Dương vẫn bảo gã không được rời Tần Hoan nửa bước, với những bảo tiêu của Hà Trường An, Trương Dương vẫn cảm thấy không tin tưởng được. Buổi tối hôm đó họ không ra ngoài ăn cơm, mà ăn ngay ở nhà, Hà Trường An cũng nhận ra Trung Trường Thắng là bảo tiêu hộ vệ sát thân ngày trước của Kiều Lão, y cảm thán Trương Dương, bên cạnh cậu đúng là không ít ngọa hổ tàng long. Trương Dương cười nói, cháu còn công việc, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc Tiểu Hoan được, vì vậy mới mời anh ấy đến để chăm sóc. Hà Trường An nói, có anh ấy phụ trách sự an toàn của Tiểu Hoan, thật sự tốt hơn nhiều so với những bảo tiêu ở bên cạnh tôi. Trương Dương nói, lần này đi Kinh Thành nói chuyện với Tần gia thế nào? Hà Trường An cười nói, ta và Tần Hồng Giang đã gặp mặt, còn về bà điên ở nhà ông ta, thì ta chẳng thèm đi lý luận với bà ta. Tần Hồng Giang cũng khá thông minh, đã nhượng bộ về vấn đề của Tiểu Hoan. Trương Dương nói, không ngờ lần này ông ta lại đáp ứng nhanh như vậy. Hà Trường An cười lạnh lùng nói, không thể không nhượng bộ, mặc dù ông ta đã từng cứu Manh Manh, nhưng nhiều năm như vậy, ông ta đã mang đến biết bao tổn thương cho Manh Manh. Trương Dương nói, có lẽ họ không cho rằng như vậy, họ đã biết thừa về thân phận của Tiểu Hoan, không thể không biết gì về những hành động cầm thú của Tần Chấn Đông được, từ trước đến nay. Tần gia đều là vì danh tiếng của họ mà bưng bít tất cả những điều này, giờ đây họ càng phải buộc cái chết của Tần Chấn Đông lên người Manh Manh. Hà Trường An nói, việc này sẽ được giải quyết rất nhanh. Trương Dương không hề biết sự giải quyết mà Hà Trường An nói đến là gì, hắn thấp giọng nói, Tần gia chưa chắc đã tâm phục,
họ chỉ là vì có áp lực từ phía Kiều lão, nên mới đồng ý giao Tiểu Hoan cho chú. Hà Trường An cảm thấy hơi kỳ lạ, y nhìn sang Trương Dương, y không hề nói với Trương Dương mình đã mời Kiều lão đứng ra thị uy với Tần gia, Trương Dương tại sao lại biết được điều này? Chẳng lẽ có người nói với hắn rồi sao? Trương Dương nói, chú không cần phải cảm thấy ngạc nhiên đâu, cháu thông qua Quốc An mới biết được việc này. Đôi lông mày của Hà Trường An trao vào, lúc đầu, Trương Dương thông qua Quốc An để cứu Tần Manh Manh vượt ngục, vì vậy, Hà Trường An đã bỏ một số tiền lớn để ủng hộ cho Quốc An, không ngờ Quốc An lại rõ ràng với nhất cử nhất động của y như vậy. Trương Dương nói, sự việc này có lẽ không đơn giản như những gì chúng ta thấy, từ trước đến nay, chú đều chú trọng đến việc ẩn giấu tung tích của Manh Manh và Tiểu Hoan, nhưng vẫn bị Tần gia phát hiện, theo những tình hình cháu nắm được, nội bộ Quốc An có lẽ đã có người tiết lộ bí mật. Họ có thể điều tra được tung tích của Tiểu Hoan, thì có khả năng căn cứ vào đầu mối này để tìm ra Manh Manh. Hà Trường An nói, Manh Manh tuyệt đối an toàn. Trương Dương nói, trên thế gian này không có gì là tuyệt đối cả, chú không hiểu biết đầy đủ về khả năng của Quốc An đâu. Giữa ta và Quốc An không hề có xung đột lợi ích nào, tại sao họ lại gây khó dễ cho ta chứ? Trương Dương nói, đây cũng là chỗ mà cháu không hiểu nổi, lúc đầu sự việc cháu giải cứu Manh Manh chỉ có một số ít người biết. Hà Trường An nói, Tần gia trong thời gian ngắn không dám gây khó dễ với ta đâu. Trương Dương biết rằng lòng tin của y đến từ Kiều lão, nhưng không biết rằng để mời Kiều lão xuất sơn, Hà Trường An rốt cuộc đã phải trả cái giá như thế nào. Liên quan đến những điều bí mật của Hà Trường An, Trương Dương không hề hỏi nhiều, điều hắn quan tâm nhất vẫn là sự an nguy của hai mẹ con Tần Manh Manh. Trương Dương nói, chú Hà, cháu cảm thấy, chú mau dẫn Tiểu Hoan rời khỏi đây đi thì tốt hơn. Hà Trường An thấp giọng nói, cháu lo lắng rằng có người bất lợi với nó ư. Lời của Trương Dương làm cho Hà Trường An đột nhiên lo lắng. Trương Dương nói, cháu luôn cảm thấy việc này chưa chắc đã do Tần gia gây ra, có phải có người muốn lợi dụng việc này để gây chuyện không? Hà Trường An nói, rất ít người biết quan hệ thật sự của chú và Manh Manh. Trương Dương nói, Quốc An biết, lúc đầu cháu đã tìm đến bộ phận kỹ thuật của Quốc An để làm giám định gen. Có lý do tin tưởng rằng hồ sơ này đã bị những người khác trong Quốc An nắm được. Hà Trường An hít vào một hơi rồi nói, tại sao họ phải đối phó với ta chứ? Trương Dương nói, chưa chắc đã là để đối phó với chú, có lẽ là muốn đối phó với Tần gia. Chú Hà, nếu như những chứng cứ này rơi vào tay một kẻ nào có dụng tâm, thì nhất định sẽ gây nên một làn sóng lớn, sự việc này sẽ mang đến tổn thương lớn cho cả Tiểu Hoan và Manh Manh. Hà Trường An cắn môi, thậm chí y không dám nghĩ đến hậu quả của việc này. Trương Dương nói, đây chỉ là những dự đoán của cháu thôi, có lẽ không đến mức độ đó. Hà Trường An nói, ngày mai chú sẽ dẫn Tiểu Hoan rời đi, rời xa khỏi nơi đầy chuyện thị phi này. Trương Dương nói, trước khi sự việc này được giải quyết, có lẽ rời đi là lựa chọn tốt nhất. Hà Trường An nói, chú tìm người giúp, gây tin giả Manh Manh đã chết, lần này về nước, còn một mục đích nữa là để thoát quan hệ, để người khác không liên hệ chuyện này với chú, cũng là để tránh Tiểu Hoan bị ảnh hưởng. Đến tận bây giờ, Hà Trường An mới nói ra kế hoạch của mình. Trương Dương nói, hy vọng chú có thể giấu được tai mắt của người khác. Xem ra Hà Trường An cũng giấu cả hắn nữa. Hà Trường An nói, Trương Dương, cháu phải giúp chú điều tra ra việc này, xem ai đang gây chuyện ở đằng sau, bỏ ra bao nhiêu tiền cũng được. Trương Dương nói, sự việc của Quốc An chưa chắc đã dễ điều tra, thật ra điều quan trọng nhất với chúng ta bây giờ là tránh cho Manh Manh và Tiểu Hoan bị tổn thương. Hà Trường An gật đầu đồng ý. Trương Dương nói, những bảo tiêu bên cạnh chú mặc dù không tồi, nhưng đều là bán mạng vì tiền cả. Chút nữa cháu sẽ nói với Trung Trường Thắng một câu, bảo anh ấy phụ trách an toàn của Tiểu Hoan thời gian gần đây. Chương 1174, thành tích nổi bật 1. Hà Trường An vui vẻ nói, được, nếu như có anh ấy bảo vệ đương nhiên là điều rất tốt rồi. Trung Trường Thắng nghe thấy Trương Dương nói muốn để gã đi theo Hà Trường An tạm thời bảo vệ sự an toàn của Tần Hoan, cũng không có kiến nghị gì, vốn dĩ gã chẳng có gì níu kéo, mặc dù Trương Dương đã tìm cho gã một công việc ở bộ chỉ huy khu đô thị mới Đông Giang, nhưng dù sao thì công việc này cũng bình ổn quá, không thể thể hiện bản lĩnh thật sự của gã. Tiếp nhận nhiệm vụ lần này, đồng nghĩa với việc tiếp nhận một sự thử thách hoàn toàn mới, còn có thể đi du lịch nước ngoài miễn phí, với Trung Trường Thắng cũng là việc tốt cả hai đường. Trương Dương có một dự cảm, về chuyện của Tần Hoan không thể nào đơn giản như vậy được, mặc dù Kiều lão đã khống chế được Tần gia, nhưng người đằng sau có lẽ không phải là Tần gia, người thật sự muốn gây chuyện là một người khác. Trong nội bộ Quốc An, người Trương Dương có thể tin tưởng đến giờ Hình Triều Huy vẫn bị Quốc An điều tra,
hắn vốn muốn liên hệ với Lệ Tiếu, nhưng đã mất đi phương thức liên lạc, Đồng Tú Tú từ sau khi bị thương, cũng tạm thời mất liên lạc với hắn. Ngũ Đắc Chí trước kia làm trong bộ phận kỹ thuật của Quốc An, từ khi gã chắc chắn rời khỏi Quốc An, hai nhân viên làm việc của Quốc An đi theo gã từng bước giờ cũng đã quay về, xem ra Quốc An cũng không hề muốn tiếp tục phí phạm tài nguyên trên người gã nữa. Làm như vậy, Ngũ Đắc Chí cảm thấy tự do hơn, cùng với việc rời đi của Đồng Tú Tú, gã đã cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Mặc dù trong sâu thẳm tâm hồn vẫn nhớ nhung Đồng Tú Tú, nhưng ít nhất không cần phải lo lắng người khác thương hại gã. Từ sau sự việc lần trước, bệnh viện đã khóa chặt cửa trên ban công tầng thượng, Ngũ Đắc Chí chỉ có thể ngắm cảnh bên ngoài từ cửa sổ phòng bệnh, thuốc trương dương bốc cho gã rất hiệu nghiệm, theo kết quả kiểm tra mới nhất của bệnh viện, Ngũ Đắc Chí đã phù hợp với điều kiện ra viện rồi. Nghe thấy tiếng bước chân của Trương Dương, Ngũ Đắc Chí nhẹ nhàng nói, anh đến rồi à? Trương Dương gật đầu nói, tôi vừa đến chỗ bác sĩ, họ nói rằng mấy ngày này anh có thể ra viện được rồi. Ngũ Đắc Chí nói, tôi dự định mai sẽ đi. Trương Dương nói, tôi đã thông qua tiến sĩ Vu Tử Lương giúp anh liên hệ với một chuyên gia chỉnh hình đẳng cấp quốc tế, ông ấy đã xem qua bệnh lý của anh, và đồng ý bỏ thời gian ra để làm phẫu thuật chỉnh hình cho anh. Tôi không quan tâm, Ngũ Đắc Chí quay người lại, chậm chậm đến bên cạnh Trương Dương, dựa vào cạnh giường rồi ngồi xuống, có điều, tôi vẫn phải cảm ơn sự giúp đỡ của anh dành cho tôi. Trương Dương cười nói, bạn bè với nhau cả, cần gì phải khách sáo vậy? Hắn nhìn một vòng quanh phòng bệnh nói, bảo tiêu của anh đều đi cả rồi. Ngũ Đắc Chí nói, tôi và Quốc An đã không còn quan hệ gì nữa rồi, họ đã cho tôi một khoản tiền nghỉ hưu, giờ đây tôi đã không thuộc về họ nữa, họ đương nhiên không cần phải phụ trách về tôi. Trương Dương nói, thế này chẳng phải tự do hơn sao? Ngũ Đắc Chí gật đầu, trên mặt gã vẫn quấn băng trắng, người khác không thể nhìn thấy thái độ của gã chỉ có thể dùng cách gật đầu hoặc lắc đầu để biểu thị thái độ của mình. Trương Dương nói, sau khi ra việc anh hãy nghỉ ngơi một thời gian đã. Ngũ Đắc Chí nói, đột nhiên tôi rất sợ yên tĩnh. Trương Dương nói, vậy thì đi làm, xưởng sửa xe của bạn tôi đang tìm một kỹ sư sửa điện đó, tôi nghĩ anh có thể đảm nhận được. Trương Dương đã liên hệ với xưởng Vạn Lý rồi, Dư Xuyên đã đồng ý để Ngũ Đắc Chí làm việc ở đó bất cứ lúc nào. Ngũ Đắc Chí nói, ai mà cần một người hoàn toàn tàn phế cơ chứ? Trương Dương nói, tôi thấy anh là tâm lý tàn phế thì đúng hơn, người khác không nói gì, mà anh đã tự coi thường bản thân rồi. Ngũ Đắc Chí nói, tôi thử xem sao. Trương Dương cười nói, đây mới là anh chứ. Hắn đưa cho Ngũ Đắc Chí một quyển sổ nhỏ. Ngũ Đắc Chí hiếu kỳ nói, cái gì đây? Anh không biết tự đi xem à? Ngũ Đắc Chí giở quyển sổ ra, thì nhìn thấy bên trên là một bộ đao pháp, Ngũ Đắc Chí cười đau khổ nói, anh đang chơi trò gì đây? Trương Đại Quan Đắc Y nói, độc tí đao đấy, đây là thứ tôi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được ra, anh đừng có coi thường, chỉ cần luyện thành được đao pháp này, thì không hề có vấn đề gì khi đối phó với những người võ lâm thông thường. Ngũ Đắc Chí nói, ý của anh là về sau tôi ra ngoài đều phải cầm theo một thanh đao theo à? Có cần thiết phải như vậy không? Gã vất quyển sổ cho Trương Dương rồi nói, không hứng thú. Trương Dương nói, đao phổ này không phải chỉ là dạy anh luyện đao pháp đâu, những thứ tuyệt diệu thật sự là bộ pháp, anh đã mất đi tay phải, tính thăng bằng của cơ thể nhất định không được bằng như trước nữa. Độc tí đao chính là nhắm vào những người như anh, rèn luyện khả năng thăng bằng của cơ thể anh chẳng phải muốn trở thành người bình thường hay sao? Vậy thì phải bỏ ra chút công sức, hơn nữa về sau anh còn phải làm phẫu thuật chỉnh hình. Cần phải gia tăng thể chất cơ thể. Trương Dương lại vất quyển sổ về cho Ngũ Đắc Chí. Lần này Ngũ Đắc Chí không từ chối, gã thở dài một hơi rồi nói, thôi ngồi không làm gì cũng chán, vậy thì tôi luyện cho vui xem. Trương Dương lúc này mới hỏi đến việc của bộ phận kỹ thuật Quốc An, Ngũ Đắc Chí mặc dù đã rời khỏi Quốc An, nhưng vẫn không muốn nhắc đến sự việc nội bộ Quốc An, vì trước kia gã đã được huấn luyện bảo mật đặc biệt, mặc dù không đồng ý nói, nhưng gã vẫn cảnh cáo Trương Dương. Bộ phận tình báo của bất kỳ quốc gia nào khi làm việc, đều có những nguyên tắc riêng của mình, họ sẽ luôn đi theo nguyên tắc đó, họ nói rằng tất cả phải nhượng bộ cho lợi ích quốc gia, vì vậy rất nhiều cách làm và hành vi của họ. Với người thường đều rất khó hiểu, Trương Dương, tôi ói cho anh một việc, cố gắng đừng gây sự chú ý của Quốc An. Lễ ký kết của Tập đoàn Kiến Cơ và Bộ Chỉ huy Khu Đô Thị mới làm rất hoành tráng, lần này số lượng phóng viên đến còn nhiều hơn. Ngay cả Bí thư Thị ủy Lương Thiên Chính cũng đích thân đến dự lễ ký kết, thể hiện sự xem trọng đối với việc xây dựng khu đô thị mới. Theo thỏa thuận, đầu tư kỳ 1 của Tập đoàn Kiến Cơ đã đạt đến 500 triệu nhân dân tệ,
bên thành phố Đông Giang đã cung cấp nhiều chính sách ưu đãi, từ kiến cơ nhân cơ hội, lại lấy cả hợp đồng xây dựng khu vận tải khu khai phá. Như vậy, tổng số tiền ký kết ngày hôm đó đã vào 6 tỷ nhân dân tệ, với khu đô thị mới, với chính phủ thành phố Đông Giang, đây đã là món tiền lớn nhất của năm 96. Sau khi chính thức ký hợp đồng với tập đoàn kiến cơ, thành tích năm đó của ban chiêu thương khu đô thị mới đã tăng lên nhanh chóng, tính cả 800 triệu ký kết trước đó, họ đã đạt đến số tiền chiêu thương tổng cộng là 6 tỷ 800 triệu tệ, so với khu khai phá đứng đầu hiện tại, cũng chỉ thiếu 200 triệu, cách cuối năm còn 20 mấy ngày, mà trong tay Trương Dương còn đơn của Thiết Vĩ Đồng nữa, nếu như có thể ký kết thuận lợi trước cuối năm, hắn đã có thể hoàn thành nhiệm vụ chiêu thương 8 tỷ, thành tích này chỉ hoàn thành trong một quý. Năng lực của Trương Đại Quan không cần phải nói thêm gì nữa, thành tích mới là thứ nhìn thấy rõ nhất, giờ đây ai nấy ở Đông Giang đều hiểu, ai nấy đều nhìn thấy rõ, tên này quả nhiên danh bất hư truyền, khả năng thật lớn. Ngay cả bí thư thị ủy Lương Thiên Chính cũng phải xúc động, hèn chi lúc đầu Đông Giang thất bại trong vụ thành phố Hữu Hảo và công ty Bender, tiểu tử Trương Dương này quả thật là có năng lực. Chủ nhiệm ban chiêu thương Đông Giang Lương Hiểu Âu cũng đã tham dự vào lễ ký hợp đồng hôm đó. Từ khi cô chủ trì công việc chiêu thương của Đông Giang, cũng đã được coi là có chút thành tích, nhưng hôm nay nếu so sánh với Trương Dương, thì chút thành tích đó của cô chẳng được coi là gì cả. Sau khi cô thượng nhiệm, làm công việc chính là chiêu thương ở khu khai phá, năm nay công tác chiêu thương của khu khai phá cũng tốt, số tiền chiêu thương được đã đạt đến 7 tỷ, với Lương Hiểu Âu, đây đã là một thành tích rất xuất sắc. Dựa vào thành tích này, cô đã có thể bỏ đi chữ phó rồi, Lương Hiểu Âu mặc dù là một cô gái, nhưng không thể nói rằng cô không có dã tâm chính trị, nếu như phụ nữ có dã tâm ở mặt này, thì thường mạnh hơn cả đàn ông. Phó thị trưởng thường vụ Tùy Quốc Minh cũng không bỏ qua nghi lễ long trọng lần này, bí thư thị ủy Lương Thiên Chính đương nhiên là nhân vật nam chính số 1, theo cấp bậc, hôm nay Tùy Quốc Minh cũng chỉ là nhân vật nam chính thứ 2 mà thôi, với cơ hội thể hiện bản thân thế này, Tùy Quốc Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua. Bí thư Đảng Công ủy khu đô thị mới Tần Thanh và Chủ tịch Tập đoàn Kiến Cơ Từ Kiến Cơ trao đổi hợp đồng và bắt tay một cách thân thiết, lúc đó Tùy Quốc Minh mỉm cười vỗ tay, chính vào lúc này. Y đã để ý tới Lương Hiểu Âu bên cạnh mình, phát hiện mặc dù trên mặt Lương Hiểu Âu vẫn cười, mặc dù cô cũng đang vỗ tay, nhưng động tác của cô lại khá rời rạc. Chi tiết nhỏ này không thể giấu nổi qua con mắt của Tùy Quốc Minh. Tùy Quốc Minh hơi suy nghĩ một chút, đã hiểu được tại sao Lương Hiểu Âu lại tỏ ra thất vọng như vậy. Tùy Quốc Minh vừa vỗ tay vừa nói với Lương Hiểu Âu, đơn này là 6 tỷ, Trương Dương vừa đến Đông Giang chúng ta đã phóng một vệ tinh rồi. Lương Hiểu Âu nói, Trương Dương thật sự rất có năng lực. Tùy Quốc Minh cười gật đầu nói, hèn chi bí thư Lương phải điểm danh đưa cậu ta về đây, tiểu tử này có năng lực chiêu thương tốt như vậy, về sau nhất định sẽ được trọng dụng. Một câu nói dường như rất vô ý, nhưng cũng làm cho lòng Lương Hiểu Âu thắt lại, cô đã nhận ra một cách rất rõ ràng, mình đang ghen tị. Lúc này Trương Dương đang đứng ở trước mặt bí thư thị ủy Lương Thiên Chính, Lương Thiên Chính cười vui vẻ nói với hắn, tiểu Trương, tốt lắm, công việc khai triển khá lắm, về sau phải tiếp tục phát huy, cố gắng làm cho công việc chiêu thương ở khu đô thị mới ngày càng tốt, giống như nấm mọc sau mưa. Trương Dương đại quan không bỏ lỡ thời cơ nịnh hót bí thư Lương, cũng đều nhờ vào năng lực lãnh đạo sáng suốt của bí thư Lương. Mấy người phóng viên đều ở ngay cạnh, kịp thời ghi lại khoảnh khắc Trương đại quan nịnh hót. Lương Thiên Chính cảm thấy hài lòng về những lời này của Trương Dương, phát hiện ra tiểu tử này ngày càng biết cách ăn nói rồi. Khi các phóng viên đến phỏng vấn Lương Thiên Chính, Trương Dương ngầm rút đi, nhận sự chúc mừng của đồng nghiệp, trên quan trường bất cứ một động tĩnh nào cũng sẽ dẫn đến suy nghĩ của người trong cuộc. Lúc đầu Trương Đại Quan nói rằng sẽ đoạt về thành tích đứng đầu trong các ban chiêu thương của năm nay, rất nhiều người suýt nữa cười rụng răng, nhưng giờ đây mọi việc đã hoàn toàn thay đổi, mặc dù Trương Dương không nhắc đến việc này. Nhưng chẳng ai cười được hắn, về cơ bản, mỗi người đều ý thức được, những lời tên này nói ra có đến 8-9 phần là có thể thực hiện. Lương Hiểu Âu cũng đến chúc mừng Trương Dương, Trương Đại Quan nắm lấy tay Lương Hiểu Âu lắc qua lắc lại, ánh mắt vẫn còn cố ý nhìn xung quanh, Lương Hiểu Âu nói, anh nhìn gì vậy? Tôi đang chúc mừng anh, mà sao anh lại không để ý? Trương Đại Quan cười nói, tôi đang xem Thiệu An Khang đã đến hay chưa, nếu như anh ta nhìn thấy tôi bắt tay cô. Thì nhất định sẽ nghĩ rằng tôi thừa cơ làm vậy, nói không chừng chút nữa sẽ vác dao đến chém tôi mất. Lương Hiểu Âu cười, rồi mắng, đúng là chẳng ra sao cả. Lòng cô cũng vì những lời nói đùa này của Trương Dương mà cảm thấy thoải mái hơn. Trương Dương nói, chủ nhiệm Lương, thế nào? Thành tích năm nay tôi cho cô không tồi đấy chứ, cô định thưởng cho tôi thế nào đây?
Chương 1175, thành tích nổi bật 2. Lương Hiểu Âu nói, tôi chỉ là một đại diện lâm thời thôi, nói ra thì cấp bậc của anh còn cao hơn tôi, sao tôi dám lãnh đạo anh cơ chứ? Câu này cô nói mà lòng đắng ngắt. Trương Dương cười nói, vậy được, tí nữa tôi sẽ nói với bí thư Lương, chúng ta đổi chỗ, tôi sẽ lãnh đạo cô. Trương Đại Quan lúc nào cũng nói năng không suy nghĩ như vậy, hắn không hề xem Lương Hiểu Âu là đối thủ của mình, nên nói năng cũng rất tùy ý, lúc đó Trương Đại Quan chỉ chú ý đến việc đắc ý, không hề nghĩ đến Lương Hiểu Âu nghĩ thế nào. Lương Hiểu Âu nghe những câu này liền trở nên khó chịu, nhưng cô vẫn giấu rất tốt, không biểu lộ ra sự không vui, nhưng nụ cười đã trở nên hơi gượng gạo, nhẹ nhàng nói, được thôi. Trương Đại Quan không để ý quá nhiều đến cô, lúc này nghe thấy một giọng con gái nhẹ nhàng vang lên, chủ nhiệm Trương. Trương Dương quay đầu lại, thì nhìn thấy vị phóng viên của Đông Nam Nhật Báo Vũ Ý đã đứng ở đằng sau hắn, cười rạng rỡ nhìn hắn. Trương Đại Quan đột nhiên nghĩ đến cá cược giữa hắn và cô ấy, cười hà hà gật đầu với cô. Vũ Ý đến trước mặt Trương Dương nói, cô không đi phỏng vấn bí thư Lương đi, còn đến tìm tôi làm gì? Vũ Ý nhìn về phía Lương Thiên Chính và Từ Kiến Cơ rồi nói, họ đều là nhân vật tiêu điểm, tôi không chen vào được. Trương Dương nhìn qua đó, quả nhiên như vậy, mấy vị nhân vật tiêu điểm đều bị phóng viên vây lấy, Vũ Ý không thể chen vào được, hắn liền cười. Vũ Ý nói, chúc mừng anh. Trương Đại Quan cố tình hỏi, chúc mừng tôi vì điều gì? Chúc mừng anh ký được một thỏa thuận lớn như vậy, đã tiến gần thêm một bước với vị trí quán quân chiêu thương năm nay. Trương Dương cười ha ha nói, còn nhớ vụ cá cược giữa chúng ta không? Nhắc đến chuyện này, mặt Vũ Ý chợt đỏ lên, cô gật đầu nói, tôi vẫn nhớ, anh yên tâm, tôi không chạy làng đâu. Trương Dương nói, giờ cô có thể đi đặt nhà hàng được rồi, không cần phải cao cấp quá, nhưng nhất định phải đặc biệt, tôi không kén chọn đâu. Hừ, sao anh đã biết tôi nhất định sẽ thua chứ? Chẳng phải anh còn thiếu 200 triệu sao? Trương Đại Quan cười, với hắn, 200 triệu chẳng có gì khó cả, nếu như hạng mục của công viên chủ đề Dieter được ký kết, thì hắn đã có một hạng mục lớn hơn 1 tỷ. Thường Lăng Phong gọi Trương Dương đến, hắn giới thiệu cho Trương Dương một người bạn, đó là thương nhân Mishima Masao. Người tên Mishima Masao này mặc dù là quốc tịch Nhật nhưng là một người Trung Quốc thực thụ, gã tên là Viên Chính Phúc, không có chút huyết thống Nhật Bản nào, nếu như cứ phải cố tình liên hệ đến Nhật Bản, thì vợ trước của gã là Mishima Eiko là người Nhật. Sau khi hai người kết hôn, tên này không để vợ theo họ mình, mà lại nhập quốc tịch Nhật, ngay cả đến họ cũng đã thay đổi. Về sau hai vợ chồng tình cảm bất hòa, sau khi ly hôn vẫn tên là Mishima Masao, theo lời của gã, nếu ở Nhật Bản mà không có một cái tên Nhật thì không dám chào hỏi người khác nữa. Thường Lăng Phong và Mishima Masao quen nhau khi ở Nhật Bản, chỉ có điều lúc đó Mishima Masao vẫn ở dưới chân núi Phú Sĩ mở một quán ẩm thực Trung Hoa. Đến giờ Mishima Masao đã phát tài nhờ ẩm thực, trở thành chủ tịch tập đoàn giáo dục Sakura Nhật Bản, nói ra thì việc này phải bàn từ quá khứ của Mishima. Trước khi Mishima đến Nhật Bản, gã đã từng là giáo viên của trường Đại học Sư phạm Đông Giang. Sau khi đến Nhật, đương nhiên có đại học mời gã làm giảng viên, may mà Mishima còn nấu ăn khá ngon, nên đã mở quán ăn ở Nhật Bản. Giờ đây ẩm thực Trung Hoa của gã đã có 7 nhà hàng chi nhánh rồi. 5 năm trước lại mở trường học. Chủ yếu là nhắm vào học sinh du học từ Trung Quốc và con cháu của những người đi làm, không ngờ sau khi mở trường lại khá được hoan nghênh, số lượng người Trung Quốc ở Nhật Bản khá lớn, chỉ trong thời gian 5 năm ngắn ngủi, Mishima đã mở được 3 trường học, thành lập tập đoàn giáo dục Sakura. Lần này Mishima về nước là để mở trường học ở trong nước, thông qua con đường này, có thể làm cho những học sinh trong nước đến Nhật Bản du học được tiện lợi hơn, thúc đẩy giao lưu văn hóa giáo dục Trung Nhật. Sau khi Thường Lăng Phong giới thiệu Mishima Masao cho Trương Dương, liền cười nói, Mishima dự định đầu tư xây dựng một ngôi trường quốc tế ở Đông Giang. Trương Đại Quan nghe đến hai chữ đầu tư ngay lập tức có tinh thần, dự định đầu tư bao nhiêu? Tên này rất thực tế. Mishima Masao cười nói, tôi đã tìm hiểu về quy hoạch về khu giáo dục văn hóa của các anh, ban đầu định đầu tư 100 triệu. Trương Đại Quan rất vui mừng, khu đô thị mới rất ủng hộ việc đầu tư cho giáo dục. Hắn cười nói, thật là nhiều. Số tiền 100 triệu đương nhiên không thể so sánh được với mấy chục của tập đoàn Kiến Cơ, nhưng với một trường học mà nói, đây đã là một số tiền đầu tư không hề nhỏ. Trương Dương vỗ vai Thường Lăng Phong nói, việc này chủ nhiệm Thường có thể tự quyết định. Thường Lăng Phong cười khổ hạnh nói, chủ nhiệm Trương thật là xem trọng tôi quá. Trương Dương cười nói, người giỏi lúc nào chẳng mệt, anh phải chấp nhận thôi.
Buổi trưa, Trương Dương đi gặp phó thị trưởng thành phố Nam Thích Cung Kỳ Vĩ ở khách sạn Tuệ Nguyên, Cung Kỳ Vĩ lần này đến Đông Giang để họp. Thời gian này Triệu Quốc Cường tham gia lớp học tập ở tỉnh, Cung Kỳ Vĩ lần này gọi cả gã đến ăn cơm. Quan hệ của Trương Dương và Triệu Quốc Cường đã tốt lên nhiều, mặc dù Triệu Quốc Cường cũng tin rằng Trương Dương không hề hại chết em trai mình, nhưng dù sao em trai của gã chết ở trong xe Trương Dương, vì vậy gặp Trương Dương, luôn có một cảm giác không thoải mái. Cung Kỳ Vĩ cười nói, tôi đã họp cả buổi sáng, nghe nói cậu đến Đông Giang đã làm công tác chiêu thương của Đông Giang lên như diều gặp gió, thật đúng là hối hận khi đã để cậu đi. Trương Dương cười nói, chỉ là may mắn mà thôi, thật ra tôi chẳng có năng lực gì hết. Cung Kỳ Vĩ vỗ vai hắn một cách thân thiết rồi nói, vào phòng rồi hắn nói. Gã đã đặt trước mấy chỗ ngồi, từ Sở Thiên Các họ ở có thể nhìn thấy mặt hồ Kim Thủy ở đằng xa xa. Ánh nắng mặt trời mùa thu lọt qua tấm kính cửa sổ chiếu vào người họ, vô cùng ấm áp. Cung Kỳ Vĩ trải khăn ăn lên đầu gối, rồi mỉm cười nói, Trương Dương, tiểu tử nhà cậu đến Đông Giang là quên cả đường về rồi. Quên hết cả đám bạn cũ của Nam Tích này rồi, cách gần như vậy, mà cũng chẳng thấy cậu về thăm lấy một lần, còn phải để cho tôi chủ động đến thăm nữa. Trương Dương cười nói, thị trưởng Cung đừng trách, bận lắm, tôi thật sự rất bận. Từ sau khi đến Đông Giang, tôi cũng chẳng được ở yên ổn mấy ngày, cả ngày đi hết từ Nam ra Bắc. Cung Kỳ Vĩ gật đầu nói, chúng ta làm thuê cho nhân dân đều phải như vậy cả, không thể nào tự quyết định được đâu, đúng là như vậy đó. Trương Dương cười nói với Triệu Quốc Cường, Triệu Cục bao giờ đến vậy? Triệu Quốc Cường nói, tôi đang tham gia lớp tập huấn tập trung ở trường Đảng tỉnh, đã đến được một tuần rồi. Trương Dương nói, thế mà cũng không liên lạc với tôi. Lời nói thì rất lịch sự, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, hắn và Triệu Quốc Cường không thể nào có được tình cảm như vậy. Triệu Quốc Cường cười nói, học tập trung khá bận, thật sự là không lấy được thời gian trống, hơn nữa, công việc của các anh cũng rất bận, nên tôi cũng không muốn làm phiền. Cung Kỳ Vĩ bảo người dọn thức ăn lên, vì buổi trưa chỉ có 3 người học, nên cũng không gọi quá nhiều thức ăn. Trương Dương hỏi về tình hình xây dựng khu công nghệ cao của Nam Tích, Cung Kỳ Vĩ liền cười nói, trước mắt tiến hành vẫn khá thuận lợi, vì có nhiều xưởng nổi tiếng đóng ở đây, về sự việc này, cậu có công rất lớn, đến cuối năm, chúng tôi còn định mời cậu về mở lễ biểu dương kia. Trương Dương cười nói, ý tốt của mọi người tôi xin nhận, nhưng cuối năm cũng là lúc tôi bận nhất, có lẽ không có thời gian. Cung Kỳ Vĩ nói, sau khi tôi đến Đông Giang, đã hiểu được một vài vấn đề của khu đô thị mới Đông Giang, khu đô thị mới rất được coi trọng, với anh mà nói đây là một cơ hội khó kiếm, chỉ cần anh nắm được cơ hội này, về sau viễn cảnh chính trị nhất định sẽ rất rộng mở. Trương Dương cười, nếu như trước kia nghe những lời này của Cung Kỳ Vĩ, hắn nhất định sẽ vui vẻ, tên này rất kỳ vọng ở việc thăng quan tiến chức, có điều giờ đây hắn chẳng có cảm giác gì, đây là một hiện tượng kỳ lạ, Trương Đại Quan đột nhiên mất đi cảm giác nhiệt tình với quan trường, mà hắn đã nảy sinh một cách nghĩ rất kỳ lạ, dù là làm đến thị trường, tỉnh trường thì đã làm sao? Bên trên chẳng phải vẫn có người quản lý hay sao, bình thường hắn vẫn phải đối mặt với những lừa dối, tranh đấu chính trị nói trắng ra là như vậy. Vì là buổi trưa, ba người đều không uống thả phanh, khi Trương Dương uống rượu cùng Triệu Quốc Cường, hắn cười nói, Triệu Cục, mấy ngày trước tôi đã gặp được Lệnh Tôn ở Đông Giang. Triệu Quốc Cường một tiếng, gã không nghe thấy cha mình nhắc tới điều này. Trương Dương nói, hình như ông ấy có chút thành kiến về tôi. Triệu Quốc Cường cười, gã không hề thấy lạ vì điều đó, đến tận bây giờ cha của gã vẫn coi cái chết của em trai là trách nhiệm của Trương Dương. Triệu Quốc Cường nói, tính khí của cha tôi là như vậy, chưa chắc đã có thành kiến gì với anh đâu. Trương Dương nghe gã nói vậy, cũng không nói tiếp nữa, chủ đề liền chuyển sang Cơ Nhược Nhạn, tôi nghe nói Cơ Nhược Nhạn suýt nữa thì thành em dâu của anh. Triệu Quốc Cường gật đầu, gã lờ mờ cảm thấy rằng dường như giữa Cơ Nhược Nhạn và Trương Dương đã xảy ra chút chuyện không vui. Trương Dương nói, hình như giờ cô ấy rất thân thiết với Lương Khang đó. Triệu Quốc Cường nói, tôi không thân với cô ấy, sự việc của cô ấy tôi không rõ lắm. Trương Dương nhận ra Triệu Quốc Cường đang cố ý tránh né vấn đề, hắn thở dài rồi nói, thật ra có một số việc vốn dĩ đã là một sự hiểu nhầm, nếu cứ để sự hiểu lầm tiếp tục phát triển, thì chẳng tốt với ai cả. Triệu Quốc Cường nói, quan điểm nhìn nhận vấn đề của mỗi người đều không giống nhau, không thể thay đổi dễ dàng được. Gã đang nói khéo với Trương Dương rằng, mặc dù gã không cho rằng Trương Dương là hung thủ giết em trai, nhưng cha gã và Cơ Nhược Nhạn không hề cho rằng như vậy. Chương 1176, không chịu được. Cung Kỳ Vĩ cũng ít nhiều nghe những chuyện ân oán của Ti Đi và Triệu Gia,
Có điều khi gã mời hai người đến ăn cơm lại không tính đến chuyện này, nghe những lời đối thoại giữa hai người họ, mới ý thức được, việc mình mời cả hai người đến đây ăn cơm không phải là một chuyện hợp lý. TD cũng không tiếp tục nhắc đến nữa, hắn nói với người phục vụ bên cạnh, giám đốc Tô của bộ phận khách hàng các anh có ở đây không? Tô Viện Viện làm việc ở khách sạn này, đảm nhận giám đốc bộ phận khách hàng, cô và TD là hai chị em trùng cha khác mẹ, vì vậy TD rất quan tâm đến Viện Viện. Người phục vụ nói, cô ấy bị thương rồi. Bị thương sao? Trương Dương vừa nghe đã căng thẳng, người đầu tiên hắn nghĩ đến là Văn Linh, chẳng lẽ Văn Linh đến báo thù cô ấy đánh cô ấy bị thương sao? Người phục vụ nói, cô ấy bị bỏng chân. Trương Dương nói, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Người phục vụ nói, những việc cụ thể tôi cũng không rõ, xảy ra vào ngày hôm kia, một vị khác đã không cẩn thận làm đổ nước nóng lên chân cô ấy. Trương Dương nói, cô ấy đang ở đâu? Nghe Tô Viện Viện bị thương, Trương Dương đã không còn tâm trạng nào ăn uống nữa, hắn quay sang nói với Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường một tiếng, hỏi chỗ ở của Tô Viện Viện, rồi đứng dậy đi thăm cô ấy. Khi đến khu nhà, đúng lúc gặp phải Kỳ Sơn đang bước đến, Kỳ Sơn nhìn thấy Trương Dương liền cười nói, chủ nhiệm Trương, trùng hợp quá, anh cũng đến đây ăn cơm à? Trương Dương gật đầu, Kỳ Sơn gọi hắn uống mấy chén, Trương Dương nói, tôi phải đến thăm một người bạn đã bị bỏng chân. Kỳ Sơn nói, ai vậy? Là giám đốc Tô của bộ phận khách hàng sao? Trương Dương nói, anh quen à? Kỳ Sơn gật đầu, rồi nói đầy đồng cảm, giám đốc Tô rất tốt, gặp phải chuyện này đúng là đáng thương. Trương Dương nghe thấy có ý gì đó trong lời của gã. Liền thấp giọng nói, anh biết đã xảy ra chuyện gì sao? Kỳ Sơn nói, tôi chỉ là nghe nói thôi, cô ấy vừa chuyển từ bộ phận khách hàng sang bộ phận ẩm thực để làm giám đốc, ngày hôm kia lưu cục của cục điện lực tỉnh đến đây ăn cơm, bảo cô ấy đến uống rượu cùng, có lẽ là vì chân tay hơi bẩn, Tô Viện Viện không đến uống rượu cùng ông ta, không biết xảy ra đôi co thế nào, mà lưu cục đã không cẩn thận hất nước sôi lên chân cô ấy. Trương Đại Quan nghe Kỳ Sơn nói vậy, ngay lập tức liền tức giận, Kỳ Sơn, việc anh nói là thật sao? Kỳ Sơn nói, tôi nghe nói vậy, thủy sản của khách sạn Tuệ Nguyên này đều do tôi cung cấp, tôi nghe những nhân công nội bộ của họ nói vậy. Kỳ Sơn nhìn thấy thái độ tức giận của Trương Dương đã đoán được quan hệ giữa Trương Dương và Tô Viện Viện không phải bình thường, trong lòng thầm nghĩ, tại sao tất cả những cô gái đẹp trên đời đều có quan hệ với hắn chứ? Trương Dương nói, tôi đi thăm cô ấy. Kỳ Sơn nói, anh cứ đi hỏi thẳng cô ấy thì hơn. Những điều tôi nói với anh chỉ là nghe đồn thôi, anh đừng tưởng thật. Trương Dương đã đi rồi. Trương Dương vừa đến cửa phòng Tô Viện Viện, đã nghe thấy tiếng tức giận của Tô Viện Viện, anh đi ra ngoài đi, cút ra ngoài cho tôi. Trương Đại Quan ngớ người, hắn còn chưa lộ mặt, Tô Viện Viện đã biết hắn đến rồi sao? Nhưng sau đó liền nghe thấy một giọng cười lạnh lùng, Tô Viện Viện, tôi nói sao người ta nể mặt cô mà cô lại không nể mặt vậy? Lưu Cục bảo cô uống rượu cùng. Đó đã là xem trọng cô lắm rồi, cô dựa vào đâu mà lại còn không nể mặt người ta chứ? Cô có tư cách gì? Cô tự đắc tội với người ta thì thôi, mà còn liên lụy tới cả khách sạn chúng tôi, phí công tôi xem trọng cô như vậy, giao cho cô cả bộ phận ẩm thực, mà cô lại đối với tôi như vậy à? Tô Viện Viện nói, ông ta vốn chẳng phải là hạng người tử tế gì, suốt ngày động tay động chân với con gái, lãnh đạo cái gì cơ chứ? Chỉ là một tên lưu manh thôi. Người đàn ông cười hà hà nói, thời đại bây giờ chẳng phải đều như vậy cả sao, cô làm nghề này thì phải chuẩn bị tâm lý cho chuyện này, cô còn giả vờ thuần chất gì chứ? Nếu như cô với được đến người ta thì tổ tông nhà cô còn phải đốt hương đấy. Anh cút đi, tôi không làm nữa. Không làm nữa à, theo thỏa thuận đã ký, cô phải bồi thường tiền, tiền bồi thường là 30.000 tệ, cô đưa ra đây, tôi sẽ ký tên cho cô đi ngay, còn nữa, tất cả tiền thuốc thang của cô đều là do tôi trả cả đấy. Tô Viện Viện nói, được, tôi bồi thường cho anh, khi nói câu này, cô liền khóc ầm ức. Lúc này Trương Đại Quan đã bước vào phòng, cửa phòng không hề đóng, người nói chuyện với Tô Viện Viện là giám đốc khách sạn Tuệ Nguyên Tông Văn Tuấn, nhìn thấy một người đàn ông xông vào cũng ngớ người, anh là ai? Là ông tổ của mày. Trương Đại Quan đấm một đấm vào mặt Tông Văn Tuấn, sau đó gã nghe thấy một tiếng kêu, Tông Văn Tuấn ngồi thụp xuống đất. Trương Dương giơ tay túm lấy cổ áo của gã, rồi lôi như lôi chó. Vất từ trong phòng ra ngoài. Tô Viện Viện thấy Trương Dương xuất hiện trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, trước khi Trương Dương xuất hiện, cô cảm thấy vô cùng tủi thân, thậm chí còn hơi sợ hãi, nhưng sau khi Trương Dương xuất hiện, tất cả đều đã biến mất, cô cắn môi, không hiểu sao nước mắt không ngừng rơi xuống. Trương Dương đến bên giường,
nhẹ nhàng nói, chân cô sao rồi? Tô Viện Viện lắc đầu nói, không sao, nước mắt vẫn lã chã rơi. Trương Dương nói, đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Bên ngoài rầm rập tiếng bước chân, bốn người bảo vệ vội vàng bước vào. Tông Văn Tuấn mặt đầy máu đứng dựa vào hành lang, kêu lên, bắt hắn lại cho tôi, báo cảnh sát đi, báo cảnh sát đi. Trương Đại Quan thấy Viện Viện bị người ta ức hiếp, ngay lập tức liền tức giận, hai tay nắm lại, sát khi lạnh lùng vây lấy hắn, tỏa ra tứ phía, với võ công ngày hôm nay của Trương Đại Quan, người có thể làm đối thủ của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng huống hồ những người bảo vệ bình thường này. Mặc dù họ tay cầm gậy, nhưng khí thế của Trương Đại Quan đã áp chế tất cả, có lúc, khí thế của con người tỷ lệ thuận với lá gan của họ, đám bảo vệ này đã bị trấn áp bởi khí thế của Trương Dương, không dám tiến đến. Tông Văn Tuấn nói, bắt lấy hắn, bắt lấy hắn. Gã một tay ôm lấy mũi, một tay rút điện thoại chuẩn bị báo cảnh sát. Lúc này lại có thêm bốn bảo vệ chạy đến, người đông sức lớn, người đông lá gan cũng lớn, họ nắm lấy gậy tiếp cận với Trương Dương. Trương Đại Quan hừ một tiếng lạnh lùng, không đợi họ đến gần, hắn đã xông ra rồi, thật đáng thương cho đám bảo vệ đen đủi. Giờ đây Trương Dương đang tức giận đùng đùng, người khác không đến tìm hắn, hắn còn phải đi tìm người kia, một tên, hai tên, ba tên bảo vệ bị hắn đánh bay ra ngoài. Tông Văn Tuấn đang gọi điện báo cảnh sát, nhưng Trương Dương lại xuất hiện trước mặt gã, gã sợ đến độ giật thót mình, Trương Dương cười lạnh lùng một tiếng, rồi tát một nhát vào mặt gã, làm cho Tông Văn Tuấn hoa mày chóng mặt. Điện thoại cũng rơi mất, người cùng đổ xuống đất. Những người ở trong ký túc xá hầu như đều là nhân công của khách sạn Tuệ Nguyên, thấy Trương Dương mạnh mẽ như vậy, không những đánh ngã hơn 10 bảo vệ, mà còn đánh cả giám đốc Tông Văn Tuấn của họ nữa. Mặc dù số nhân công ở đó rất nhiều, nhưng không ai dám đứng ra giúp Tông Văn Tuấn, trong số đó thật sự cũng có người muốn ra tay trượng nghĩa, nhân cơ hội này lấy lòng Tông Văn Tuấn, nhưng nhìn thấy đám bảo vệ đã bị đánh ngã hết, liền phải tự lượng sức mình. Không ai dám xông lên giúp đỡ nữa. Tiếng còi cảnh sát đã vang lên bên ngoài, bên cạnh là một đồn cảnh sát, bình thường đến ăn không uống không ở khách sạn Tuệ Nguyên, nghe nói rằng người ở khách sạn Tuệ Nguyên xảy ra chuyện, đám cảnh sát này làm sao có thể đứng bàng quan được. Động tĩnh bên này đã thu hút không ít khách của khách sạn, trong đó có cả tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải Kỳ Sơn. Kỳ Sơn vừa nãy nhìn thấy sắc mặt của Trương Dương, đã dự đoán được sự việc này không lành, thấy tình hình hiện nay, gã không hề cảm thấy ngạc nhiên. Xem ra quan hệ của Trương Dương và Tô Viện Viện không phải dừng lại ở mức bình thường, hắn đến là để giúp Tô Viện Viện. Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường cũng đến, thấy người gây chuyện là Trương Dương, hai người cũng không ngạc nhiên, chỗ có Trương Dương xảy ra chuyện là điều rất bình thường, nhưng nếu như nói việc này không liên quan gì đến hắn thì lại không bình thường nữa. Triệu Quốc Cường thấy đám cảnh sát đến rồi, liền ngăn họ lại, các anh ở bộ phận nào. Đồn trưởng đồn cảnh sát Chu Cương biết quy cách của khách sạn Tuệ Nguyên rất cao. Những người đến đây đều là nhân vật không bình thường cả, mặc dù Triệu Quốc Cường mặc thường phục, nhưng bên dưới vẫn mặc quần cảnh sát, vừa nhìn đã nhận ra mọi người cùng một hệ thống. Chu Cương và Triệu Quốc Cường nói chuyện vài câu, biết rằng Triệu Quốc Cường là cục trưởng công an thành phố Nam Tích, ngay lập tức liền cười nói, đều là người mình cả rồi. Gã nhìn sang bên Trương Dương rồi nói, Triệu Cục, anh ta gây chuyện lớn như vậy, chúng tôi không dễ xử lý. Kỳ Sơn bước đến, cười nói, đồn trưởng Chu, anh không đi ngủ chưa? Mà đến đây xem xét cái gì vậy? Chu Cương ngớ người, gã quen với Kỳ Sơn, rất rõ về bối cảnh của gã, Kỳ Sơn rõ ràng là đang có ý trong câu nói, Chu Cương nói nhỏ anh ta là ai vậy? Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương của Ủy ban Quản lý Khu Đô Thị Mới, là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống. Chu Cương vừa nghe thấy vậy sắc mặt ngay lập tức liền thay đổi, Trương Dương trước khi đến Đông Giang đã rất nổi tiếng, hơn nữa tên này dường như đối lập với cảnh sát vậy, dần đà. Trong nội bộ cảnh sát đều truyền tai nhau, thà gây vào Diêm Vương, chứ cũng không chơi với Trương Dương, có thể thấy tên này khó nhằn đến mức độ nào, nếu như Chu Cương biết trước Trương Dương gây sự ở đây, thì dù thế nào gã cũng không xuất binh kịp thời thế này. Gã ngầm kéo Kỳ Sơn sang một bên, rồi thấp giọng nói, Tổng Giám Đốc Kỳ, anh xem. Kỳ Sơn nhìn sang xung quanh, rồi mỉm cười nói, việc này có liên quan đến anh sao? Anh đã đến rồi thì đứng xem đi. Nếu không ai bị thương thì chẳng đến lượt anh quản thúc đâu. Chu Cương giờ đây rất mâu thuẫn, đi cũng không được, ở cũng chẳng xong, nếu đi thì bị người đời nói, nhưng nếu ở lại thì gã không dám ra mặt giúp cho Tông Văn Tuấn, gã không có thế lực gì cả, nhân vật như Trương Dương đâu có phải là người một đồn trưởng cảnh sát như gã có thể dây vào chứ. Chu Cương nói, anh đi khuyên anh ta xem thế nào. Kỳ Sơn cười lạnh lùng một tiếng,
gã không đi, mặc dù Kỳ Sơn là người cung cấp hàng hóa cho Tuệ Nguyên, nhưng cũng rất tức với khách sạn Tuệ Nguyên này, từ lúc Tuệ Nguyên bắt đầu kinh doanh cho đến giờ, chẳng bao giờ tính toán sòng phẳng tiền với gã, dù là hôm nay Trương Dương không ra tay, thì Kỳ Sơn cũng sẽ tìm người đến đập Tuệ Nguyên ra, bắt ông chủ Tuệ Nguyên trả tiền đầy đủ. Tông Văn Tuấn chỉ là một nhân vật nhỏ, người ông chủ đứng đằng sau là người khác. Hơn 10 người bảo vệ bị Trương Dương đánh đến độ chết đi sống lại, Tông Văn Tuấn bị đánh đến nỗi mặt mày sưng húp, Triệu Quốc Cường không thể nhìn tiếp được nữa, bước đến bên cạnh Trương Dương nói, chủ nhiệm Trương, vừa vừa thôi là được rồi. Trương Dương nhấc chân đá lên mông của Tông Văn Tuấn, gọi ông chủ của các người lại đây, tôi cho ông ta nửa tiếng đồng hồ, nếu như nửa tiếng mà không đến, thì tôi sẽ dỡ cả cái khách sạn Tuệ Nguyên này ra. Tông Văn Tuấn lồm cồm bò dậy, rồi chạy về phía phòng làm việc của mình. Cung Kỳ Vĩ liền trao trao mày, đến trước mặt Trương Dương nói, tiểu Trương, thế này là thế nào? Lại đánh người rồi à? Trương Dương ra tay đánh người, mọi người đã quen rồi. Trương Dương nói lại một lượt sự việc vừa rồi, đương nhiên không nói quan hệ của mình và Tô Viện Viện ra, Cung Kỳ Vĩ cũng là một người rất ghét những người bắt nạt người khác, nghe nói Tô Viện Viện bị đối xử bất công như vậy, cũng tức và mắng, đúng là đốn mạt, loại bất lương thế này nên đánh cho một trận. Đồn trưởng cảnh sát Chu Cương bước đến cùng Kỳ Sơn, cười nói chủ nhiệm Trương. Trương Dương thấy có người mặc quần áo cảnh sát bước đến, ngay lập tức liền nhíu mày. Chương 1177, Tiểu Oan Gia 1. Chu Cương ho một tiếng rồi nói, chủ nhiệm Trương, tôi là người phụ trách khu vực này, gì ấy nhỉ? Trương Dương nói, tôi hiểu rồi, anh đừng quản nữa, có xảy ra chuyện gì thì tôi tự chịu. Chu Cương cười khổ hành nói, chủ nhiệm Trương, Kỳ Sơn vỗ vỗ vai gã rồi nói, yên tâm đi, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, vẫn chưa đến lúc cảnh sát nhân dân phải ra tay đâu. Trương Dương thấy Kỳ Sơn cũng đến, liền cười nói, đi nào, chúng ta đi uống trà, vị đồng chí đồn trưởng này, phiền anh giữ trật tự quần chúng. Nói xong hắn liền chỉ vào tòa nhà nghỉ ngơi phía trước, rồi cùng đến đó với Cung Kỳ Vĩ, Triệu Quốc Cường và Kỳ Sơn. Kỳ Sơn cười lắc đầu, thầm nói tên này là một nhân tài, vất mọi chuyện cho cảnh sát xử lý. Gã vẫy tay với một người phục vụ, bảo cô ấy đi pha một ấm trà. Sau khi mấy người ngồi xuống, Trương Dương gọi điện thoại cho Đỗ Thiên Giã, tại sao lại gọi điện cho Đỗ Thiên Giã? Vì Trương Dương muốn biết phản ứng của Đỗ Thiên Giã. Từ sau khi biết quan hệ huyết thống của hắn và Tô Viện Viện, Trương Đại Quan đã muốn tác thành cho Đỗ Thiên Giã và Tô Viện Viện, hắn có thể nhận ra, Tô Viện Viện nhất định có tình cảm với Đỗ Thiên Giã, nhưng Đỗ Thiên Giã chưa chắc đã quên hết chuyện của Văn Linh. Hơn nữa giữa gã và Tô Tiểu Hồng hình như cũng có quan hệ không rõ ràng, Trương Dương gọi điện thoại này là để thăm dò. Đỗ Thiên Giã nghe nói Tô Viện Viện bị người ta làm bỏng, ngay lập tức liền tức giận, gã tức giận nói, Trương Dương, thế là thế nào? Chẳng phải bảo cậu đi giúp đỡ chăm sóc cô ấy sao? Trương Dương nói, đại ca à, tôi có thể chăm sóc cô ấy suốt 24 giờ đồng hồ sao? Cô ấy là người lớn rồi, nếu như cả ngày tôi đều đến thăm cô ấy, thì người khác còn tưởng tôi có ý gì với cô ấy nữa đó. Đỗ Thiên Giã tức giận đi đi lại lại trong phòng làm việc, Trương Dương, tiểu tử nhà cậu nhất định phải đòi công bằng cho Tô Viện Viện. Trương Dương nói, dựa vào đâu chứ? Đỗ Thiên Giã nói, dựa vào việc cậu là bạn tôi. Trương Đại Quan thầm vui vẻ, nhưng ngoài miệng lại nói, tôi là bạn của anh là đúng, nhưng anh và cô ấy có quan hệ gì với nhau cơ chứ? Đỗ Thiên Giã nói, cậu không phải quản điều đó. Việc này không thể xong như vậy được, tiểu tử nhà cậu nhất định phải ra mặt, ngày hôm kia tôi sẽ đến Đông Giang để họp, cậu cứ làm cho thoải mái vào. Xảy ra việc gì thì cũng có tôi đây, Trương Dương nói, đây là anh nói đấy nhé. Đỗ Thiên Giã nói, đúng, là tôi nói vậy, một cục trưởng cục điện lực mà dám bắt nạt con gái nhà người ta, tôi muốn xem anh ta có bản lĩnh gì. Trương Dương nói, tôi giúp anh làm việc, nhưng trách nhiệm đều là của anh đấy nhé. Câu này nói thật hiểm. Hắn giúp Tô Viện Viện không phải là vì nể mặt Đỗ Thiên Giã, Tô Viện Viện là chị của hắn, giờ đây cô ấy bị thương, người làm em như hắn nhất định không thể nào vui được. Đỗ Thiên Giã đã bị kéo vào trong, vốn dĩ đánh người chẳng có lý do gì, nhưng giờ thì dễ giải thích rồi, ức hiếp Tô Viện Viện là không nể mặt Đỗ Thiên Giã, không nể mặt Đỗ Thiên Giã chính là không nể mặt Trương Dương. Từ lời của Đỗ Thiên Giã, Trương Dương cũng nhận được một tín hiệu, Đỗ Thiên Giã nhất định có ý với Tô Viện Viện, những người bạn bình thường cũng không đến mức độ phản ứng dữ dội như vậy. Trương Dương cúp điện thoại, hắn thấy Cung Kỳ Vĩ, Triệu Quốc Cường, Kỳ Sơn đều đang nhìn hắn, hắn liền cười nói, mấy vị đang làm gì vậy? Việc này không có liên quan gì đến các vị, để tự tôi xử lý là được rồi,
các vị đừng tham dự vào. Cung Kỳ Vĩ nói, anh và Tô Viện Viện có quan hệ gì chứ? Trương Dương nói, cô ấy là chị dâu tương lai của tôi. Các anh biết bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã chứ? Mấy người giờ đều hiểu là vấn đề gì, Kỳ Sơn Thầm nói hay lắm, hôm nay có trò hay để xem rồi, giờ đây đằng sau không có chút bối cảnh thì thật đúng là không dám ra đường. Trương Đại Quan cầm trà lên uống một ngụm, ánh mắt dừng lại trên mặt Kỳ Sơn, Tổng Giám Đốc Kỳ, sự việc hôm nay đều do anh gây ra cả đấy. Kỳ Sơn cười hì hì nói, chủ nhiệm Trương, tôi thật sự không muốn gây ra chuyện này, tôi chỉ là tiện miệng nói đôi ba câu thôi, ai mà nghĩ được anh và Tô Viện Viện lại có quan hệ như vậy chứ. Trương Dương nói, đã nói rồi, thì nói thẳng ra đi, rốt cuộc là có chuyện gì. Kỳ Sơn nói, Tuệ Nguyên rất có bối cảnh đấy, vừa nãy người bị anh đánh là Tông Văn Tuấn, anh ta chỉ là một người gác cửa ở đây thôi, cổ đông chủ yếu của Tuệ Nguyên có hai người, một người là Khang Thành, một người là Lương Tư. Cái tên Lương Tư Trương Dương đã từng nghe, biết rằng cô ấy là chủ của Lam Ma Phương, cũng là em dâu của Cục trưởng Điện lực tỉnh Lưu Hiểu Trung, còn về Khang Thành, đây là lần đầu tiên Trương Dương nghe thấy cái tên này. Kỳ Sơn nói, Khang Thành là cháu ngoại của Bộ trưởng Tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, anh ta gọi Bộ trưởng Khổng là Dượng. Nghe nói đến tên của Khổng Nguyên, Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường liền quay ra nhìn nhau, họ đều là cán bộ Bình Hải, vấn đề tổ chức đều phải phục tùng sự quản lý của Khổng Nguyên, nghe nói việc này rốt cuộc có liên quan đến Khổng Nguyên, hai người không thể không suy nghĩ. Trương Dương nói, hóa ra là ông ta à? Hắn quay sang nói với Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường, thị trưởng Cung, Triệu Cục. Việc này thật sự các anh không thích hợp để tham dự vào rồi, tôi thấy các anh tránh đi thì hơn, các anh yên tâm, tôi sẽ không nói các anh bỏ bạn đâu. Có một số việc nói rõ ra là tốt cho tất cả mọi người. Cung Kỳ Vĩ cười, gã gật đầu nói, được, vậy thì tôi không tham dự vào việc này nữa. Gã gọi Triệu Quốc Cường cùng đi, đây không phải vì gã sợ gây chuyện, mà là vì chuyện này họ thật sự không cần phải tham dự vào, vì chuyện này mà đắc tội với Bộ trưởng Tổ chức tỉnh thì thật chẳng có nghĩa lý gì. Trương Đại Quan thì không giống vậy, tên này có thù oán với Khổng Nguyên, năm đó khi hắn học ở Tĩnh Hải, vì Khổng Nguyên kéo tay Tần Thanh không rời, tên này đã thuê một người đổ rác, tát một cái bạt tai vào mặt Khổng Nguyên ngay trước mắt mọi người, mặc dù việc này đã qua lâu rồi, nhưng mối thù của hắn và Khổng Nguyên thì vẫn còn đó. Kỳ Sơn cũng chẳng sợ Bộ trưởng Tổ chức tỉnh, gã là người làm ăn buôn bán, không cần phải để ý đến sắc mặt của Bộ trưởng Tổ chức tỉnh. Sau khi Cung Kỳ Vĩ và Triệu Quốc Cường đi khỏi, Trương Dương cười hì hì nhìn Kỳ Sơn nói, anh không đi sao? Kỳ Sơn nói, dù sao thì tôi chẳng có việc gì làm, đi theo xem cho vui. Trương Đại Quan chậm chậm đặt tách trà xuống rồi nói, sao tôi thấy anh thích gây chuyện vậy nhỉ? Kỳ Sơn cười nói, tôi đâu có mưu mô như vậy chứ, nhưng có điều, nói thật lòng, tôi cũng có ý kiến với Tuệ Nguyên, họ nợ tôi đến hơn 1 triệu, giờ đây tất cả tiệc tùng của tôi hầu như đều làm ở bên này cả, đòi được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Có điều cứ ăn từng bữa một, không biết ngày tháng nào mới đòi được hết tiền về. Trương Dương liền cười, hắn cảm thấy Kỳ Sơn rất thú vị. Kỳ Sơn nói thật, dù là anh không động vào họ, thì tôi cũng sẽ phải nghĩ cách để xử lý. Trương Dương nói vậy, hai chúng ta có cùng kẻ thù rồi. Kỳ Sơn nói, Khang Thành là cháu ngoại của vợ Bộ trưởng Khổng, người này nhiều năm nay đều kinh doanh ở Thượng Hải, đúng rồi, thực phủ Giang Nam của em trai tôi chuyển nhượng cho anh ta rồi. Trương Dương nghe đến chuyện này, đột nhiên ý thức được đến điều gì đó, với tài lực của Kỳ Sơn không thể nào hận Khang Thành chỉ vì hơn 1 triệu được, chẳng lẽ trong việc chuyển nhượng thực phủ Giang Nam cũng bị thiệt sao? Kỳ Sơn thở dài nói, đến giờ anh ta mới chỉ trả 20% số tiền tổng thể, thực phủ Giang Nam đã mở cửa một thời gian lâu rồi, việc làm ăn còn tốt hơn trước, nhưng tiểu tử này lại không trả hết tiền. Trương Dương nói, tôi đã nhận ra rồi, hôm nay tôi đã bị anh lợi dụng. Anh và cái tên Khang Thành này mới thật sự là có thù. Kỳ Sơn nói, nếu như tôi không nói thì anh cũng đâu có biết, hơn nữa, tôi cũng chẳng phải đứng ngoài, hôm nay tôi đã chuẩn bị xong rồi, định cùng xông pha với chủ nhiệm Trương. Tôi cũng được coi là nghĩa khí đấy chứ. Khang Thành không ra mặt, nửa tiếng sau người đến Tuệ Nguyên là Lương Tư, Lương Tư đã nghe rõ sự việc trên đường đến đây, vừa nghe nói đến Trương Dương gây chuyện, cô ta đã cảm thấy đau đầu, cô và Trương Dương đã từng tiếp xúc mấy lần. Biết rằng tiểu tử này không dễ đối phó, có điều cô ta không hiểu hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, điều Tông Văn Tuấn báo cáo với cô ta cũng không đủ rõ ràng, đến tận bây giờ Lương Tư cũng vẫn không biết, sự việc của Tô Viện Viện đã dẫn đến việc này. Trước khi Lương Tư đến đã gọi điện cho Lương Thành Long, ý của cô là muốn Lương Thành Long nói một tiếng với Trương Dương trước,
cô không muốn xảy ra xung đột với Trương Dương. Nhưng Lương Thành Long vừa gọi điện đến đã thấy Trương Dương tắt máy, từ khi Kỳ Sơn nói với Trương Dương về bối cảnh của Tuệ Nguyên, tên này đã ngay lập tức tắt điện thoại, hắn đã liệu được trước rằng Lương Tư sẽ vận dụng mối quan hệ, Tô Viện Viện bị người khác ức hiếp đã chạm đến mức chịu đựng cuối cùng của Trương Đại Quan, Thiên Vương có đến cũng sẽ không thể nể mặt. Là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, Lương Tư rất thông minh, cô ta cười, bước đi phong tình đến, ánh mắt của Trương Đại Quan cũng bị hấp dẫn một chút, rồi ngay lập tức hắn liên tưởng đến Khổng Nguyên, đó là một lưu manh giả, cháu ngoại y và Lương Tư hợp tác liệu có nhân tố gì khác không? Lương Tư đến trước mặt họ, cười nói, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì lớn lắm kìa, thật là đại thủy dìm miếu Long Vương, không nhận ra nhau thôi. Trương Dương cười nhàn nhạt, sao tôi cảm thấy giống như oan gia ngõ hẹp vậy? Kỳ Sơn đứng ở một bên nhìn, trong lòng thầm cười, hôm nay gã đến chỉ là để xem chuyện hay, thấy Lương Tư như vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ, cần phải nói rằng gã và Lương Tư chẳng có mấy thù lớn, người làm cho gã thật sự khó chịu là Khang Thành, nhưng ai bảo Lương Tư và Khang Thành là người hợp tác với nhau cơ chứ, đây gọi là bị liên lụy. Lương Tư nói với Kỳ Sơn, ông chủ Kỳ, anh không phải đang hợp thế cùng chủ nhiệm Trương ức hiếp tôi đấy chứ? Kỳ Sơn cười nói, tôi nào dám. Giờ đã là thời đại gì rồi, người nợ tiền mới là đại gia kia, tổng giám đốc Khang của các cô nợ tôi đến 700-800 vạn tệ, chỉ có các cô mới ức hiếp được tôi làm gì dám nói chuyện chứ. Kỳ Sơn là một nhân vật lớn, gã chẳng sợ gì, và gã cũng hiểu phải chọn trận doanh thế nào, tiêu chuẩn gã lựa chọn không phải là nắm đấm của ai to hơn, cũng không phải là thế lực của ai lớn hơn, mà là gã phải xem nghiêng về phía ai thì có lợi cho gã hơn, bên nào phù hợp với lợi ích bản thân gã hơn. Lương Tư ngồi xuống bàn, nói với người phục vụ, mau đi, đến phòng làm việc của tôi lấy nhà nhất phẩm cống đến đây. Trương Dương nói, không cần phải phiền toái thế đâu, Tổng Giám Đốc Lương, ở khách sạn Tuệ Nguyên này cô là người quyết định sao? Lương Tư chớp chớp đôi mắt của mình, cô ta rất thông minh, Trương Dương hôm nay đến để hỏi tội, khi cô ta trả lời phải suy nghĩ cho thật thấu đáo. Lương Tư cười nói, Tuệ Nguyên là một doanh nghiệp với nhiều cổ đông, tôi chỉ là một cổ đông trong số đó thôi. Chủ tịch của chúng tôi là Khang Thành tiên sinh, hôm nay anh ấy không có ở đây. Lương Tư nói đầy tính thoái thác. Vậy là cô không có quyền quyết định gì à? Lương Tư nói, cũng không thể nói như vậy, có một vài việc nhỏ tôi có thể đứng ra. Chủ nhiệm Trương, chúng ta là bạn lâu rồi, rốt cuộc phục vụ của Tuệ Nguyên có chỗ nào làm anh không hài lòng, hoặc là có người làm nào đắc tội với anh yên tâm, chỉ cần anh chỉ ra, tôi sẽ xử lý ngay. Thái độ của Lương Tư khá thành khẩn. Chương 1178, Tiểu Oan gia 2. Trương Đại Quan thầm nghĩ, tôi và cô đâu có phải là bạn, chúng ta chẳng có quan hệ gì với nhau cả, hắn cười nói, cô biết đến Tô Viện Viện chứ? Lương Tư nói, biết chứ, cô ấy là giám đốc bộ phận ẩm thực của chúng tôi, cô ấy làm việc rất nỗ lực, và cũng rất thông minh có tài cán, tôi đang định bồi dưỡng trọng điểm cho cô ấy. Trương Dương nói, cô ấy bị thương rồi cô biết chứ? Lương Tư nói, điều này thì quả thật tôi không biết, sao thế? Lương Tư thật sự không biết, khách sạn Tuệ Nguyên là một khách sạn 5 sao, không thể nào để cô ta đi hỏi từng việc một. Mặc dù Tô Viện Viện là khách sạn bộ phận ẩm thực, nhưng cũng chỉ là một người làm công ăn lương thôi, việc cô ấy bị bỏng không thể nào gây sự chú ý quá được. Trương Dương nói, chân cô ấy đã bị một vị khách nào đó lấy nước nóng làm bỏng, Tổng Giám Đốc Lương, xem ra cô không quan tâm mấy đến nhân công của mình rồi. Lương Tư nói, chút nữa tôi sẽ đến thăm cô ấy, thật là, sao lại bất cẩn vậy cơ chứ, chủ nhiệm Trương, Tô Viện Viện là bạn của anh sao, anh yên tâm, phúc lợi và các mặt bảo hiểm khác của nhân công khách sạn chúng tôi đều rất tốt, chỉ cần xảy ra vấn đề trong thời gian làm việc, chúng tôi đều phụ trách cả. Trương Dương cười nói, vừa nãy vị giám đốc Tông của các cô đâu có nói như vậy, anh ta bảo Tô Viện Viện lấy ra 30.000 tệ để đền bù phá vỡ hợp đồng, rồi còn định đuổi cô ấy đi nữa. Lương Tư nói, sao lại thế được, anh ta thật sự nói như vậy sao? Nếu như anh ta nói như vậy, chút nữa tôi sẽ xử lý anh ta. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Lương, chúng ta quen nhau đâu phải ngày một ngày hai đúng không? Lương Tư gật đầu, mặt vẫn cười. Trương Dương nói, tôi sống kiểu gì? Tổng Giám Đốc Lương có lẽ biết. Lương Tư vẫn cười tươi, nhưng trong lòng đã bắt đầu có những dự cảm không lành rồi, hóa ra Trương Dương muốn ra mặt cho Tô Viện Viện. Tên khốn Tông Văn Tuấn rốt cuộc đã nói điều gì làm đắc tội vị quan gia này. Lương Tư nói, tôi luôn coi chủ nhiệm Trương là bạn tốt của mình, trước kia anh cũng đã từng giúp tôi không ít chuyện, nếu không phải là do anh giúp, thì anh tôi đã mất mạng rồi.
Trương Dương nói, chúng ta không cần phải nói vòng vo nữa nhé, Tô Viện Viện là chị dâu tương lai của tôi, lần này cô ấy bị bỏng không phải ngẫu nhiên đâu, mà vì có người trêu ghẹo cô ấy, vì cô ấy phản kháng nên đã làm đối phương tức giận, vì vậy tên khốn đó lấy nước nóng dội vào chân cô ấy. Sắc mặt của Lương Tư thay đổi, không thể nào. Khách sạn của chúng tôi là khách sạn chính quy, không thể xảy ra chuyện này được. Trương Dương nói, tôi phải nói lý cho Tô Viện Viện. Tổng Giám Đốc Lương, rất vinh hạnh được cô coi là bạn của cô. Nếu đã là bạn, thì tôi khuyên cô một câu, cô ra khỏi chuyện này đi. Lương Tư cắn cắn môi, ý của Trương Dương rất rõ ràng, hắn đòi công lý, không phải là chuyện đơn giản như đền tiền hay xin lỗi, hắn phải làm cho Tuệ Nguyên đóng cửa. Kỳ Sơn đứng ở một bên không nói năng gì từ đầu đến cuối, nghe đến đây, gã liền cảm thấy bái phục Trương Dương, tiểu tử này thật là kiêu ngạo, nhưng hắn thật sự là một nhân vật lớn, hèn chi lúc đầu em trai gã đắc tội với hắn, bị hắn dìm cho không còn đường sống, ngay cả thực phủ Giang Nam cũng phải chuyển nhượng đi, Kỳ Sơn là một người thông minh, gã biết rằng loại người như Trương Dương không phải là người mình có thể gây sự. Lương Tư nói, chủ nhiệm Trương, hay là thế này đi, tôi thay mặt cho khách sạn xin lỗi Tô Viện Viện. Và chịu trách nhiệm tất cả tiền viện phí lần này của cô ấy, đồng thời bồi thường những tổn thất tinh thần cho cô ấy. Trương Dương cười nói, Tổng Giám Đốc Lương, cô không hiểu ý của tôi rồi, cái tôi cần là sự công bằng. Lương Tư nói, công bằng gì cơ? Trương Dương nói, ai đã làm Tô Viện Viện bị bỏng, thì bảo hắn ta quỳ xuống trước mặt Tô Viện Viện xin lỗi, hắn ta đã hất nước vào người khác thế nào thì để người khác hất trả lại đúng như vậy. Còn nữa, cô giúp tôi nói với hắn ta rằng, lần này nhất định tôi phải đánh chết hắn. Lương Tư đột nhiên cảm thấy rùng mình. Nhưng, đến tận bây giờ, cô ta vẫn chưa hiểu được rốt cuộc ai là người đã làm Tô Viện Viện bị bỏng. Trương Dương nói, tôi thấy việc này cô cũng không quyết định được đâu. Khang Thành là cổ đông lớn, cô bảo anh ta mau về xử lý chuyện này. Còn về khách sạn Tuệ Nguyên của các cô, tôi thấy mau ngừng kinh doanh đi thôi. Lương Tư nghe hắn nói chuyện quá đáng, trong lòng cũng bắt đầu cảm thấy tức giận, chủ nhiệm Trương. Tuệ Nguyên là một khách sạn cấp 5 sao, không phải là nói ngừng kinh doanh là ngừng kinh doanh được ngay. Trương Dương nói, 3 ngày, trong 3 ngày Tuệ Nguyên phải nói cho ra lẽ với tôi. Nói xong câu này, Trương Dương đứng dậy đi đón Tô Viện Viện, hắn đưa Tô Viện Viện đến chỗ ở của Thường Hải Tâm, có người chăm sóc cô ấy tiện hơn. Sau khi Trương Dương đi khỏi, Lương Tư ngay lập tức gọi Tông Văn Tuấn đến phòng làm việc của mình, sự phẫn nộ của Lương Tư hiện rõ ràng trên mặt, Tông Văn Tuấn, anh đang làm trò gì vậy hả? Sự việc của Tô Viện Viện rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại làm Trương Dương tức giận cơ chứ? Hả, trước đó anh không biết quan hệ giữa họ hay sao? Tông Văn Tuấn bị Lương Tư mắng đến độ hoa mày chóng mặt, gã thấp giọng nói, Tô Viện Viện đắc tội với Lưu Cục, vì vậy. Lương Tư nói, tại sao anh không nói sớm với tôi? Tông Văn Tuấn mặt khổ sở nói, vốn dĩ những chuyện này ở khách sạn là rất khó tránh, tôi cũng không ngờ cô ta lại không biết điều như vậy. Lương Tư tức giận nói, anh không biết Trương Dương là ai à? Anh gây sự với hắn ta làm gì? Tông Văn Tuấn nói, trước đó tôi đã gặp anh ta đâu, người như anh ta thật là vô lý, từ bên ngoài xông vào, rồi đánh tôi ngay, tôi đã bị anh ta đánh đến độ giờ còn đau hết mình mấy. Lương Tư nói, không đánh chết là phúc đức cho anh lắm rồi đấy. Tông Văn Tuấn từ khi biết Trương Dương xuất hiện, trong lòng đã hiểu trận này bị đánh oan không kêu được ai rồi. Gã cẩn thận nói, cô xem việc này phải làm thế nào. Lương Tư xua xua tay nói, anh đi ra ngoài đi. Tông Văn Tuấn rời khỏi đó, Lương Tư ngồi thần người ở trong phòng làm việc, đến 5 sau phút sau, mới gọi điện cho anh rể là Lưu Hiểu Trung. Lưu Hiểu Trung nghe thấy Lương Tư nói chuyện này, cũng im lặng. Lương Tư thấy gã không nói gì, trong lòng hơi sợ, anh nói gì đi chứ, dù sao thì anh cũng là người có chức có quyền, anh có phải đã động tay động chân gì không? Cô nói chuyện với Lưu Hiểu Trung không hề khách sáo, trên thực tế, quan hệ giữa Lương Tư và anh rể cũng không phải bình thường, nếu không thì vị cục trưởng cục điện lực tỉnh này cũng sẽ không giúp đỡ em dâu hết sức như vậy. Lưu Hiểu Trung nói, buổi tối hôm đó anh có mặt ở đó, nhưng anh có làm gì với cô ta đâu, em nghĩ thử mà xem, anh là ai cơ chứ, anh có đến nỗi phải làm chuyện này với một cô gái trẻ không? Lương Tư tức giận nói, anh là loại người thế nào em còn không rõ nữa hay sao? Ở trên đời chẳng có chuyện gì là tự nhiên cả đâu. Lưu Hiểu Trung nói, Tiểu Dư, em đừng nghĩ oan cho anh, em có thể đi hỏi người phục vụ phòng hôm đó xem, anh thật sự không động gì vào cô ta. Buổi tối hôm đó, Trương Khánh Phong mời khách, anh đã cho anh ta một công trình điện lực, anh ta bảo cô giám đốc đó mời rượu anh, nhưng cái cô giám đốc đó lại ngại, Trương Khánh Phong lúc đó uống hơi quá chén,
nên không cẩn thận đổ nước sôi vào chân cô ta, việc này thật sự chẳng có liên quan gì đến anh đâu. Lương Tư nói, giờ thì anh nói gì chẳng được. Lưu Hiểu Trung nói, anh thấy sự việc chẳng có gì to tát cả, lúc đó cô giám đốc đó cũng nói rằng không sao, việc này đã qua được mấy ngày rồi, sao lại rộ lên cơ chứ? Lương Tư nói, cái tên Trương Dương ở khu đô thị mới gây sự, quan hệ giữa anh ta và Tô Viện Viện khá tốt, nên phải đòi công bằng cho cô ta. Lưu Hiểu Trung nói, công bằng gì? Cùng lắm thì nói cho rõ ràng sự việc ra, bảo Trương Khánh Phong đền ít tiền là được rồi. Lương Tư nói, anh ta muốn người đã làm bỏng Tô Viện Viện phải cúi đầu xin lỗi. Lưu Hiểu Trung nghe xong câu này liền hừ một tiếng rồi nói, anh ta tưởng mình là ai chứ? Ngông cuồng hết sức. Lương Tư nói, Trương Dương là người thế nào, em rõ hơn anh nhiều, hai anh em nhà Kỳ Sơn đã đủ giỏi rồi, Kỳ Phong chăng phải cũng phải ngoan ngoãn chuyển nhượng cả thực phủ Giang Nam hay sao, rồi bị hắn ép phải rời khỏi Đông Giang. Trần Bưu cũng là nhân vật có máu mặt, cuối cùng chẳng phải cũng phải chịu cúi đầu hay sao? Lưu Hiểu Trung nói, hắn ta dám làm gì? Việc này có liên quan gì đến anh chứ? Hắn ta làm sao vơ đũa cả nắm được? Lương Tư nói, hắn ta sẽ làm gì thì em không biết, có điều em biết rằng hắn ta sẽ không làm tử tế đâu, nếu như sự việc là do Trương Khánh Phong gây ra, thì anh bảo Trương Khánh Phong mau đứng ra đây đi, đừng làm cho mọi việc lớn lên. Lưu Hiểu Trung nói, anh đi đâu tìm anh ta được bây giờ? Anh ta đâu có ở Đông Giang chứ? Lương Tư nói, Trương Dương uy hiếp bắt Tuệ Nguyên chúng em phải đóng cửa đó. Lưu Hiểu Trung nói, đúng là tiểu tử không biết trời cao đất dày, em không cần phải để ý đến hắn. Những lời nói của Lưu Hiểu Trung phần nào làm cho Lương Tư an tâm một chút, đặt điện thoại xuống, cô liên lạc với Khang Thành, cổ đông lớn nhất của khách sạn Tuệ Nguyên là Khang Thành, xảy ra việc thế này, dù gì cũng phải báo cho Khang Thành một tiếng, Lương Tư cho rằng Khang Thành có lẽ sẽ có cách gì đó. Dù sao thì hậu đài của gã ta còn có bộ trưởng tổ chức tỉnh Khổng Nguyên, là một nhân vật nắm thực quyền ở Bình Hải, đặc biệt là rất có uy với những đám cán bộ này. Chương 1179, Tiểu Oan Gia 3. Trương Dương bốc xong thuốc bỏng đưa cho Thường Hải Tâm, Thường Hải Tâm giúp Tô Viện Viện bôi thuốc làm cô rất ngại, đừng phiền phức nữa, để tôi tự làm. Thường Hải Tâm cười nói, có gì mà phiền đâu, ai mà chẳng có lúc gặp phải phiền toái chứ, trước kia, mà tôi từng bị bỏng. Nghiêm trọng hơn cả cô lần này nữa, thuốc bỏng của Trương Dương rất hiệu nghiệm, không bao lâu nữa là có thể phục hồi rồi, đảm bảo không để lại chút sẹo nào hết. Phụ nữ đều thích đẹp, Tô Viện Viện cũng vậy, mặc dù vết bỏng ở chân, nhưng cô cũng không muốn để lại sẹo trên chân mình. Nghe Thường Hải Tâm nói như vậy, cô liền quay sang nhìn khuôn mặt của Thường Hải Tâm, thấy da mặt cô trắng trẻo, không chút tì vết, trong lòng cảm thấy yên tâm. Cô cảm động quay sang cười với Trương Dương, chủ nhiệm Trương. Lần này thật sự đã làm phiền đến anh rồi. Trương Dương nói, không cần khách sáo, bí thư Đỗ bảo tôi phải chăm sóc chu đáo cho cô, tôi còn chưa thực hiện hết trách nhiệm của mình. Nhắc đến Đỗ Thiên Dã, mặt Tô Viện Viện hơi đỏ, cô nói nhỏ, chủ nhiệm Trương, tôi nhờ anh một việc. Trương Dương gật đầu. Tô Viện Viện nói, việc này đừng để bí thư Đỗ biết. Trương Dương thầm nghĩ, hắn đã nói với Đỗ Thiên Dã từ lâu rồi, nhưng ngoài miệng vẫn ửng một tiếng. Thường Hải Tâm bôi xong thuốc cho Tô Viện Viện, rồi cầm đống băng gạc vứt vào thùng rác bên ngoài, rửa tay, Trương Dương ôm lấy cô từ đằng sau, Thường Hải Tâm nói nhỏ, đừng linh tinh nữa, Tô Viện Viện còn ở bên trong đó. Trương Đại Quan đưa miệng ra, Thường Hải Tâm hôn lên môi hắn, đến lúc đó hắn mới buông cô ra. Trương Dương nói, thời gian này để Tô Viện Viện ở chỗ em nhé, một mình cô ấy, ở bên cạnh chẳng ai chăm sóc cả. Thường Hải Tâm nói đầy ngụ ý, anh quan tâm đến cô ấy nhỉ? Trương Dương cười nói, em đừng hiểu lầm, anh giúp cô ấy vì lý do có Đỗ Thiên Dã. Hắn sợ Thường Hải Tâm hiểu lầm quan hệ giữa hắn và Tô Viện Viện. Thường Hải Tâm nói, yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc cô ấy cẩn thận. Cô giúp Trương Dương sửa lại cổ áo rồi nói, sự việc bên khách sạn Tuệ Nguyên anh định xử lý thế nào? Trương Dương nói, tên khốn Lưu Hiểu Trung đó, anh đã khó chịu với gã từ lâu rồi, lần này nói thế nào cũng không được bỏ qua cho gã ta. Lúc này tiếng chuông cửa vang lên, là Tần Thanh đến lấy đồ, hai người đến Đông Giang liền ở cạnh nhau, có điều Tần Thanh sau khi đến Đông Giang, đơn vị lại xếp cho cô một chỗ ở khác, gần đây Tần Thanh đều ở cùng cha mẹ, thấy Trương Dương ở chỗ Thường Hải Tâm, Tần Thanh cười nói, này Trương Dương, anh ở đây làm gì? Không đi làm, cả buổi chiều đều không thấy mặt, có phải muốn tôi đánh dấu trốn việc không hả? Trương Dương cười khổ hạnh, bí thư Tần à, chúng ta đừng cứng nhắc như vậy. Vừa muốn có ngựa vừa không muốn ngựa ăn cỏ, chẳng phải cô bảo tôi phụ trách vấn đề chiêu thương sao?
nếu như cả ngày tôi đều ở lại bộ chỉ huy, thì làm sao tìm được hạng mục chứ? Tần Thanh nói, anh ấy à, lúc nào cũng có một đống lý do. Cô vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thuốc, sao thế? Ai bị ốm à? Thường Hải Tâm lúc này mới nói chuyện của Tô Viện Viện, Tần Thanh cũng quen Tô Viện Viện, liền bước vào phòng hỏi thăm. Trương Dương và Tần Thanh rời đi, sau khi ra ngoài, Tần Thanh nói, Tô Viện Viện sao lại bất cẩn như vậy? Trương Dương thở dài một tiếng, nói một lượt sự việc, Tần Thanh nghe xong cũng phẫn nộ, cái tên Lưu Hiểu Trung thật chẳng ra gì, mình là cán bộ quốc gia, mà làm sao lại có thể làm như vậy được? Trương Dương nói, cán bộ quốc gia cũng có người xấu người tốt, em tưởng ai cũng tử tế như anh à? Tần Thanh lườm hắn rồi nói, anh tưởng rằng anh là thứ gì tử tế à? Trương Dương nói, nhân phẩm của anh cũng tốt lắm, nếu không, thì bí thư Tần cũng sẽ không có tình cảm với anh đâu. Tần Thanh cười nói, đúng là nói dối mặt không đỏ. Cô nói nhẹ nhàng, hình như anh rất quan tâm đến Tô Viện Viện. Trương Dương nói, lên xe đi, tìm một chỗ vắng người anh có chuyện nói với em. Tần Thanh nói, có cần phải vậy không, em còn phải nấu cơm kìa, cha em chút nữa về ăn cơm. Bình thường cô bận làm việc, khó khăn lắm mới về sớm được một lần, đương nhiên phải tranh thủ cơ hội để hiếu kính với cha. Trương Dương nói, vậy thì đến nhà em nói. Tần Thanh nói, được rồi, vào trong xe của anh nói đi. Chỗ Tần Thanh ở bây giờ nhiều tai mắt, cô không muốn Trương Dương ra vào chỗ ở của mình, lại bị người ta nói. Hai người lên xe, Trương Dương lúc này mới nói vấn đề của Tô Viện Viện, hắn nói rất nhẹ nhàng. Có điều Tần Thanh đã hiểu được quan hệ giữa hắn và Tô Viện Viện rất nhanh, mắt cô ngạc nhiên mở to, việc này thật là không thể tin được, cô ngạc nhiên nói, anh đang nói rằng Tô Viện Viện là chỉ cùng cha khác mẹ với anh ư. Trương Đại Quan nhìn ra ngoài sợ sệt, rồi cười khổ hạnh nói, chị Thanh à, chị nói nhỏ một chút được không, chị định để toàn thế giới biết điều này à. Tần Thanh gật đầu nói, hèn chi anh quan tâm đến Tô Viện Viện như vậy, em còn tưởng. Vẫn chưa nói hết lời, Tần Thanh đã cười. Trương Dương nói, em tưởng gì? Này, em là cán bộ của đảng đấy nhé, sao đầu óc em toàn những thứ đen tối vậy? Tần Thanh lè lưỡi hơi ngại ngần, trông rất đáng yêu, ai bảo anh từ trước đến giờ đều như vậy cả, làm sao mà em nghĩ tốt về anh được chứ? Trương Dương nói, việc này anh không thể nhịn được. Tần Thanh nói, anh định làm thế nào? Trương Dương nói, kẻ họ Lưu này không phải là thứ gì tốt đẹp cả, lần trước lái xe của gã suýt nữa thì đâm vào cha em. Giờ anh tính luôn cả nợ cũ nợ mới. Tần Thanh nhắc nhở hắn, anh đừng quên, người ta là cục trưởng cục điện lực đấy, là một con hổ điện, anh muốn sờ mông nó, cẩn thận bị điện giật đấy. Trương Dương nói, cái mông vừa thối vừa cứng đó anh chẳng thèm sờ đây, có sờ cũng phải sờ của em. Vừa trắng vừa mềm, lại trơn, rất đàn hồi. Tên này vừa nói, vừa giơ tay ra bóp bóp mông Tần Thanh. Tần Thanh hơi đỏ mặt, mắng, chẳng ra sao cả. Em nói với anh, đây là giữa ban ngày bạn mặt, anh mà giở trò với em nữa, thì em thưởng cho anh một cái tát đó. Trương Đại Quan cười hì hì một tiếng, em không nỡ đâu. Tần Thanh nói, không nói chuyện với anh nữa, đúng rồi, anh nhớ nhé, đừng có làm quá to, hãy làm cho rõ tình hình đã rồi hắn tính, nói đi nói lại, thì vẫn phải làm giống như Kỳ Sơn đã nói, anh đi hỏi Tô Viện Viện cho rõ ràng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sau khi cô nói xong, liền đẩy cửa xe bước ra ngoài. Tần Thanh rời đi không lâu, Lương Tư đã gọi điện thoại đến, Trương Dương vừa mở máy điện thoại không lâu, câu đầu tiên của Lương Tư là, chủ nhiệm Trương, gọi điện cho anh khó quá. Trương Dương cười nói, điện thoại của tôi hết pin, nên bị sập nguồn rồi, tôi vừa mới thay cục pin khác xong. Lương Tư nói, chủ nhiệm Trương, tối nay cùng ăn cơm đi, tôi muốn giải thích với anh về chuyện của Tô Viện Viện. Không đợi Trương Dương trả lời, cô lại nói tiếp, tôi đã mời cả Lương Thành Long rồi. Tổng giám đốc Khang của chúng tôi cũng đến, chủ nhiệm Trương, anh xem. Trương Dương nói, anh rể của cô có đến không? Lương Tư nói, chủ nhiệm Trương, việc này có liên quan gì đến anh ấy sao? Trương Dương cười hà hà một tiếng, cười lạnh lùng, âm thanh này làm cho Lương Tư rợn tóc gáy. Trương Dương nói, vậy được, tôi đi. Trương Dương mời cả Kỳ Sơn cùng đi, Kỳ Sơn rất thông minh, nhận được điện thoại của Trương Dương là hiểu ngay ý đồ Trương Dương. Kỳ Sơn nói, người ta đâu có mời tôi. Trương Dương nói, tôi mời anh rồi, anh có đi không? Kỳ Sơn nói, đi chứ, tôi đang muốn tìm Khang Thành đây, mẹ kiếp, nợ tiền tôi mà tôi không thể nào tìm được người. Trương Dương cười nói, thế thì tiện quá rồi, anh tiện thể có thể đòi tiền luôn. Kỳ Sơn và Trương Dương hẹn thời gian,
buổi tối cho lái xe đến đón gã, buổi tối hơn đó vẫn tổ chức ở khách sạn Tuệ Nguyên. Thông qua sự việc lần này, Trương Dương đã thay đổi cách nhìn nhận về Kỳ Sơn, có thể nhận ra, Kỳ Sơn cũng rất dũng cảm, đương nhiên Kỳ Sơn đã có mâu thuẫn với Khang Thành, gã cũng muốn mượn sự việc này gây khó dễ cho Khang Thành, có câu dậu đổ bìm leo mà. Trương Dương và Kỳ Sơn ngồi ở hàng ghế sau, Kỳ Sơn nói, chủ nhiệm Trương, anh định thế nào? Trương Dương nói, chỉ giúp Tô Viện Viện đòi chút công lý thôi. Kỳ Sơn nói, người như Khang Thành rất nhỏ nhen, tôi đã tiếp xúc với anh ta mấy lần, giờ đây cũng được coi là hiểu về anh ta. Gã không hề hy vọng Khang Thành sẽ lấy tiền ra để giải quyết vấn đề này, có điều từ thái độ trước mắt của Trương Dương, thì cũng không phải lấy chút tiền ra là có thể làm hắn nguôi giận được. Trương Dương nói, tôi không có ý định gây sự với Khang Thành, là anh có mâu thuẫn với Khang Thành, người tôi muốn tìm là Lưu Hiểu Trung, gã ta đã làm chân Tô Viện Viện bỏng thành ra như vậy, không thể nào như con rùa rụt cổ. Kỳ Sơn cười nói, lợi ích của họ liên quan đến nhau, anh thử xem, nhất định sẽ có ý kiến giống nhau. Trương Dương cười nói, vậy thì phải xem họ có bản lĩnh thế nào rồi. Kỳ Sơn cười nói, anh không sợ Bộ trưởng Khổng nhúng tay vào sao? Trương Dương nhìn sang Kỳ Sơn rồi nói, Khang Thành đã nợ anh nhiều tiền như vậy, anh còn hận anh ta hơn tôi, có phải là sợ Bộ trưởng Khổng, vì vậy mới không dám đòi tiền anh ta đúng không? Kỳ Sơn cười hà hà, gã nhìn thời gian, rồi thấp giọng nói, Khang Thành gọi Bộ trưởng Khổng là dược, Bộ trưởng Khổng rất thương anh ta, luôn coi anh ta như con trai ruột vậy, anh nói xem có kỳ lạ không, anh ta trông thật sự hơi giống Bộ trưởng Khổng. Chương 1180, con người sống ở trên đời 1. Trương Đại Quan nhìn sang Kỳ Sơn, tên này rõ ràng đang ám thị với hắn, Khang Thành dù có thế nào cũng không thể giống với dượng của gã được, Kỳ Sơn đã nói rất rõ ràng, đang ám thị rằng Khang Thành chính là con riêng của Khổng Nguyên, Trương Dương không hề cảm thấy kỳ lạ, Khổng Nguyên là loại háo sắc như vậy, nhất định sẽ có thể làm ra chuyện ngầm quan hệ với em vợ. Nếu như đây là sự thật, thì Khổng Nguyên nhất định sẽ ra mặt vì Khang Thành. Trương Đại Quan liền cảm thán nói, thật là loạn quá. Kỳ Sơn cười nói, tôi cũng thấy loạn rồi, tôi còn nghe nói khách sạn Tuệ Nguyên đã trở thành khách sạn điện lực, tất cả việc ăn uống chiêu đãi của hệ thống điện lực đều chỉ định làm ở đây, cục điện lực tỉnh nếu như ăn ở chỗ khác thì không thể nào đưa hóa đơn cho cục được, những điều tôi nói đều là tin đồn, chỉ để tham khảo thôi nhé. Trương Dương nói, giờ đây quan hệ giữa anh rể và em vợ đều tốt như vậy sao? Khi nói đến đây hắn tự nhiên nghĩ đến Cố Dưỡng Dưỡng, đúng thật, thời đại bây giờ. Nếu như không có chút ám muội với em vợ thì đúng là không dám nói rằng là anh rể của người ta. Kỳ Sơn cười nói, tôi chưa nói gì đâu nhé. Hai người nói cười một lúc đã đến khách sạn Tuệ Nguyên, Trương Dương vừa xuống xe đã nhận được điện thoại của Lương Thành Long. Lương Thành Long vừa thấy hắn nhấc máy liền nói, này, sao anh không nghe điện thoại của tôi cơ chứ? Trương Dương cười nói, chẳng phải tôi đã nghe rồi đấy sao? Hắn nhìn bốn phía rồi nói, có gì thì để gặp mặt rồi nói. Chẳng phải anh cũng đến Tuệ Nguyên ăn cơm sao? Lương Thành Long nói, mấy việc đó của các anh tôi chẳng thèm quản đâu, tối nay tôi có khách hàng quan trọng, không đến được. Trương Dương đoán rằng Lương Thành Long sợ đến lúc đó sẽ phát sinh xung đột, gã là bạn chung của cả hai bên không tránh khỏi khó xử, vì vậy tránh mặt cho xong. Trương Dương nói, xảo quyệt lắm, tiểu tử nhà anh sợ tối nay không nói được chứ gì. Lương Thành Long cười một tiếng rồi nói, người anh em, tôi thật sự đứng về phía anh. Nhưng tôi và Lương Tư cũng là bạn mấy năm nay rồi, trước đó còn hợp tác với nhau nữa, tôi không tiện ra mặt. Trương Dương gật đầu nói, tôi hiểu. Lương Thành Long chọn như vậy chứng minh tên này cũng rất thông minh, gã lựa chọn cách tránh mặt với không làm đắc tội cả hai bên. Có điều Lương Thành Long vẫn khuyên Trương Dương một câu trong điện thoại, chỗ nào tha thứ được thì hãy tha thứ. Trương Dương, người ta đã chủ động cúi đầu rồi, anh đừng có cố truy cứu nữa. Trương Dương cười nói, anh yên tâm. Chuyện này tôi chắc mẩm. Cục điện thoại, thấy Lương Tư đã đứng ở cửa chờ rồi, tối nay cô đã mặc một bộ sườn xám màu tím, làm cho cơ thể của cô ra trông rất đẹp, mặc dù cô ta không thể coi là trẻ, nhưng cô ta hiểu cách làm thế nào để thể hiện thế mạnh của mình, biểu hiện nét nữ tính của một người thiếu phụ, cần phải biết điều này có lực sát thương rất mạnh đối với đàn ông, đặc biệt là đàn ông già. Mặc dù trong lòng Lương Tư rất ghét Trương Dương, nhưng trên mặt vẫn tươi cười, chủ nhiệm Trương thật là đúng giờ. Rồi lại quay sang nhìn Kỳ Sơn, Tổng Giám Đốc Kỳ cũng đến rồi. Kỳ Sơn cười nói, không mời mà đến, chủ nhiệm Trương cứ bắt tôi đến tiếp rượu với anh ấy. Lương Tư thầm chửi, Kỳ Sơn nhà anh là loại người gì tôi còn không rõ hay sao? Rõ ràng là mượn gió bẻ măng, muốn nhân cơ hội Trương Dương ở đây để gây chuyện,
làm người sao lại hiểm độc vậy chứ? Nhưng ngoài miệng lại nói rất giả tạo, hoan nghênh, hoan nghênh. Kỳ Sơn dám đến đây là đã không sợ đắc tội Lương Tư và Khang Thành, thật ra khi gã quyết định đứng về phía Trương Dương là đã chuẩn bị sẵn về việc trở mặt với Khang Thành rồi, mặc dù gã dậu đổ bìm leo theo Trương Dương, nhưng không có nghĩa rằng Kỳ Sơn có thể ưu hiếp người khác tùy tiện, loại nhân vật như Khang Thành và Lương Tư vẫn chưa đủ đẳng cấp. Lương Tư dẫn họ đến Hoa Hương Các, ông chủ khách sạn Tuệ Nguyên là Khang Thành đã đợi ở đó rồi, Khang Thành năm nay 29 tuổi, người không cao, trông hơi béo. Trên gương mặt trắng tròn đeo một gọng kính sắt màu vàng, Kỳ Sơn và Khang Thành đã gặp nhau không chỉ một lần, biết rằng mặt tên này mặc dù trông thư sinh nho nhã, nhưng thật ra lại là một kẻ cực kỳ kiệt sỉ, và vô lại nữa. Đến tận bây giờ gã vẫn còn nợ Kỳ Sơn đến 700-800 vạn tệ. Mặc dù Khang Thành cười hài hòa, nhưng gã cũng không có những động tác thân mật, thậm chí còn không đứng dậy đón, gã cũng là một người trẻ tuổi sự nghiệp thành công, khách sạn Tuệ Nguyên và thực phủ Giang Nam chỉ là một phần trong sự nghiệp của gã. Trọng tâm của sự nghiệp gã đặt ở Thượng Hải, người trẻ tuổi như hắn đã có nhiều tiền như vậy, đương nhiên hắn phải tự tin hơn đại đa số người khác, trong mắt gã, Kỳ Sơn cũng được, Trương Dương cũng thế, những người này đều không bằng gã, mặc dù nghe nói rất nhiều về họ. Nhưng những việc đó không thể trở thành lý do để gã đứng ra chịu trách nhiệm, đặc biệt là Trương Dương, người đã từng thuê người tát vào mặt dượng của gã, Lương Thành càng cảm thấy thù hận, từ khi gã biết chuyện đó, gã đã muốn tìm lại công bằng cho dượng. Không có dượng Khổng Nguyên, thì không có Khang Thành của ngày hôm nay, tất cả những điều dượng làm cho gã là vô cùng to lớn, đó là người mà Khang Thành kính trọng nhất đời này. Lương Tư cũng nhận ra thái độ hôm nay của Khang Thành hơi lạnh nhạt, đây không phải là một hiện tượng tốt, Trương Dương và Kỳ Sơn đều không có ý đồ gì tốt, và chẳng có ai là người dễ gây sự hết, mặc dù Khang Thành cũng có chút thực lực, nhưng vừa bắt đầu đã ra vẻ không hữu hảo thế này, có lẽ sẽ làm cho sự việc này ngày càng phức tạp hơn. Mặc dù trên mặt Khang Thành cười tươi, nhưng Lương Tư biết rằng, Khang Thành không hề để ý đến hai vị này. Lương Tư nói, Tổng Giám Đốc Khang, Chủ nhiệm Trương và ông Chủ Kỳ đến rồi. Khang Thành mỉm cười gật đầu nói, ngồi đi, thậm chí gã còn không dùng cả từ, mời. Trương Dương và Kỳ Sơn ngồi xuống, Trương Đại Quan nhìn Khang Thành hơi hứng thú, rồi rất nhanh tìm thấy nhiều đường nét quen thuộc trên mặt gã, Kỳ Sơn nói không sai, Khang Thành trông rất giống dượng của gã. Lương Tư cười nói, mọi người đều đã quen nhau cả rồi, có lẽ không cần tôi phải giới thiệu nữa. Trương Dương nói, tôi thật sự không quen vị Tổng Giám Đốc Khang này. Trương Đại Quan cười hì hì nhìn Khang Thành, tên này cũng là một nhân vật con cháu nhà quan, mặc dù không có danh phận, nhưng tình hình thực tế là như vậy. Khang Thành nói, tôi chưa từng gặp chủ nhiệm Trương. Lương Tư nói, trước lạ sau quen thôi mà, lần sau gặp mặt nhau là thành bạn của nhau thôi. Trương Đại Quan cầm cốc trà lên uống một ngụm, rồi cười nói, có những người vừa gặp đã thành bạn thân thiết không gì không chia sẻ với nhau, nhưng có những người dù đã quen nhau cả đời, nhưng vẫn xa lạ, duyên phận là thứ rất khó nói. Khang Thành cười nói, chủ nhiệm Trương và Tô Viện Viện có quan hệ gì với nhau? Gã vào luôn chủ đề chính. Trương Dương nói, Tô Viện Viện là bạn gái của người anh em của tôi, cũng được coi là chị dâu tương lai của tôi. Khang Thành gật đầu nói, sự việc của cô ấy chúng tôi rất lấy làm tiếc, sau khi chủ nhiệm Trương nói việc này ra, chúng tôi đã thương lượng rồi, và quyết định xử lý thế này, chúng tôi sẽ phụ trách toàn bộ tiền phát sinh trong quá trình trị thương của Tô Viện Viện, trong thời gian dưỡng bệnh của cô ấy vẫn phát tiền lương như bình thường, cho cô ấy 50.000 nhân dân tệ tiền bồi thường tinh thần, cảnh cáo Tông Văn Tuấn về những lời không trách nhiệm trước đó. Trương Dương cười. Khang Thành cũng cười, chủ nhiệm Trương có hài lòng với kết quả xử lý thế này không? Gã cho rằng mình đã nhượng bộ ở mức độ lớn nhất rồi, mặc dù gã không hề thích Trương Dương, nhưng vì đại cục, gã vẫn cố gắng nhượng bộ hết sức. Trương Đại Quan trả lời gọn lỏn, không hài lòng. Khang Thành hơi ngớ người. Lương Tư cười nói, chủ nhiệm Trương, có gì không hài lòng anh cứ nói, chúng ta đều là người một nhà cả, cứ nói thẳng thắn, nếu giải quyết được sẽ giải quyết ngay. Cô ta bảo người phục vụ dọn thức ăn lên. Trương Dương nói, Tổng Giám Đốc Lương. Có lẽ cô vẫn chưa nói rõ ý của tôi, điều tôi muốn là đòi lại công bằng cho Tô Viện Viện, chứ còn tiền thuốc thang, tiền đền bù tổn thất tinh thần, vốn dĩ mấy thứ này các cô nên chịu trách nhiệm. Tô Viện Viện đến làm việc ở khách sạn các cô, là chủ khách sạn, các cô nên phụ trách an toàn nhân sinh của cô ấy, đây cũng là yêu cầu cơ bản nhất, trên thực tế, các cô chưa hề làm được điều đó. Khang Thành nói, chủ nhiệm Trương, sự việc đã xảy ra rồi, những điều chúng ta nên làm là đối mặt với vấn đề, giải quyết vấn đề. Trên thực tế, chúng tôi đã làm như vậy rồi. Trương Dương nói, vậy được,
anh nói cho tôi biết, ai đã làm Tô Viện Viện bị bỏng. Khang Thành nói, đã nói là khách, người ta không cẩn thận động vào cốc nước nóng, có phải là cố ý đâu, hơn nữa khách sạn chúng tôi đâu có phải là cơ quan chấp hành luật pháp, chúng tôi làm sao có thể bắt khách lại được. Lương Tư nói, chủ nhiệm Trương, hay là chúng ta ăn cơm trước, vừa ăn vừa nói chuyện. Cô đã nhận ra Khang Thành không phục Trương Dương, sợ rằng sẽ xảy ra xung đột ngay tại hiện trường, nên mượn cớ ăn cơm uống rượu để hòa hoãn không khí. Trương Dương cười nói, tôi hôm nay tới là để nói chuyện, vấn đề vẫn chưa nói rõ ràng, ăn cơm cái gì. Khang Thành nói, chủ nhiệm Trương, bên phía khách sạn chúng tôi đã làm tận tình tận nghĩa rồi, Tô Viện Viện chẳng qua một nhân công của chúng tôi, cô ấy phải lấy lợi ích của khách sạn đặt lên hàng đầu. Kỳ Sơn nói, lời này tôi đồng ý, nhân công nên giữ gìn lợi ích của khách sạn, nhưng khi lợi ích của nhân công đã bị xâm phạm, khách sạn hình như cũng phải bảo vệ lợi ích của nhân công. Tổng Giám Đốc Khang, tôi thấy mâu thuẫn của chuyện này không hề nằm ở các anh cùng chủ nhiệm Trương, rốt cuộc là ai làm bỏng bỏng Tô Viện Viện. Anh nói ra là được rồi. Khang Thành lạnh lùng nhìn Kỳ Sơn, thầm nghĩ chuyện này có liên quan quái gì đến anh hôm nay đến chính là đi theo làm loạn, bởi vì ông đây nợ anh tiền. Cho nên anh đến đây đổ dầu vào lửa cố ý trả thù, vốn đã không muốn trả cho anh khoán tiền cuối, anh làm như vậy, muốn lấy lại tiền càng lại khó khăn càng thêm khó khăn. Trương Dương nói, ai làm bỏng Tô Viện Viện, phải đứng ra nói cho ra lẽ với tôi. Khang Thành nói, chủ nhiệm Trương, điều bên phía khách sạn chúng tôi có thể làm chỉ có này đó, về phần anh nhất định phải truy cứu là ai làm bỏng Tô Viện Viện, tôi thấy chuyện này anh không nên tìm chúng tôi, nên đi tìm cảnh sát. Chúng tôi đã điều tra rất rõ ràng, Tô Viện Viện bị bỏng chỉ là việc ngoài ý muốn, nếu như anh khăng khăng là khách cố ý làm bỏng cô ấy, như vậy anh chỉ có thể đi báo cảnh sát, tôi cũng không có biện pháp khác. Trương Dương nói, ý của anh là chuyện này không có liên quan gì với các người. Khang Thành gật đầu nói, không liên quan gì, tôi lấy ra thành ý đến nói chuyện với anh, nhưng xem ra chủ nhiệm Trương không hề cảm kích. Trong lời của Khang Thành vẫn có chút ngạo khí của. Trương Dương cười hà hà nói, thật là mẹ kiếp chẳng ra sao cả. Tôi còn tưởng rằng các người bảo tôi lại đây có thể có lời nói công bằng, xem ra tôi đánh giá cao các người rồi. Khang Thành nhìn Trương Dương, trên mặt đã không có bất cứ nụ cười nào rồi. Trương Dương nói, anh cho rằng mấy vạn tệ là có thể đem Tô Viện Viện đuổi ra khỏi cửa rồi sao? Tổng Giám Đốc Khang, xem ra anh không biết tôi phải giúp Tô Viện Viện lấy lại công bằng, tôi quyết không phải muốn tiền, tôi là muốn xem. Tại Đông Giang này ai dám khi dễ chị dâu tương lai của tôi muốn chính là cái khẩu khí này, có tiền là giỏi à, anh cho rằng dùng tiền là có thể giải quyết chuyện này à. Hà hà, được, vốn tôi nghĩ tìm ra người khởi xướng chuyện này, cho hắn gọi bài học là xong, nhưng các ngươi chơi trò này với tôi. Ánh mắt của Trương Đại quan sắc như dao bàn bắn về phía Lương Tư, thấy vậy Lương Tư không rét mà run. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1180.